Tiên nghịch tập 5 và 6, rời phái, Trương Hổ bị giết thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Âu Dương lão giả khinh miệt liếc nhìn Vương Lâm, nói: "Một tiểu bối, nhưng ngươi thì có cái gì mà trao đổi? Hừ, nếu ngươi có thể xuất ra pháp bảo Tử Nhạc Tiên kiếm của hàng nhạc phái ta còn miễn cưỡng đổi lại cho người một giọt." Vương Lâm nhíu chặt mày, nội tâm hắn thoáng lạnh đi, dẫn lực thuật được vận dụng tới cực hạn, một trào trực tiếp đánh tới. Âu Dương lão giả biến sắc, quát: "Tiểu bối ngươi thật là to gan." Vừa nói tới đây, ông tay áo lão vung lên, một chiếc phi kiếm nhất thời xuất hiện, phi kiếm này vừa hiện ra lập tức lớn dần lên, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một thanh cự kiếm phát ra khí thế thiên quân vạn mã. Khi một kiếm này xuất hiện, ánh mắt lão lộ ra một tia sát ý, đệ tử của đối phương có thực lực kinh người, nếu giữ lại sau này khẳng định sẽ trở thành mối uy hiếp với Huyền Đạo Tông, không bằng nhân dịp này hủy diệt tu vi của hắn. Sắc mặt Hoàng Long chân nhân hơi trầm xuống, lão đã nhìn ra tâm cơ của đối phương từ nhạc kiếm trong tay lập tức được huy động muốn ngăn cản đối phương chính lúc này vương lâm cười dài một tiếng dẫn lực thuật được hắn vận dụng tới cực hạn vốn là đôi bàn tay vô hình lập tức biến thành vật hữu hình hai bàn tay phát ra quang mang màu trắng xuất hiện ở giữa không trung xua tan đi tất cả những đăng mây đang ở xung quanh phương hướng của bàn tay không hề thay đổi một cánh tay ôm lấy đầu con thiên túc ngô công còn cánh tay kia thì hướng lên trên đón đỡ thanh cự kiếm đang chém xuống tốc độ chém xuống của cự kiếm nhất thời bị kiềm hãm sau đó dần dần đứng lại ở giữa không trung không thể ép xuống tiếp sắc mặt của âu dương lão già ửng hồng ánh mắt lộ vẻ kinh hãi hai vị trưởng lão còn lại cắn chặt răng liều mạng đồng thời ra tay một đạo ánh sáng màu hồng từ trong miệng một người xuất hiện ở giữa không trung nó hóa thành dài lụa nhanh chóng đánh về phía vương lâm cùng lúc đó vị trưởng lão còn lại tế xuất một quả ngọc giản từ bên trong tỏa ra quỷ hỏa rồi quỷ hỏa lại tiếp tục phân ra làm bảy tam cái vây lấy vương lâm vào bên trong sau đó lập tức thu hẹp phạm vi bao vây lại một cỗ khí thế nóng bừng tới nhưng thần sắc vương lâm vẫn không hề thay đổi dẫn lực thuật lại được hắn tiếp tục phân ra một bàn tay bàn tay đó liên tục xoay quanh người vương lâm từ nó sinh ra những đạo khí lưu mà mắt thường có thể thấy được những đạo khí lưu này làm cho quỷ hỏa ở bốn phía lúc sáng lúc tối những biến hóa liên tục xảy ra rất nhanh hoàng long chân nhân tức giật quát lên một tiếng một tay bắt quyết tử nhạc tiên kiếm nhanh như điện lóe lên một cái phát ra âm thanh xé gió lao tới giải lụa của vị trưởng lão còn lại mượn cơ hội này thân thể vương lâm di chuyển với tốc độ cực nhanh vọt tới bên cạnh thiên túc ngô công dẫn lực thuật được hắn sử dụng để khống chế con thiên túc ngô công làm cho nó không thể dạy ra tay phải vương lâm đặt lên đầu con rét linh lực từ tay hắn nhanh chóng chuyển sang làm cho con ngô công cảm thấy đau nhức từ miệng nó phun ra một ít chất lỏng màu đen nói thì lâu nhưng những việc đó chỉ xảy ra trong thời gian vài giây những người còn lại chưa kịp phản ứng thì hai bên đã va chạm với nhau đạo hư chân nhân nhìn thấy con ngô công thổ ra chất độc lo lắng vương lâm không phân biệt được độc chất vì vậy vung tay áo lên ném ra một chiếc bình ngọc cao giọng nói Vương Lâm sư điệt, dùng cái này lấy độc. Nói xong, lão huy động phi kiếm của mình cùng với quỷ hỏa đang vây lấy Vương Lâm dây dưa cùng một chỗ. Ba vị trưởng lão huyền đạo tông tức giận gầm lên một tiếng, bị đám người hàng nhạc phái cuốn lấy cho nên không thể ngăn cản Vương Lâm. Vương Lâm nhìn thấy con Ngô Công đã nôn ra dịch độc của nó, thân hình hắn nhanh chóng lui lại phía sau, tiếp lấy bình ngọc rồi sử dụng linh lực bao quanh lấy dịch độc của Ngô Công thu nó vào bên trong bình. Âu Dương lão giả nội trận lôi đình hét lớn. Hàng nhạc phái, các ngươi khinh người quá đáng hoàng long chân nhân thầm than một tiếng lão thu hồi từ nhạc tiên kiếm những người còn lại cũng đồng loạt thu hồi bảo kiếm của mình hai phái phân ra hai bên đứng giữa không trung vương lâm dùng ánh mắt xin lỗi nhìn đám người huyền đạo tông dịch độc của con thiên túc ngô công này là dược vật để trị liệt tật của phụ thân hắn cho nên hắn không thể không sử dụng hạ sạch này để lấy nó hắn ôm quyền nói âu dương sư thúc dịch độc của con ngô công này đối với đệ tử rất trọng yếu vãn bối ở đây có một vật dùng để đổi lấy dịch độc của nó dứt lời hắn ném ra một chiếc bình ngọc nhìn qua thì rất bình thường bên trong đó chính là nước sông ở phía hậu sơn sắc mặt âu dương lão già âm trầm lại sau khi tiếp nhận chiếc bình ngọc đang định nói tiếp đột nhiên thần sắc hơi thay đổi lão đánh giá lại chiếc bình ngọc trong tay cao mày nói nghe nói hàng nhà phái 500 năm trước có mấy vị nguyên anh lão tổ truyền môn phái tới đây ngoại trừ linh khí ở đây nhiều hơn bên ngoài mấy lần thì chất lòng này sợ rằng cũng xuất hiện từ nơi này mở chiếc bình ngọc ra linh khí ẩn chứa bên trong nhất thời phát tán ra xung quanh hoàng long chân nhân nhìn chiếc bình ngọc vuốt tròm râu cười nói bạn đang tiểu tử này tử dĩ nhiên lại mang theo một lọ nước sông tới đây đi. âu dương lão giả hừ một tiếng cầm chiếc bình ngọc trên tay suy nghĩ một chút nói hoàng long đạo hữu hàng nhạc phái các ngươi có một đệ tử rất tốt à cáo từ nói xong lão liếc mắt nhìn vương lâm trầm ngâm một chút rồi truyền âm nói vương sư điệt chuyện dịch độc của con ngô công này ta không truy cứu nhưng hàng nhạc phái nếu không có nguyên anh lão tổ tọa chấn thì cũng không còn tồn tại được lâu ngươi tự thu xếp đi Nói xong, lão vỗ lên đầu con Ngô Công, Thiên Túc Công Ngô trừng mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó thân thể nó lay động lập tức bay nhanh về phía bắc. Trong lúc Vương Lâm chú ý tới con Thiên Túc Ngô Công, hắn mơ hồ cảm thấy có một đôi mắt đẹp nào đó đang nhìn mình hắn ngẩn người ra một lúc, trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại lời Âu Dương lão giả vừa nói, về phần chủ nhân của đôi mắt đó, Vương Lâm cũng chỉ nhìn lướt qua, chứ không để ở trong lòng. Sau khi Huyền Đạo Tông rời đi, Thường Tùng Phong liền trở nên yên tĩnh, ánh mắt hoàng long chân nhân đảo qua một lượt, cười nói: Cuộc tỷ thí hôm nay, hàng nhà phái của chúng ta toàn thắng, tất cả các nội môn đệ tử đều có phần thưởng, mỗi người đều được tới đan phòng lĩnh mộ lọ linh đan, tất cả đều phải cố gắng tu luyện, lấy Vương Lâm làm tấm gương. Đám nội môn đệ tử nhất thời đều vui mừng, ai cũng muốn nhìn kỹ Vương Lâm một chút, giờ phút này giang xưng phế vật dành cho hắn không còn ai nhắc tới nữa. Nội tâm Vương Trác rất phức tạp, hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Sư phụ, đệ tử muốn đóng cửa tu luyện, từ nay về sau không hỏi tới thế sự nữa." Đạo hư thở dài một hơi, vương trác là đệ tử đắc ý nhất của lão cho nên lão hiểu rất rõ mâu thuẫn của hắn với vương lâm trầm ngâm một chút gật đầu nói thôi được người mượn cơ hội này tránh gặp mặt vương lâm một thời gian vương trác cười khổ một tiếng cúi đầu không nói gì hoàng long chân nhân lúc này lại tiếp tục mở miệng nói tất cả đều tản đi vương lâm người theo ta tới đến đây vương lâm gật đầu ánh mắt hắn hơi đảo qua một chút rồi dừng lại trên người tam sư huynh lữ văn kiết đột nhiên nói tam sư huynh huynh chờ một chút thân thể lữ văn kiệt hơi run lên hắn quay lại mỉm cười nói vương sư huynh huynh có chuyện gì phân phó hay huynh muốn linh đan ở đây tiểu đệ còn không ít trước tiên đưa cho huynh tam sư huynh đệ muốn hỏi huynh một người là vương hạo dược đồng ở đan phòng của huynh vương lâm nhìn chăm chăm vào lữ vân kiệt trước đây hắn đối với tu vi của mình luôn cảm thấy thiếu tự tin bản thân đối với chuyện của vương hạo có lòng mà không có lực giúp nhưng bây giờ sau khi trải qua vài trận chiến vương lâm đối với tu vi của bản thân đã hiểu khá rõ lữ vân kiệt biến sắc nội tâm hắn thầm kêu khổ gương mặt âm tình bất định đột nhiên cắn chặt răng một cái lui lại phía sau vài bước nói vương lâm vương hạo là dược đồng của ta đối với việc luyện đan của ta vô cùng trọng yếu lữ mỗ không thể đồng ý hoàng long chân nhân ở một bên cảm thấy nghi hoắc lão nhướng mày quát lữ vân kiệt chỉ là một tên dược đồng hắn đối với ngươi thì có cái gì mà quan trọng sắc mặt lữ vân kiệt hơi cao có lại hắn cắn răng lắc đầu nói trưởng môn sư bá đệ tử thật khó có thể tuân lệnh vương hạo hắn hắn đã sắc mặt vương lâm thay đổi thân thể hắn vừa động lập tức hóa thành một dải hồng nhằm về phía hàng nhạc phong lao đi hoàng long chân nhân và mấy vị trưởng bối bên cạnh đều cảm thấy nghi hoặc cả đám người đều lao theo đạo hư chân nhân còn ôm theo lữ vân kiệt chân đạp mây bay về phía hàng nhạc phong rất nhanh sau đó vương lâm đã tới trước mặt đan phòng của lữ vân kiệt thần thức hắn hơi đảo qua lập tức phát hiện được hơi thở yếu ớt của vương hạo hắn bình tĩnh lao nhanh về phía cửa phòng một chân đá văng cánh cửa đan phòng ra sau khi đi vào chứng kiến tình trạng bên trong lửa giận trong nháy mắt bốc lên tới cực hạn chỉ thấy ở phía trong có một chiếc lò luyện đan rất lớn vương hạo đang khoanh chân ngồi ở bên trong lò gương mặt không còn chút máu tính mạng đang dần mất đi ánh mắt vương lâm không chút dao động hắn huy động cánh tay dẫn lực thuật theo đó túy động hướng về phía lò luyện đan chộp đến từng đạo ngũ thải quang mang từ trong lò luyện đan xuất hiện tạo thành một chiếc màn che va chạm với bàn tay vô hình do dẫn lực thuật tạo ra vương lâm hử lạnh một tiếng linh lực trong cơ thể được vận chuyển nhất thời uy lực của dẫn lực thuật tăng lên so với trước rất nhiều lần nó lập tức nghiền nát tấm màn che do ngũ thải quang mang tạo thành vương lâm lao vào ôm lấy vương hạo đưa hắn ra khỏi lò luyện đan đặt lên trên mặt đất tay phải vương lâm đặt lên chán vương hạo hắn trầm tư không nói gì hoàng long chân nhân và các vị trưởng bối trong môn phái lúc này cũng đã tới đây hồng kiểm lão giả nhìn thoáng qua lò luyện đan rồi lại nhìn vương hạo một chút sắc mặt hắn hơi thay đổi thất thanh kêu lô hỏa khai đỉnh. đạo hư cẩn thận nhìn thoáng qua một chút sau đó lão vứt lữ văn kiệt lên trên mặt đất lão trầm giọng nói lữ văn kiệt ngươi thật là to gan lô hỏa khai đình tuy không nói là cấm thuật nhưng chỉ có thể sử dụng với người ngoài không thể thi triển đối với đồng môn ngươi quên rồi sao sắc mặt lữ vân kiệt không còn chút máu hắn quỳ dạp trên mặt đất thấp giọng nói bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim đệ tử 15 tuổi đã lên núi bái làm môn hạ của sư phụ đến nay đã trải qua 25 năm tu vi của đệ tử vãn dừng lại ở tầng thứ sáu của ngưng khí kỳ đệ tử không cam lòng lô hỏa khai đỉnh một khi luyện ra được đan dược ngoại trừ tăng tuổi thọ ra còn có cơ hội trợ giúp tăng lên cảnh giới cho nên đệ tử muốn thử một lần vương hạo là dược đồng do đệ tử thu nhận dựa theo quy củ của môn phái vốn không phải là đồng môn đệ tử mà là người hầu tư nhân của đệ tử hắn giúp đệ tử luyện chế đan dược có gì sai sao lúc này vương lâm mới mở hai mắt sinh cơ của vương hạo lúc mới rồi mất đi đang dần quay trở lại cuối cùng đã kéo hắn được tử quỷ môn quan trở về nghe thấy lữ Vân kiệt nói hắn lạnh giọng hừ vài tiếng không nói gì hoàng long chân nhân trao mày một bên là vương lâm đang như mặt trời giữa trưa còn một bên là đệ tử lữ vân kiệt đã vào môn phái 25 năm trong khoảng thời gian ngắn rất khó định đoạt một lúc lâu sau lão mới quyết định quay sang đạo hư chân nhân nói đạo hư sư đệ đệ là người trưởng quảng hình phạt lữ vân kiệt ngươi xem nên xử lý thế nào đạo hư nghe được những lời này đội tâm lập tức sáng tỏ ý của trưởng môn sư huynh vì vậy hơi trầm ngâm nói lữ vân kiệt diện bích hai mươi hoàng long chân nhân gật đầu xoay người nhìn vương lâm hòa ái nói vương lâm vương hạo này từ nay về sau được xem là nội môn đệ tử của chúng ta xem như đây là đền bù đối với hắn người sau này không nên tìm lữ vân kiệt gây phiền toái dù sao các người cũng là sư huynh đệ đồng môn vương lâm liếc mắt nhìn lữ vân kiệt một cái nói đệ tử tuân lệnh hoàng long chân nhân vung tay áo lên nói tốt chuyện này coi như đã giải quyết xong đạo hư ở lại xử ý những việc này để an bài chỗ tu dưỡng cho vương hạo vương lâm người theo ta đến đây nói xong lão bước ra khỏi đan phòng thân thể hơi động đã nhẹ nhàng bay lên không đạo hư đưa mắt nhìn vương lâm mỉm cười nói vương lâm sư điệt vương hạo hãy giao cho ta chỉ cần sinh cơ của hắn còn chưa đứt đoạn ta chắc chắn sẽ có phương pháp làm cho hắn khôi phục vương lâm nhẹ nhàng gật đầu nhìn gương mặt vương hạo đang khôi phục một chút huyết sắc hắn cũng rời khỏi đan phòng đi theo hoàng long chân nhân dọc theo đường đi vương lâm không khỏi suy nghĩ về mục đích trưởng môn sư bá gọi đi hắn đã biết rõ như lòng bàn tay không mất nhiều thời gian hoàng long chân nhân đã mang theo vương lâm tiến vào nội điện tiếp theo đó lão đột nhiên xoay người lớn tiếng quát vương lâm người thật to gan sắc mọc vương lâm vẫn bình thường hắn bình thản nói trưởng môn sư bá có chuyện gì xin người cứ nói thẳng hoàng long chân nhân hử lạnh một tiếng nói bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé vừa rồi trong lúc tỉ thí người đã sử dụng loại tiên pháp gì vương lâm khẽ cười nói chính là dẫn lực thuật trưởng môn sư bá nếu không tin có thể cẩn thận xem lại một chút nói xong hắn dùng dẫn lực thuật khống chế tất cả các bàn trong đại điện lên rồi nâng lên không sau đó di chuyển vài vòng trên đầu mới hạ xuống hoàng long chân nhân cẩn thận theo dõi một hồi sau đó trầm mặc không nói gì một lúc lâu sau mới mở miệng người rõ ràng là ngưng khí kỳ tầng thứ ba thậm chí bây giờ nhìn cũng vẫn là ngưng khí kỳ tầng thứ ba vì sao đột nhiên lại có thể thi triển ra uy lực như thế người rốt cuộc đã đạt tới cấp độ gì vương lâm người hãy thành thật trả lời cho ta gương mặt vương lâm hiện vẻ đau khổ nói đệ tử cũng không rõ đệ tử cứ liên tục tu luyện theo một cách tự nhiên về phần bây giờ đã đạt tới cấp độ gì thì đệ tử cũng không biết hoàng long chân nhân nhìn chằm chằm vào vương lâm nói vương lâm bây giờ ngươi còn không chịu nói sao vương lâm cười khổ nói đệ tử thật sự không biết làm sao có thể nói được hoàng long chân nhân thầm than một tiếng hắn cũng không muốn bức bách vương lâm dù sao vô luận thế nào hắn vẫn là đệ tử hàng nhạc phái hơn nữa hôm nay hắn còn vì môn phái mà lập công lớn ngày sau rất có thể sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong đám đệ tử nghĩ tới đây sắc mặt lão hơi hòa hoãn lại nói người đưa cho huyền đạo tông cái bình nhỏ đó bên trong có chứa cái gì vậy vương lâm khẽ cười cổ tay hơn một một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay hắn đưa cho hoàng long chân nhân cười nói trưởng môn sư bá nói chính là thứ này sao ngài so với đệ tử hẳn là phải quen thuộc hơn mới phải đó không phải là nước sông phía sau núi sao hoàng long chân nhân tiếp nhận chiếc bình lão hừ một tiếng nói bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Nước sông phía sau núi không cho phép mang ra, hai bình này ta thu lấy, sau này không có ngoại lệ. Người trước tiên lui xuống, nhớ kỹ sáng mai tới đây, ta sẽ dân người tới tảng kinh các để người lựa chọn tiên pháp thích hợp. Phương Lâm nghe nói thế, tâm lý sinh ra chút mong chờ, không người cáo lui, hắn bây giờ có tu vi rất cao, nhưng tiên pháp lại chỉ có mỗi dẫn lực thuật. Phương Lâm đi rồi, Hoàng Long mới xoay người cung kính khom lưng nói. Thượng quan trưởng lão, ngài xem những lời vương lâm vừa rồi có vài phần là sự thật nên xử lý chuyện này thế nào một người mặc bộ lam bố với gương mặt khô gầy từ phía trong đại điện đi ra lão trầm giọng hừ một tiếng nói có lời nào là thật hoàng long chẳng nhẽ ngươi không nhận ra những lời nào là thật sao tiểu gia hỏa này không có một câu nói thật trên mặt hoàng long chân nhân hiện ra vẻ xấu hổ đối phương là một trong mười vị trưởng lão của môn phái ở tu chân giới hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện hắn cùng trưởng môn vốn là sư huynh đệ cùng bối phận chỉ bất quá do thực lực chênh lệch mà dần trở nên cách xa nhau hơn. Hàng nhạc phái có quy củ chỉ cần tiến vào trúc cơ kỳ liền có thể trở thành trưởng lão, hưởng một số đặc quyền. Nếu đạt tới kết đan kỳ thì trở thành một trong những người trèo lái cho môn phái, còn đạt tới nguyên anh kỳ vậy trên cơ bản đã trở thành tổ sư của hàng nhạc phái. Mười vị trưởng lão trúc cơ kỳ ngày thường đều tiến hành bế quan, lần này bởi vì trao đổi tiên thuật với huyền đạo tông cho nên Hoàng Long chân nhân mới thông chi cho các vị trưởng lão, để trưởng lão thông chi cho hai người có tu vi kết đan kỳ. Vương Lâm xuất hiện khiến cho Hoàng Long chân nhân rất bất ngờ, bởi vì có trưởng lão trúc cơ kỳ xuất quan, cho nên mới mang Vương Lâm tới đây chất vấn một chút, để cho trưởng lão của bổn môn theo dõi. Thượng quan trưởng lão cầm lấy chiếc bình ngọc trên tay Hoàng Long chân nhân, hơi đảo qua thần thức một chút, gật đầu nói: "Tiểu tử này có nói thật một chút, nước trong chiếc bình này đích xác là lấy từ nước sông ở phía sau núi, nếu thường xuyên uống nó đúng là có khả năng làm cho tu vi tăng tiến nhanh hơn." Hoàng Long chân nhân do dự một chút mới cung kính hỏi: "Thượng quan trưởng lão, ngài thấy tiên pháp vương lâm sử dụng có đùng là dẫn lực thuật của chúng ta không thượng quan trưởng lão liếc mắt nhìn thoáng qua hoàng long chân nhân nói vài trận tỉ thí của hắn ta đã xem qua có thể khẳng định đó chính là dẫn lực thuật thần sắc hoàng long chân nhân hơi thay đổi kinh ngạc nói đúng là dẫn lực thuật sao nhưng dẫn lực thuật đâu có uy lực lớn như vậy ngay đến cả pháp bảo của người khác cũng có thể bắt được thượng quan trưởng lão hử lạnh một tiếng nói bất cứ loại pháp thuật gì nếu tu luyện trong một thời gian dài đều sẽ sinh ra một chút tác dụng thần diệu bất quá đối với trúc cơ kỳ mà nói điều ấy cũng không tính là cái gì to tác dẫn lược thuật là trụ cột trong tu chân giới càng là trụ cột thì nó càng được truyền lưu từ rất xưa đạo lý này ngươi đến bây giờ vẫn không hiểu rõ sao hoàng long chân nhân vội vàng gật đầu thượng quan trưởng lão trầm ngâm một chút nói tu vi của đứa nhỏ này đích xác là tầng thứ ba của ngưng khí kỳ chỉ bất quá linh lực của nó vô cùng khổng lồ ta cũng không thể nhìn thấu nhưng có thể đoán nó hẳn là vào khoảng tầng thứ 14 của ngưng khí kỳ trong tương lai có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ một đệ tử như vậy tuy có chút bí mật, nhưng vẫn trong khả năng cho phép. Bây giờ môn phái chúng ta đang lâm vào tình trạng nguy cơ tứ phía, Huyền đạo tông không hổ danh là môn phái cổ xưa, chỉ tùy tiện lấy ra một tiểu bối ngưng khí kỳ mà đã tương xứng với mấy vị trưởng lão, lại còn truyền âm cho Vương Lâm để lung lạc tinh thần của hắn. Đây thật sự là quá mờ hiếp người a." À? Hoàng Long chân nhân ngẩn người ra, hắn cũng không hỏi rõ chi tiết việc truyền âm mà cung kính nói. "Hoàng Long tuân mệnh, thượng quan trưởng lão, Huyền đạo tông nói mấy việc liên quan tới các tổ sư của phái ta." Thượng quan trưởng lão thở dài, trên mặt hiện vẻ lo lắng, lắc đầu nói: "Tổ sư của chúng ta đã 300 năm không truyền lại tin tức gì, sợ rằng..." "Ôi, việc này ngươi không cần phải xen vào, nếu Huyền Đạo Tông muốn cướp lấy hàng nhạc phong của chúng ta thì chuyện đó không thể tránh được, Triệu Quốc vô cùng rộng lớn, chúng ta tự sẽ có chỗ khác dung thân. Hừ, một khi hai vị sư tổ đột phá kết đan tiến vào nguyên anh thì hết thảy mọi nhục nhã có thể đòi lại." Hoàng Long chân nhân cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu không nói tiếp. Vương Lâm sau khi rời khỏi đại điện, dọc theo đường đi đều bị các nội môn đệ tử chú ý tới thái độ của bọn họ vô cùng cung kính so với hôm trước căn bản là một trời một vực thực lực tu chân giới dựa vào thực lực để nói chuyện với nhau điều này thật sự là không sai à vương lâm có chút cảm khái về tới dược viên của tôn đại trụ vừa mới tiến vào trong sân hắn lập tức nhìn thấy gương mặt hóa ái mỉm cười của tôn đại trụ lão đang nhanh chóng tiến lại gần nói hảo đồ nhi vi sư chở ngươi đã nửa ngày mau tới đây đây là do thầy tự mình pha một ấm cực phẩm dược trà uống một cốc lấy lại tinh lực nào vừa nói hắn từ chiếc bàn ở giữa sân cầm lên một chén trà tự mình rót ra đưa cho vương lâm ánh mắt vương lâm trở nên cổ quái tôn đại trụ biến hóa quá nhanh làm cho hắn có chút phản ứng không kịp tôn đại trụ vừa nhìn vẻ mặt vương lâm lập tức xấu hổ cười ánh mắt có chút thành khẩn nói bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim vương lâm ta làm sư phụ quả thật không làm hết chức trách trước kia chúng ta có rất nhiều hiểu lầm vương lâm vẫn chưa tiếp nhận chén trà trong tay lão thần thức của hắn hơi đào qua Phát hiện bên trong chén trà đích xác có ẩn chứa một bộ phận linh lực nói. Đệ tử có chút mệt mỏi, trà này sẽ không uống. Tôn đại trụ vội vàng nói. Mệt mỏi, vậy cần phải nghỉ ngơi, nơi ở trước kia của ngươi quá nhỏ, như vậy đi, từ nay ngươi bắt đầu ở trong phòng của ta. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thường, nhưng nội tâm của hắn lại âm thầm cảnh giác, nếu trong môn phái có người nào khiến cho hắn đề phòng nhất thì chính là Tôn đại trụ, vì vậy hắn lắc đầu nói. Không nên, đệ tử cũng không ở lại mấy ngày qua một đoạn thời gian lại tiếp tục tiến vào hậu sơn để bế quan tu luyện tôn đại trụ há mồm nói gì đó nhưng vương lâm đã vội vàng cáo lui nhanh chóng quay về phòng ánh mắt tôn đại trụ thay đổi liếc mắt nhìn chén trà trong tay ánh mắt ẩn hiện hàn quang vương lâm quay đầu lại trên mặt lộ nụ cười mỉm thầm ý nhìn tôn đại trụ gương mặt tôn đại trụ có chút cứng đờ lão cười nói hảo đồ nhi còn có chuyện gì sao ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ châm chọc tiến lên phía trước vài bước nói sư phụ người hình như rất khẩn trương tôn đại trụ thầm giật mình lui lại sau mấy bước mạnh mẽ chấn an tinh thần nói vi sư đích xác có chút khẩn trương thực lực của đồ nhi vượt qua ta rất nhiều mà bản thân vi sư lại chỉ có thực lực tầng thứ năm của ngưng khí kỳ mà thôi vương lâm đưa mắt nhìn chén trà đột nhiên nói sư phụ nước trà này người uống giúp đệ tử đi sắc mặt tôn đại trụ nhanh chóng thay đổi hắn cười nói điều này sao có thể đồ nhi đã không uống thì ta chỉ đành vừa nói tới đây hắn lập tức vứt chén trà trên tay xuống thân thể nhanh chóng lui lại phía sau vài bước thân hình lập tức tiến lại chỗ cửa dược viên sư phụ uống nó đi sắc mặt vương lâm khác thường dẫn lực thuật được hắn sử dụng đón đỡ lấy chén trà đang sắp chạm mặt đất đưa tới trước mặt tôn đại trụ hắn thở dài một tiếng tôn đại trụ hiển nhiên không có hảo ý nước trà này xem ra có chút vấn đề à sắc mặt tôn đại trụ thay đổi bất định sau đó đột nhiên nhíu mày nói vương lâm xem ra đồ nhi đối với vi sư có chút hiểu lầm chén trà này ngươi cho rằng có gì khác thường sao được ta uống tôn đại trụ cầm lấy chén trà ở trên không liếc mắt nhìn vương lâm sau đó đỡ lấy lão uống cạn chén trà rồi ném xuống đất bất mãn nói được rồi trưởng môn sư bá tìm ta có chuyện đề bàn nếu ta đến chậm chính là bất kính có chuyện gì trở về hãy nói lão vừa nói vừa thối lui lại phía sau ánh mắt vương lâm trượt lóe lên thân thể hắn nhanh chóng động sắc mặt tôn đại trụ đại biến đang muốn lui lại phía sau nhưng tu vi của lão mới chỉ là tầng thứ năm của ngưng khí kỳ như thế nào có thể so sánh được với vương lâm trong nháy mắt vương lâm đã tới bên người tôn đại trụ ánh mắt hắn lóe lên hàn quang đưa tay vỗ nhẹ lên ngực tôn đại trụ mới vừa rồi sau khi lão uống xong chén trà vương lâm lập tức chú ý tới xem đối phương đã chính thức uống chưa hay là dùng linh lực ở trong cơ thể bao lấy nước trà sau một vỗ lại linh lực của tôn đại trụ lập tức phân tán nước trà lộ ra nhanh xê hát phân bố trong cơ thể tôn đại trụ sắc mặt tôn đại trụ xám như cho hơi có vẻ tức giận nghiêm nghị nói vương lâm ngươi muốn làm gì ngươi định khi sư diệt tổ sao ngươi nếu giết ta hằng nhạc phái sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu vương lâm không có ý định đáp lại thần thức hơi đảo qua xem xét nước trà trong cơ thể của tôn đại trụ sau khi nó tán ra lập tức chuyển hóa thành một luồng khí màu bạc theo mạch máu đối phương bắt đầu lan ra ngay khi tôn đại trụ cảm giác được không ổn đang muốn nói chuyện nhưng đã chậm nó nhanh chóng tiến vào não bộ trong nháy mắt vẻ mặt dữ tợn của lão chạm dãi thư thái trở lại vương lâm nhìn chằm chằm vào tôn đại trụ lập tức phát hiện ra có điều không thích hợp ánh mắt đối phương rõ ràng không còn chút tự chủ nào hắn trầm ngâm một chút nói sư phụ đệ tử cũng không phải muốn khi sư diệt tổ mà đối với hành động ác ý của người nước trà này nếu người đã uống xong ta cũng không thể làm gì bất nghĩa với người ánh mắt tôn đại trụ có chút thẫn thờ đột nhiên nói nước trà không thể uống vương lâm ngẩn người ra đánh giá lại một lần nữa tôn đại trụ đột nhiên hỏi tại sao không thể uống trong nước trà có tam thi tuyến trùng thảo ánh mắt tôn đại trụ có chút mê man nói trong mắt vương lâm lóe lên hàn quang hỏi tam thi tuyến trùng thảo có tác dụng gì trong một thời gian ngắn có thể khống chế mọi hành vi của người uống là một trong những vật phẩm cần thiết để luyện chế khôi lỗi ánh mắt vương lâm lộ ra một tia sát khí nhưng hắn vẫn bình thản nói bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim tại sao muốn cho ta uống nó từ khi phát hiện người có linh khí hổ lô trong lòng ta luôn có nghi hoặc cho nên mới nhận người làm đệ tử vốn định chừa sau khi ngươi tiến vào ngưng khí kỳ sẽ thực hiện sư hồn thuật với ngươi nhưng bởi vì trước đó đã cho ngươi ăn hóa linh thảo cho nên cảm giác ngươi trong vòng 10 năm không thể đạt tới ngưng khí kỳ việc này mới bỏ qua nhưng không ngờ trong trận tỉ thí hôm qua thực lực của ngươi đột nhiên tưng mạnh vẻ mặt ta tuy rất vui mừng tuy nhiên trong lòng lại càng cảm thấy nghi hoặc suy nghĩ một chút liền cho rằng ngươi nhất định có tư tàng tàng linh khí hồ lô thậm chí còn có một chút bí mật ta cũng muốn để cao tu vi cho nên mới chuẩn bị chén trà này cho ngươi Vương Lâm hít sâu một hơi khí lạnh hỏi. Hóa linh thảo có tác dụng gì? Chuyện của ta ngươi có nói qua với người khác hay không? Còn có tam thi tuyển trùng thảo ngươi vì sao lúc đầu không sử dụng với ta? Hóa linh thảo là vật phẩm cần thiết khi muốn tán công. Nó có tác dụng làm tiêu tán linh khí trong cơ thể. Chuyện liên quan tới ngươi, ta vẫn chưa nói cho người nào biết. Trước tiên là bởi vì sợ hãi ngươi, ta sẽ đoạt hồ lô của ta. Sau, bởi vì chuyện quá mức đột ngột, ta nếu nói ra đối với mình cũng không có chỗ tốt bằng chính mình tự hành động tam thi tuyến trùng thảo lúc đầu ta không có mà năm ngoái khi xuống núi lấy trộm điển tịch của môn phái để trao đổi với một vị bằng hữu vị bằng hữu đó từng nói qua dưới trúc cơ kỳ xác suất có thể thành công là mười thành hơn nữa loại dược thảo này không màu không mùi khó có thể phát giác được ta vô định dùng trên người cảm tam sư điệt để chuẩn bị luyện chế tạo hóa đan vương lâm giận dữ cười lạnh nói người không sợ sẽ bị người ta phát hiện sao vì muốn có bị mật trên người ngươi ta cố gắng một chút cũng không sao tuổi của ta đã lớn nếu không tiến bộ thêm được một bước thì cuộc đời này không có khả năng tiến vào chúc cơ kỳ kỳ thật ta cũng không nắm chắc sẽ thành công ta đánh cược một lần cho nên mới chuẩn bị sẵn chén trà. ngươi nếu chờ về ta sẽ cố gắng để cho ngươi uống còn nếu ngươi không trở về chắc chắn đã được trưởng môn sư bá an bài ở chỗ khác từ nay về sau ta sẽ không có cơ hội xuống tay hàn quang trong mắt vương lâm trượt lóe lên giọng hắn lạnh như băng nói ngươi vừa rồi nói trưởng môn tìm ngươi có chuyện này không khôn có tôn đại trụ vừa mới nói hết cánh tay của vương lâm nhoáng lên một cái đã đập xuống đầu hắn từ thất khiếu lập tức chảy ra máu rồi ngã xuống đất vương lâm nhìn thi thể tôn đại trụ nội tâm hắn có cảm giác không nói nên lời dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn giết người hơn nữa lại giết chính sư phụ của mình trầm mặc hồi lâu vương lâm thu hồi thi thể tôn đại trụ sau đó nhanh chóng tìm đường rời khỏi hàng nhạc phái tới mộ chỗ khe núi liền vứt thi thể hắn vào trong đó sau khi trở về phòng vương lâm khoanh chân ngồi trên giường thần thức đảo qua bốn phía căn phòng đều để lại một tia dấu vết nếu có kẻ nào dò xét hắn sẽ lập tức phát hiện ra làm xong xuôi, hắn xuất ra hạt châu thần bí, trầm tư đứng lên. Ba ngày trước, văn tự bên trên bề mặt hạt châu đã hoàn toàn biến mất, lại xuất hiện hình một lá cây nhàn nhạt. Đối với điều này, Tư Đồ Nam đã nói rằng đó do là thủy nguyên tố trong ngũ hành nguyên tố đã viên mãn, bây giờ đến lượt mộc nguyên tố. Nhân việc này, hắn đã không chỉ một lần thúc giục Vương Lâm rời đi hàng nhạc phái, đi tìm tài liệu có mộc thuộc tính, nhanh chóng bổ sung mộc thuộc tính cho hạt châu nghịch thiên này. Đối với tu vị của chính mình, Vương Lâm bây giờ đã có những kiến giải nhất định hắn biết giờ hắn đã đạt tới tầng thứ 14 ngưng khí kỳ, nhưng điểm kỳ lạ là mặc dù hắn không có khẩu quyết mà vẫn có thể tu luyện đến cấp bậc này, điều này có quan hệ rất lớn đến tư đồ nam. Nắm hạt châu, hắn tiến nhập mộng cảnh giới, ngay một khắc, trước khi tiến nhập, hắn lập tức đem hạt châu cất vào túi chữ vật bên người. Trong mộng cảnh giới, vương Lâm vừa xuất hiện đã nghe thấy thanh âm bất mãn của tư đồ nam vang lên, trong trận tỉ thí sao ngươi không giết luôn mấy tên đó, với tính cách của ta, nam thì giết, nữ thì dâm, con rết khổng lồ đó nếu đem ngâm rượu nhất định đại bổ hư tuy vậy tiểu tử ngươi cũng làm được một việc hợp ý lão phu đó là giết cái tên tôn đại trụ thật đúng với phong phạm của lão phu vương lâm ngươi phải nhớ rằng tu chân giới là nơi rất thảm khốc nhược nhục cường thực với tâm tính thuần phác trước kia của ngươi thì không thể sống lâu được đâu vương lâm trầm mặc hồi lâu rồi nói tiền bối trước khi tiếp tục tu luyện có nên làm đôi chút chuẩn bị cho chúc cơ kỳ không vãn bối vẫn chưa được quan khán chút khẩu quyết nào của chúc cơ kỳ cả từ đầu nam hừ lạnh một tiếng nói ta biết là được tuy thế để đột phá trúc cơ kỳ, chính thức bước vào tu tiên chi liệt quả thực rất khó khăn. Tốt nhất ngươi hãy tìm một chỗ u tĩnh để bế quan, như thế xác suất thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, linh khí tuyển thủy đã không còn tác dụng đối với ngươi nữa. Tại lúc quá quan cần đại lượng khổng lồ linh khí, ngươi nên chuẩn bị một ít Lộ thủy. Vương Lâm gật đầu, Lộ thủy thì tốt rồi, nhưng lại cần nhiều thời gian mới thu thập được. Linh động kỳ cũng là ngưng khí kỳ, trên thực tế chính là sử dụng thiên địa linh khí để cải tạo cơ thể, đều là để chuẩn bị cho trúc cơ kỳ. Ngươi bây giờ đã có thể trùng quan, nhưng ta đề nghị ngươi hãy tu luyện đến tầng thứ 15 ngưng khí kỳ hãy bắt đầu trúc cơ. Từ chết của ngươi không được tốt, dù ta đã hao phí tinh hoa trong 10 năm qua để giúp ngươi cải tạo cơ thể, nhưng loại việc nghịch thiên này, nếu nhục thân của ta còn tồn tại còn miễn cưỡng làm được nhưng bây giờ chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân ngươi thôi. Từ đồ nam thở dài nói, bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Hơn nữa, thủ đoạn công kích của ngươi hiện tại chỉ có một tiên pháp cơ bản nhất là dẫn lực thuật, như thế không ổn lắm đáng tiếc ta chỉ nắm giữ những công pháp mà chỉ khi tiến nhập trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện người mau tiến nhập trúc cơ kỳ ta sẽ truyền cho người hoàng tuyền thang khiếu quyết vương lâm ngẩn ra hỏi hoàng tuyền thang khiếu quyết không sai ha ha công pháp này tại lục cấp tu chân quốc của chúng ta cũng được tính là công pháp tuyệt tình đáng tiếc khi tu luyện phải tìm nơi trí âm trí hàn nếu không tiến bộ sẽ rất chậm tuy thế nếu tu luyện ra âm hàn linh lực thì lực kinh khủng vô cùng luyện đến cảnh giới viên mãn thì nếu gặp được cao thủ của thất cấp tu chân quốc cũng có khả năng liều mạng như thế này đi ngày mai ngươi tiến vào bản môn tàng kinh các nhìn qua tuy vậy không thể tu luyện hoàng tuyên thăng khiếu quyết nếu chưa đạt đến chúc cơ kỳ tư đồ nam đắc ý nói vương lâm trầm ngâm một lúc rồi gật gật đầu còn nữa vương lâm ngươi không nên đặt hạt châu nghịch thiên này trong túi chữ vật tốt nhất là treo trước ngực như thế không cần ngươi tiến nhập mộng cảnh giới ta cũng có thể trao đổi với ngươi và ngươi cũng có thể thông qua ta tiến nhập mộng cảnh giới thời gian mà tư đồ nam giảng giải cho vương lâm chậm rãi trôi qua trong mộng cảnh giới hai ngày sau vương lâm tỉnh lại hắn khoanh chân ngồi trên giường lấy ra thần bí hạt châu lại uống một ngụm linh khí tuyển thủy tiếp tục tu luyện ngày thứ hai vương lâm đẩy cửa phòng bước ra thân thể vừa động đã nhẹ nhàng thăng không hóa thành một vệt sáng phóng về hướng chính điện bầu trời trên chính điện hoàng long chân nhân bước ra đã thấy vương lâm tiến đến trên mặt hiện lên một nụ cười hòa ái so với hôm qua càng rạng rỡ ôn nhu đạo vương lâm đi theo ta nói xong hắn tụ từ nhất suý đạp mây bay về phía trước vương lâm vội vàng đuổi theo một lúc sau đã đến thương tùng phong Ngọn nhị phong của hàng nhạc phái. Đi qua Thạch Thai ngày hôm qua tỉ thí, Hoàng Long chân nhân vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay về phía chỗ sâu bên trong thương tùng phong, đến trước một chỗ đầy đá nhô lên lởm chởm thì dừng lại. Hắn nói: "Vương Lâm, đây là cấm địa của hàng nhạc phái chúng ta, là nơi chúc cơ kỳ trưởng lão và kết đan kỳ tổ sư bế quan, thần thức của ngươi không nên dò xét lung tung, lại xúc phạm đến các vị trưởng bối." Vương Lâm vội vàng bảo: "Vâng." Hoàng Long chân nhân hít sâu một hơi, lấy ra một khối tử sắc ngọc bội, kết thủ ấn, niệm pháp quyết rồi quát khẽ: khai ngọc bội ngay lập tức lóe lên quang mang một đạo quang cầu lấy ngọc bội làm trung tâm khuếch tán ra hình thành một quang quyển hình bán nguyệt đủ cho một người đi qua hoàng long chân nhân không nói gì thêm một cước bước vào vương lâm do dự một chút rồi cũng lập tức đi theo ngay khi vừa tiến vào hắn rõ ràng chứng kiến một tòa lầu các cực kỳ lâu đời một tiêu uy áp từ trên trời giáng xuống làm hắn cảm thấy chút áp lực huyết khí không thông cùng lúc đó bảy tám đạo thần thức cường hãn đập đến quét qua người hắn rồi nhanh chóng được thu hồi ngay sau đó một thanh âm chứa chút tang thương từ một tòa lâu truyền đến khá lắm ngươi là vương lâm đúng không vương lâm trong lòng thất kinh cung kính đáp đệ tử vương lâm tham kiến trưởng lão lúc này đây thanh âm của tư đồ nam vang lên trong đầu hắn nơi đây cũng có thể coi như là một cái tiểu môn phái có 12 hai trúc cơ kỳ hai kết đan kỳ cũng được hoàng long biến sắc quát khẽ đây không phải là trưởng lão mà là tổ sư vương lâm ngẩn ra thanh âm lúc nãy lại vang lên thôi lễ tiết của thế tục cũng không có tác dụng gì cả lần này người vì bổn môn mà lập được công lớn tất cả các pháp thuật bên trong tàng kinh các cho phép người tùy ý lựa chọn tàng kinh các bên trong chính điện không thể so sánh với nơi này đây chính là nơi cất giữ những điển tịch quý giá nhất bên trong có vô cùng nhiều các loại công pháp cho dù đi khắp tất cả các môn phái ở triệu quốc tu chân giới cũng không nơi nào có được một tàng kinh các toàn diện như của hàng nhạc phái chúng ta nhưng người hãy nhớ chớ có tham nhiều hoàng long người mang hắn đi đi trong đầu vương lâm lại vang lên thanh âm khinh thường của tư đồ nam chỉ là kết đan kỳ mà cũng là tổ sư lúc lão tử danh chấn thiên hạ thì đầy kẻ tiểu bối kết đan kỳ cung phụng còn có không ít kết đa nữ tu sĩ muốn được thoát áo quần xin ngủ với lão tử một đêm vương lâm sắc mặt như thường coi như không hề nghe thấy thanh âm của tư đồ nam hoàng long chân nhân cung kính vâng dạ lôi kéo vương lâm đi về phía một tòa nhà trong đó từ bên ngoài nhìn vào tòa nhà này tràn ngập vẻ uy nghiêm dường như đã tồn tại từ rất lâu rồi đến trước tòa nhà hoàng long chân nhân dừng lại thấp giọng nói với vương lâm đây chính là tàng kinh các người tiến vào đi tầng thứ nhất là các loại pháp thuật dành cho ngưng khí kỳ người có thể tùy ý tham khảo tầng thứ hai là trọng tâm của nơi này chứa các loại pháp thuật của trúc cơ kỳ ta ở bên ngoài chờ ngươi trong lòng vương lâm cũng có đôi chút khẩn trương hít sâu một hơi cất bước đi vào tòa nhà này có bốn tầng tầng thứ nhất chứa mấy trăm cái ngọc giản đang phát ra nhũ bạch sắc quang mang không cần quan tâm toàn bộ số này đều là hạ giai công pháp cơ bản ta không cần liếc mắt tư đồ nam cười nhạo nói vương lâm lại không nóng lòng tiến nhập tầng hai cũng không nghe tư đồ nam nói mà ở tầng thứ nhất này xem qua tất cả các ngọc giản này ở nơi này hầu như có tất cả các loại pháp thuật của ngưng khí kỳ vương lâm dần chìm đắm vào trong đó vừa nhìn tay hắn vừa biến hóa các loại pháp quyết thử tập luyện bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim tiên pháp đính dai hỏa vân thuật vương lâm cầm lên một cái ngọc giàn đọc nhãn ghi phía trên đính dai cái con khỉ đây chỉ có thể là hạ giai khống hỏa thuật mà thôi hồn hỏa thuật của lão tử mới là đính dai chân chính từ đồ nam lập tức lên tiếng vương lâm ngẩn ra đặt nó xuống rồi lại cầm lên một cái khác tiên pháp đính giai địa độn thuật đáng chê cười thật đáng chê cười thứ này ở chỗ chúng ta có để cả một đống lại còn bảo là đính dai đại ngũ hành độn thuật của lão tử mới là đính dai Tiên pháp đính dai phong nhận phá quả thực nực cười cuồng phong túng vân thuật của lão tử còn mạnh hơn nó gấp trăm lần cửu thiên hóa lôi thuật nực cười quá đi mất rõ ràng không phải chân chính lôi điện thuật lại đặt một cái tên kêu như thế hoán tiên thuật này tiên pháp coi như có chút đặc sắc nhưng vẫn chỉ là đồ bỏ đại hoán tiên thuật của lão tử còn lợi hại hơn nó gấp ngàn lần trong khi Tư Đồ Nam phê phán gay gắt những loại tiên thuật này, Vương Lâm cũng nhíu hết ra đầu, cuối cùng thật sự không thể tu luyện được đành trực tiếp tiến lên tầng 2. Số ngọc giản ở tầng 2 này cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn 10 cái phiêu phù tại không trung. "Đều là đệ cấp công pháp, không cần phải xem đâu." Tư Đồ Nam lại khinh bỉ nói. Vương Lâm cười khổ thầm nghĩ, ngài là tiền bối của lục cấp tu chân quốc, tự nhiên là không coi trọng những loại pháp thuật này rồi. "Vương Lâm à, người không cần phải quan khán những cái này đâu, nhanh tìm được một nơi yên tĩnh để bế quan." đột phá đến trúc cơ kỳ rồi rời bỏ cái tiểu môn phái này đi thôi tư đồ nam thúc giục hắn trải qua những gì tư đồ nam nói tâm lý chờ mong của vương lâm đã tan tành mây khói vương lâm cau mày rời khỏi tàng kinh các hoàng long chân nhân thấy vương lâm đi ra ngẩn người một lúc rồi hỏi nhanh như thế mà ngươi đã chọn được công pháp như ý rồi sao hãy suy nghĩ cẩn thận nơi đây chứa tất cả các loại tiền pháp đính cấp của triệu quốc tu chân giới người ngoài muốn cũng không có tư cách để tiến vào đây ngươi không nên vội vã quá mà có điều sơ xuất đó vẻ mặt vương lâm có chút cổ quái từ đồ nam thì khinh thường còn trưởng môn nhân lại trọng thị hắn đành gật đầu nói đệ tử đã chọn được rồi hoàng long chân nhân nhíu mày đang muốn hỏi hắn lựa chọn được loại tiên pháp nào thì đột nhiên cả ngọn thương tùng phong rung lên rầm rầm giống như bị động đất lão phu pháp nam tử của huyền đạo tông mấy tên tiểu bối hàng nhạc phái nhanh nhanh tiến ra đây hoàng long chân nhân sắc mặt đại biến ngay lúc đó hơn 10 thân ảnh nhanh chóng từ các tòa nhà bên trong phóng ra đặc biệt là hai người dẫn đầu rất là bắt mắt trong đó có một người ánh mắt hữu thần hạc phát đồng nhan bên cạnh hắn còn có một lão phụ nhân trên mặt bà đã có nhiều nếp nhăn thần sắc âm trầm lãnh đạm liếc qua hoàng long chân nhân và vương lâm rồi sau đó nhìn lên bầu trời trầm mặc không nói phía sau hai người có mười lão giả vẻ mặt đều mang nét giả cỗi khổ sáp vương lâm bên ngoài có một vị cao thủ nguyên anh kỳ hàng nhạc phái lần này gặp phiền toái lớn rồi ngươi tìm cơ hội thoát ra đi có lão phu ở đây tạm thời có thể làm cho hắn không phát hiện ra ngươi hừ nếu lão phu còn nhục thể làm sao có thể sợ hãi một tên nguyên anh kỳ nho nhỏ được từ đồ nam vội nói hiếm khi thấy hắn có ngữ khí nghiêm túc như thế vương lâm hít sâu một hơi khí lạnh trên mặt hiện lên nét âm tình bất định hạc phát đồng nhạc lão giả cao giọng nói phát nam từ tiền mối không biết ngài đến hàng nhà phái của chúng ta là có chuyện gì mời ngài nói rõ một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trên bầu trời tai to mặt lớn nhìn qua rất là uy nghiêm hắn trầm giọng nói nếu là 500 năm trước lão phu còn có chút cố kỵ hộ san đại trận của hàng nhạc phái các ngươi nhưng bây giờ thì không hẳn đợi lão phu phá trận xong sẽ cùng đán tiểu bối các người trực tiếp đối diện đàm thoại hắn nói xong hai tay vung lên một tòa hắc sơn xuất hiện đón gió phóng to lên trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn cự phong hai tay hắn kết thành thủ quyết trong miệng phát ra mấy câu chú ngữ cổ quái cự sơn đó ngay lập tức nện xuống âm một tiếng một đạo quang mạc xuất hiện ở phía trên thương tùng phong và hàng nhạc phong quang mạc này bảo vệ cả hàng nhạc phái ngăn cản cự sơn không hỗ là thương thiên đại phái của 500 năm về trước đại trận vô hình hóa hư này thật sự có thể phân hóa được tất cả công kích tuy thế lão phu thực muốn nhìn xem nếu không có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn trận pháp này có thể thừa nhận được mấy lần công kích của lão phu Pháp nam từ cười lạnh tiếp tục thúc giục của pháp quyết cự phong lại xoay tròn không ngừng nện xuống sắc mặt của hắc phát đồng nhan lão già đại biến giữa không trung một trào của hắn xé mở một đạo liệt ngân rồi nhanh chóng bước vào mấy người phía sau cũng nhanh chóng tiến vào hoàng long chân nhân vội thấp giọng nói vương lâm nhanh đuổi theo nói xong thân thể như một mũi tên rời khỏi cung nhanh chóng tiến vào bên trong khe nứt vương lâm cũng bước tới nhanh chóng đuổi kịp lúc này cự phong lại nện xuống quang mạc phát ra những tiếng nổ long trời lờ đất thất thải quang mang lại kịch liệt loe lên khó khăn lắm mới ngăn cản được cự sơn vương lâm theo vết sách tiến vào thì đã tiến đến thạch thai trên thương tùng phong lúc này hạc phát đồng nhan lão giả lão phụ nhân khoanh chân đả tọa trên hai trong số tám khối bạch ngọc thu ấn pháp quyết liên tục biến hóa mà sáu vị trưởng lão trúc cơ kỳ khác trên nhau ngồi trên sáu khối bạch ngọc còn lại, trên mặt họ cũng lộ ra thần sắc bất an. Bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hoàng Long, nhanh đi gọi tất cả bổn môn đệ tử đến đây. Hôm nay chắc chắn là trường hạo kiếp lớn nhất trong năm trăm qua của hàng nhạc phái chúng ta. Nói xong lão phụ nhân vội vàng hướng bạch ngọc thạch phun ra một ngụm chân khí, thủ ấn pháp quyết lại biến hóa càng nhanh. Thân thể Hoàng Long chấn động, lập tức lao ra, theo thạch kiều trực chỉ hàng nhạc phong bay đi. hư thật sự có thể thừa nhận đến hai lần công kích của lão phu. Lần thứ ba này, hãy phá cho ta phác nam tử hử lạnh một tiếng phun ra một ngụm nguyên anh khí ngay sau đó ngọn cự sơn rung lên phóng to đến gấp 10 lần tựa như có thể che kín bầu trời Hùng hăng nện xuống ầm một tiếng một trong số tám khối bạch ngọc vỡ tan vị trưởng lão trúc cơ kỳ ngồi trên khối đó thất khiếu đổ máu thân thể run lên đổ xuống nền đất phá cho ta phá phá khuôn mặt phác nam tử trở nên dữ tợn bàn tay vung lên điên cuồng cự phong không ngừng nện xuống những tiếng nổ ở mầm chuyển khắp chân trời toàn bộ dân chúng ở những thôn làng thị trấn thành thị xung quanh đều đóng chặt cửa không dám ra khỏi nhà những kẻ hơi to gan thì hé mở cửa sổ nhìn ra chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung không ngừng nện xuống lại một khối bạch ngọc vỡ vụn thêm một chút cơ kỳ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi đột xuống phác nam từ xuất ra một cái hồng sắc hồ lô trong miệng thì thào mấy tử hai tay không ngừng kết ấn hồ lô khẽ rung lên bắn ra một đạo chất lòng màu đỏ sậm lập tức một đoàn hỏa quang bao vây lấy ngọn cự phong phá phát nam tử quát lên một tiếng ngọn cự hỏa phong lại nện xuống ầm một tiếng những vết nứt xuất hiện trên quang mạc lan nhanh ra bốn phía lại có thêm hai khối bạch ngọc vỡ tan hai người trưởng lão khác ngã xuống lúc này trong tám khối bạch ngọc chỉ còn lại bốn mà thôi ngoài hai vị kết đan kỳ tổ sư thì hai trúc cơ kỳ trưởng lão còn lại khuôn mặt đã như cho tàn mồ hôi túa ra như mưa thân thể không ngừng run rẩy đã tới mức chịu đựng cực hạn lúc này đây hoàng long chân nhân đã đem tất cả bốn môn đệ tử gọi đến trên mặt ai cũng hiện lên nét kinh hoàng vương hạo cũng ở trong số đó sắc mặt tuy vẫn còn tái nhợt nhưng so với trước đây đã tốt hơn nhiều lắm thấy vương lâm hắn bước lại đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn cảnh tượng giữa không trung không thốt lên được câu nào phác nam tử ở trên bầu trời sắc mặt càng trở nên âm trầm độ ưng ngạnh của vô hình hóa hư đại trận đã vượt qua tưởng tượng của hắn trong lòng hắn hiểu rõ uy lực của đại trận này không chỉ có như vậy chỉ khi do nguyên anh kỳ tu sĩ điều khiển thì mới có thể phát huy cao nhất uy lực của nó đó là còn không nói đến giờ đây đại trận này chỉ có phòng thủ mà không thể công kích chỉ khi có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn mới có thể phát huy lực công kích kinh khủng của đại trận này lúc này hạc phát đồng nhan lão giả thấy từng vị trúc cơ kỳ trường lão ngã xuống trong tim như dỉ máu lớn tiếng hô lên phát nam từ tiền bối huyền đạo tông và hàng nhà phái chúng ta luôn có quan hệ tốt đẹp ngài chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt mới hài lòng ư phát nam tử hử lạnh một tiếng lạnh lẽo đáp lưu văn cử 500 năm không gặp tên tiểu bối như ngươi giờ đã là trụ cột của hàng nhạc phái rồi cũng đạt đến kết tan kỳ tu vị người cũng có thể xem như là cố nhân hủy đi hộ sơn trận pháp này cũng thật đáng tiếc người nếu tự mở ra đại trận hết thảy đều dễ đàm luận trên khuôn mặt của lưu văn cử hiện lên vẻ do dự lão phụ nhân bên cạnh hắn giận dữ nói phác nam từ tiền bối thứ lỗi cho không thể nghe theo mệnh lệnh của ngài được phác nam từ cười lớn một tiếng sắc mặt trầm xuống quát được vậy thì hộ sơn đại trận này sẽ hủy đi trong tay ta vậy nói xong hắn vung tay phải lên cự phong chậm rãi bay lên cao hắn hít vào một hơi thật sâu sắc mặt đỏ lên mở miệng phun ra một ngụm nguyên anh khí cự phong lại lớn hơn mấy lần xuống phác nam tử pháp quyết biến đổi chỉ vào cự phong chậm rãi ép xuống cự phong phát ra những âm thanh ông ông từ từ đè xuống từng tấc một một tiếng rắc lại vang lên mặt trên hô sơn đại trận vết nứt xuất hiện càng nhiều lại thêm một khối bạch ngọc vỡ vụn thêm một chút cơ kỳ trưởng lão ngã xuống bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim cự phong lại ép xuống thêm một tấc chúc cơ kỳ trưởng lão cũng phún xuất một ngụm máu tươi mặt trắng bệch ngã xuống phá phát nam tử hét lớn cự phong lại áp xuống thêm ba tấc thương tùng phong lập tức chấn động đất đá vỡ tan bụi bay mù mịt đỉnh núi đã bị ép xuống hơn mười thước ngay cả thạch kiều nối với hàng nhạc phong cũng cũng bị gãy đôi rơi xuống khe núi cùng lúc đó hộ sơn đại trận của hàng nhạc phái rốt cục ngăn cản không được phát ra thanh âm như thủy tinh gãy vỡ trong nhà tất cả quang mạc mát đều phá toái tiêu tán không còn hai khối bạch ngọc còn lại cuối cùng cũng bỏ vỡ lưu văn cử và lão phụ nhân đều ngã xuống mặt đất khuôn mặt đau đớn không nói ra lời. Phác Nam Tử hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống, cự phong vẫn dừng lại ở giữa không trung, phát ra từng trận uy áp. Sau khi hạ xuống, Phác Nam Tử vẻ mặt lạnh như băng, thản nhiên hỏi. Kẻ nào là Vương Lâm? Vương Lâm vốn đã lùi vào bên trong giữa đám đệ tử, hắn không thể ngờ rằng một vị nguyên anh kỳ tuyệt đỉnh cao thủ này lại đầu tiên là muốn tìm mình. Những đệ tử xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, ánh mắt Phác Nam Tử đảo qua, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhíu mày thầm nghĩ, tên tiểu tử này hẳn là vương lâm đi trước đó hắn nghe Âu dương tiểu bối nhiều lần nhắc tới hắn lần tỉ thí này hoàn toàn là thua dưới một mình hắn rất muốn lôi kéo gia nhập hắn vào môn phái phác nam tử vốn luôn thèm muốn thôn tính hàng nhạc phái tưởng rằng lần này có chu bằng dẫn đầu ra mặt đương nhiên không cần phá hư quan hệ cũng có thể dễ dàng thành công cướp lấy hàng nhạc phái nhưng sự xuất hiện của vương lâm làm đảo lộn kế hoạch của mình do đó đành tự mình xuất thủ dùng thực lực cường đại cấp lấy hàng nhạc phái ngươi là vương lâm phác nam tử lạnh giọng hỏi Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cung kính ôm quyền nói. Đệ tử Vương Lâm bái kiến huyền đạo tông Phác Nam từ tiền bối. Pháp Nam tử gật gật đầu, xoay người nhìn về Lưu Văn Cử là lão phụ nhân nói. Mấy tên nguyên anh kỳ của hàng nhạc phái các ngươi đã bỏ mình khi tranh đoạt lẫn nhau ở ngoài vực ngoại tu chân tinh. Các ngươi không có năng lực bảo vệ được hàng nhạc sơn này đâu, cũng sẽ bị người khác cướp lấy, không bằng cho huyền đạo tông ta đi. Lưu Văn Cử đau khổ liếc nhìn lão phụ nhân thấp giọng nói. Tiền bối, mong ngài nề tình mối quan hệ tốt đẹp giữa hai phái ta trong quá khứ, không? không đợi lưu văn cử nói xong phác nam tử ngắt lời nóng nãy nói cút ngoại trừ thân thể các ngươi không một thứ gì có thể bị mang đi còn yêu sách lão phu cũng không ngại dệt sạch cả hàng nhạc phái các ngươi lão phụ nhân vẻ mặt tức giận đang muốn mở miệng lưu văn cử vội vàng giữ bà lại hít sâu một hơi cung kính nói vãn bối tuân mệnh nhưng hàng nhạc sơn là sơn môn của hàng nhạc phái chúng ta vãn bối không có quyền đem dâng cho tiền bối chỉ có thể ước định cho mượn ngày sau nếu phán nam tử cười lạnh một tiếng lại ngắt lời hắn, ngạo mạn nói. Mượn, được, cho huyền đạo tông chúng ta mượn 10 vạn năm đi. Tất cả nội môn đệ tử chỉ đành nén giận, không dám nói gì, trên mặt hiện lên nét đau thương, rơi vào trầm mặc còn có một số ánh mắt lóe lên, bắt đầu tính toán cho bản thân mình. Ánh mắt của Pháp Nam tử đảo qua, dừng lại trên người của Hoàng Long, nói, ngươi, để thanh tử nhạc kiếm tiền đó lại, Âu Dương Sư Điệt của ta đã nhìn chúng thanh kiếm này rồi. Hoàng Long ủy khuất, siết chặt quyền đầu, nhìn qua Lưu Văn Cử và Lão Phụ Nhân, thấy hai người cũng không nói lời nào đành thở dài bất đắc dĩ xuất ra từ nhạc kiếm tiên ném sang một bên tay phải của phác nam tử vung lên thanh kiếm này đã nhẹ nhàng bay đến tay hắn lập tức một đạo tử vân theo thân kiếm tràn ra ngưng tụ thành hình hóa thành một con tử sắc cự long cự long này quay về phía phác nam tử kia gào lên một tiếng rồi cắn trả lại phác nam tử cười nhạt lấy tay chỉ lên thân kiếm bắn ra quát Xúc sinh thu lại thân thể cự long chấn động lập tức nhột trí không cam lòng trở lại bên trong tử nhạc kim kiếm toàn bộ tiên kiếm lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng lưu văn cử và lão phu nhân liếc nhau một cái đều thở dài lão phu nhân vẻ mặt ảm đạm nói thôi tất cả đệ tử phái hàng nhạc nghe lệnh theo ta rời khỏi nơi này nói xong nàng lưu luyến nhìn thoáng qua bốn phía lại thở dài một tiếng cơ thể nhẹ nhàng bay lên không trung phác nam tử nhau mắt lại đột nhiên nói huyền đạo tông ta ở đây đại chiêu nạp môn đồ người nào muốn gia nhập có thể ở lại chỗ này mười người trưởng lão trúc cơ kỳ cả đám sắc mặt kỳ quái ngoại trừ hai người đứng ở trên không bên cạnh lão phu thân còn tám người khác thì đưa mắt nhìn nhau không đi theo lưu văn cử ngẩn ra sắc mặt khẽ biến muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nói không ra lời thầm than một tiếng lắc đầu bay lên không đứng cùng một chỗ với lão phu thân bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim mỗi người đều có chí hướng không muốn đi theo thì không ép lão phu thân tận đáy lòng cố gắng áp chế phẫn nộ trầm giọng nói lão già hoàng long nhất bối cả đám người do dự một phen sau cùng ngoại trừ hoàng long đạo hư hồng kiểm lão già ngoài ba người này tất cả những người còn lại đều không di chuyển chỉ có ba người này bay lên không đứng ở phía sau hai người sư tổ kết đan kỳ hơn mười người trong hàng ngũ đệ tử của môn phái ngoài mười người bay lên rồi phần lớn đều đứng ngay tại chỗ vương trác do dự một hồi lâu không dám nhìn vào mắt của đạo hư chân dơ lê lại hạ xuống cuối cùng cũng không đi theo nữ tử họ chu cũng có chút do dự cũng không đi theo còn cô gái họ từ thấy vương chắc không đi thì có chút trầm mặc chân rơi lên lại hạ xuống vương hạo đã có thể đi hắn cười khổ một lúc nói với vương lâm thiết trụ ca ta cũng không đi phải ở lại giúp đỡ cha ta người ở đó yên tâm đi có ta chiếu cố rồi vương lâm do dự một chút trên người hắn có rất nhiều bí mật nếu như đi theo huyền đạo tông chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm vì vậy hơi trầm ngâm mà bay lên lúc này ánh mắt phác nam tử lóe lên nhìn chằm chằm vào vương lâm đột nhiên nói vương lâm ngươi ở lại vương lâm ngẩn ra cung kính nói phác nam từ tiền bối không biết gọi vãn bối lại có chuyện gì phác nam từ ngẩng đầu lạnh lùng nói bảo ngươi ở lại thì ở lại đâu cần phải nói nhiều như vậy lưu vân cử do dự một chút đột nhiên nói phác nam từ tiền bối vương lâm này là đại đệ tử của phái hàng nhạc ta mong rằng không nên làm khó để hắn theo chúng ta rời khỏi đây chuyện của vương lâm hắn cũng nghe được rất nhiều cũng từng quan sát đối với một người đệ tử có tương lai sẽ là chúc cơ kỳ hắn thực sự không nỡ bỏ phát nam tử hừ một tiếng nói với vương lâm phái hàng nhạc bây giờ hữu danh vô thực ngươi đi theo bọn họ lang thang chân trời góc biển sao ngươi nếu muốn gia nhập vào huyền đạo tông của ta tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn rất nhiều so với việc đi theo phái hàng nhạc lựa chọn thế nào tùy ngươi định đoạt đi tránh việc này truyền ra ngoài nói huyền đạo tông ta lên chùa đoạt sư trong lòng phát nam tử nhận định vương lâm này chỉ cần không phải thằng ngốc thì sẽ không đi theo phái hàng nhạc vương lâm trầm mặc một chút không nói hai lời mà trực tiếp ôm quyền chuyển thân bay lên không Đi tới bên cạnh Hoàng Long chân nhân. Phác Nam từ ánh mắt chớp động, giọng nói lạnh lẽo. Thật là không biết điều. Lưu Văn Cử và lão phu thân cùng nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, lại đợi một lúc, thấy đám đệ tử phái Hàng Nhạc đang cúi đầu ở trên mặt đất, không có ý muốn đi theo, hai người thở dài, lão phu nhân nói: "Thôi, ta đi." Nói xong, bà dẫn đầu bay về phương xa, còn lại 10 người, cả đám sắc mặt đau khổ bay theo. Mọi người phái Hàng Nhạc, dưới sự dẫn đầu của hai vị sư tổ kết đan kỳ, giống như chó nhà có tang lặng lẽ hóa thành mấy đạo cầu vồng từ rất xa rời khỏi phái hàng nhạc trên đường đi không có bất kỳ người nào nói một câu trên mặt ngoại trừ sự phẫn nộ thì cũng là mờ mịt sau một hồi lâu bay trên không đến khi sắc trời dần tối lưu văn cử và lão phu nhân bàn bạc với nhau một chút dừng lại ở trên một ngọn núi đơn độc mọi người cũng ảo đáp xuống lão phu nhân thầm than một tiếng nhìn những người này một chút ngoại trừ hai người trưởng lão trúc cơ kỳ những người khác đều là ngưng khí kỳ đồng lứa với hoàng long chỉ có bốn người đồng lứa với vương lâm chỉ có 12 người nàng cay đáng cười cố gắng tự trấn tĩnh nói phái hàng nhạc của ta hôm nay gặp đại nạn các ngươi cũng không nên nản lòng những chuyện trên tu chân giới này từ trước đến giờ đều tồn tại những chuyện xấu ngày hôm nay huyền đạo tông của hắn có thể cưỡng bức đoàn lấy sơn môn của phái hàng nhạc ta một ngày nào đó ta cùng với các ngươi và lưu sư tổ kết anh thẳng công nhất định sẽ đoạt trở lại bạn đang xem tin nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sệt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé hai vị trưởng lão chúc cơ kỳ còn lại một người chính là lão già thượng quan mấy ngày trước ở bên trong đại điện quan sát vương lâm hắn vội ho lên một tiếng nói vương sư tổ nói rất đúng càng như vậy chúng ta lại càng phải hiên ngang chiến đấu nhất định phải đem mối nhục lớn này ghi khắc trong lòng ngày nào đó nếu có thành tựu nhất định phải đoạt lại sân môn vị trưởng lão chúc cơ kỳ kia có bộ mặt to béo ông ấy lúc này đăm chưa ủ rột nhìn những đệ tử còn lại, nói. Đại nạn đập đến là mọi người phải bay đi, không nghĩ tới phái hàng nhạc to lớn, cuối cùng đồng ý đi theo, chỉ có những người các ngươi, ôi. Những đệ tử môn phái đi theo, ngoại trừ trương tính sư huynh và lữ tung, mà Vương Lâm biết, tất cả những người còn lại hắn đều không biết tên, nhưng ít nhiều cũng rất quen mắt. Trong đó có một người mập, chính là vị mà hắn gặp được ở bên ngoài kiếm linh các. Lưu Vân cử hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim chuyện đã qua không cần nhắc lại việc quan trọng trước mắt chính là tìm một sơn môn nhiều năm trước ta từng trong mấy nghìn dặm ở tượng xà sơn này tìm được một môn phủ tạm thời định cư ở nơi này đi lão phu nhân có chút trầm ngâm gật đầu nói cũng tốt đến đó ta và ngươi hai người lập tức bế quan tranh thủ trong một trăm năm phải kết anh thành công lưu văn cử xoay chuyển ánh mắt nói với hai vị trưởng lão trúc cơ kỳ thượng quan tống dục hai người các ngươi bảo vệ bốn phía ta và vương tổ sư của các ngươi tĩnh tọa để khôi phục linh lực đợi khi chúng ta đem linh lực hao tổn của hộ sơn đại trận bổ sung ta sẽ mang hai người các người bay đi như vậy tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút thượng quan tống dục vội vàng nghe lệnh lưu văn cử lấy ra vài miếng ngọc giản ném lên trên trời tạo ra một đạo ánh sáng màu xanh hai tay đơn giản tạo ra vài cái pháp quyết lập tức từng trận ngọc giản hóa thành một tầng ánh sáng bao bọc trong một phạm vi 20 mươi mét làm xong những việc này hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ tay cầm linh thạch nhắm mắt thổ nạp lão phu nhân họ vương cũng ngồi xếp bằng giống như vậy thổ nạp khôi phục linh lực hoàng long chân nhân sờ sờ túi chữ vật ngẩng đầu nhìn về phía phái hàng nhạc vẻ mặt oán hận đạo hư đứng ở bên cạnh hắn thở dài nói trưởng môn sư huynh cuối cùng cũng có một ngày chúng ta có thể quay trở lại phái hàng nhạc hoàng long chân nhân cười khổ nói từ nhạc tiên kiếm là của lưu sư tổ giao cho khi ta chấp trưởng môn phái khi đó ta từng nói kiếm còn người còn mà bây giờ thì ôi bên cạnh là lão già mặt đỏ họ mã trầm giọng nói trưởng môn sư huynh huyền đạo tông có lão quái nguyên anh kỳ chúng ta không địch lại là phải loại chuyện này không thể tự trách mình được nước triệu này trong tu chân giới từ trước đến nay đều là như thế này mạnh được yếu thua nhớ năm đó lúc phái hàng nhạc chúng ta một nhà làm mưa làm gió cũng không phải đã trải qua không ít chuyện tương tự thế này rồi hoàng long chân nhân thầm than một tiếng ngơ ngẩn không nói phương lâm ở một góc bên cạnh khoanh chân ngồi xuống nhìn về phía phái hàng nhạc ở xa biến đổi lớn này đột nhiên phát sinh làm cho hắn trở tay không kịp trong lòng lo lắng nhất chính là cha mẹ của mình trầm ngâm một chút tận đáy lòng hắn cảm thấy bất an hắn sợ những tên đệ tử kia của huyền đạo tông sẽ tìm được chỗ ở của cha mẹ hắn mà báo thủ nghĩ tới đây trong mắt vương lâm hàn quang chợt lóe hắn không muốn giết người nhưng những tên này nếu dám động đến cha mẹ hắn hắn sẽ không ngại mà giết chết bọn họ việc này thì được vương lâm người phải sớm nên làm như vậy đi ha ha không phải là giết người sao có cái gì đáng ngại đâu lão phu có một vạn phương pháp có thể làm cho người ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong đây tư đồ nam ở trong đầu của vương lâm kêu gào ầm ĩ nói giết người không phải là phương pháp giải quyết vấn đề giết một người còn có một người thứ hai trừ khi ta có thể đem tất cả đám đệ tử huyền đạo tông bị ta đánh bại mà giết chết vương lâm cao mày nói với tư đồ nam ở trong lòng chuyện này có gì là khó đâu ta truyền cho người một cái pháp thuật gọi là thuật khôi lỗi người chỉ cần bắt được một người của đối phương thì có thể luyện hóa tươi sống chế tạo thành một con khôi lỗ chỉ nghe theo lệnh ngươi thế nào như vậy thì ngươi có thể yên tâm chẳng cần lo lắng nữa rồi đi thôi nào tư đồ năm lập tức giật dây nói đang nói tên mập ở kiếm linh các chạy lại đặt mông ngồi xuống bên cạnh cười khổ nói với vương lâm đại sư huynh đệ là hoàng đại sơn sau này chiếu cố sư đệ một chút nhé vương lâm nhìn đối phương một cái còn chưa kịp nói thì đệ tử họ trương mặc đồ đen ở bên cạnh đã đi tới nói hoàng đại sơn ngươi có thời gian tu luyện lâu hơn còn bảo người ta chiếu cố nhiều tới ngươi nữa à hoàng đại sơn mặt mày nhăn nhó nói môn phái đã mất trong đám đệ tử của chúng ta bây giờ thì chỉ có vương lâm đại sư huynh là lợi hại nhất ta có tu luyện thế nào cũng không bằng được huynh ấy còn không nhanh là một tiểu đệ đi à đệ tử trương tính xoay người nhìn vương lâm nhịn không được mà nhớ đến cảnh nhiều năm về trước đem theo ba người thiếu niên đi lên núi rồi thở dài nói vương lâm người tiến bộ thật là bất ngờ trương mỗ bội phục vương lâm cười khổ không nói hắn đối với trương sư huynh trong lòng vẫn rất kính trọng huynh ấy là một trong những người mà từ trước tới giờ chưa từng trêu chọc một câu nào mà lại là một đồng môn thường hay đốc thúc hắn tu luyện lúc này lữ tung cao mày đi về phía ba người nói bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim trương đức khôn mấy năm không gặp người đã đến tầng thứ sáu ngưng khí kỳ rồi còn nhớ rõ hước hẹn mười năm trước không ánh mắt sư huynh họ trương lóe lên nhìn chằm chằm lữ tung nói đương nhiên là nhớ rõ lữ tung thở dài ngồi ở bên cạnh vỗ vỗ vào vai vương lâm nói vương lâm phái hằng nhạc đã hữu danh vô thực rồi ta nói một câu khó nghe nếu ngươi ở lại huyền đạo tông thì có nhiều cơ hội phát triển hơn là đi theo ra đây nói xong hắn lại cười khổ nói với đệ tử họ trương trương đức khôn tính nóng của ngươi vẫn còn như trước cái ước hẹn chó má gì mười năm trước chứ bây giờ môn phái đã mất chúng ta cũng lưu lạc chân trời góc biển ôi vương lâm nhìn vào mắt lữ tung vai khẽ động né tránh tiếp xúc với đối phương nói Lữ Tùng sư huynh cũng không ở lại với huyền đạo tông sao? Lữ Tùng lắc đầu, nói. Đừng gọi ta là sư huynh nữa, dựa theo quy củ, ta phải gọi ngươi là sư huynh mới đúng. Ta không thể ở lại huyền đạo tông, hì hì. Nếu ta ở lại chỗ đó, cả đời này sẽ không có tiền đồ gì cả. Huyền đạo tông, ta đắc tội với nhiều người lắm. Trương Đức khôn lạnh lùng nói. Người đâu chỉ đắc tội với nhiều người của huyền đạo tông, ở phái hàng nhạc cũng đâu có ít. Lữ Tùng ngẩng đầu, nhìn Trương Đức khôn, bình thản nói. Trương sư đệ, trước khi ta trở thành đệ tử nòng cốt quả thật là chọc giận rất nhiều người nhưng đây đều là những chuyện đã qua còn nhắc lại làm gì năm đó số người đệ tử nòng cốt chỉ có một ta cũng là bất đắc dĩ trương sư đệ ta ở đây xin lỗi người trương đức khôn mặt lạnh như băng không nói gì cả năm đó trong cuộc tỷ thí tuyển chọn đệ tử nòng cốt hắn và đối phương là một người quen cùng tranh đoạt nhưng cuối cùng thì trước khi thi đấu lữ tung xuất hiện dễ như bỡn mà đánh hắn bị thương đó là trận đấu ở ngày thứ hai hắn lại thua khi đó lữ tung có nói với hắn nếu không phục mấy năm sau có thể tìm hắn thử lại một lần nữa lữ tung thành khẩn nói trương sư huynh những chuyện đã qua ta nhất định sẽ tìm biện pháp đền bù bây giờ thì môn phái xảy ra chuyện những đệ tử chúng ta nhất định phải đoàn kết lại những người đệ tử khác từ tầng năm ngưng khí kỳ trở xuống thì không nói trong bốn người chúng ta hoàng đại sơn là tầng năm ngưng khí kỳ trương đức khôn là tầng sáu ta tầng tám vương lâm ngươi là vương lâm thấy tất cả mọi người đều nhìn về mình thì hơi trầm ngâm thản nhiên nói tầng mười bốn ngưng khí kỳ lời vừa nói ra ba người ở bên cạnh đều hít sâu một hơi nói không ra lời bọn họ biết vương lâm rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến mức như vậy lữ tùng miệng lưỡi khô cứng khổ tâm nói chúc mừng vương sư huynh có thể sẽ tiến vào chúc cơ kỳ đến lúc đó ta phải gọi huynh là trưởng lão rồi trương đức khôn nhìn vương lâm thật lâu rồi thở dài tên mập hoàng đại sơn thì hai mắt tỏa sáng những đệ tử khác ở xung quanh thỉnh thoảng chú ý đến bốn người bọn họ có người thính tai nghe được câu nói vừa rồi của vương lâm nhất thời biến sắc ánh mắt nhìn về phía vương lâm lại càng tôn kính lưu tùng thở sâu nói vương lâm sư huynh bốn người chúng ta bây giờ xem như là đỉnh cao nhất ở trong hàng ngũ đệ tử của môn phái sau này thì huynh chính là đại sư huynh của bốn người chúng ta ta thứ hai trương đức khôn tiếp theo sau cùng là hoàng đại sơn chúng ta trao đổi tu luyện lẫn nhau là được rồi cùng nhau tạo thành một khối người thế thế có được không vương lâm trầm ngâm một chút còn chưa kịp nói hoàng đại sơn đã lập tức tán thành hai tay nói nhị sư huynh nói rất đúng nên làm như vậy Trường Đức Hồn có chút do dự, cũng gật đầu nói. Trong hàng ngũ đệ tử môn phái, cũng cần có một người đầu lĩnh, như vậy mới có thể trợ giúp trưởng bối khỏi ưu sầu, để cho bọn họ an tâm tu luyện. Vương Lâm nhìn thấy hai người bọn họ đồng ý, hắn đối với việc này vốn là không có khả năng, trong lòng cũng không có dự định nào khác, vì vậy cũng không từ chối, gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, Lưu Văn Cử và lão phu nhân họ Vương mở hai mắt ra. Lưu Văn Cử đứng lên lấy ra một khối ngọc giản, khi ném thì lập tức đánh ra vài đạo pháp quyết đồng thời mở miệng phun ra một ngụm đan khí nhất thời ngọc giản kia ở trong không trung xoay tròn lên lão phu nhân cũng giống vậy mà lấy ra một khối ngọc giản khi tung ra thì hai cái ngọc giản hợp lại thành một lập tức từng đạo thất thải quang mang từ trên ngọc giản chiếu xuống trong phạm vi mười thước trên mặt đất từ từ hiện lên những điểm sáng sau cùng tạo thành một cái vòng ánh sáng lưu văn cử quét ánh mắt nhìn sang bốn người vương lâm một cái nói bốn người các ngươi trừ vương lâm ra mỗi người giúp đỡ một sư đệ một lúc nữa chấn động sẽ rất lớn không được để rơi xuống, ngoài ra ba người Hoàng Long cũng là như vậy, thượng quan trưởng lão là hai người, còn Vương Lâm phụ trách cân bằng bốn phía. Nói xong, ông bước vào vòng sáng, lão phu nhân họ Vương cũng theo đó đi vào. Những người còn lại, lập tức dựa vào sự phân phó của Lưu Văn Cử, mà từng người phụ trách một người đệ tử, đi vào trong vòng sáng, còn Vương Lâm và hai vị trưởng lão, lại đứng thẳng thành hình tam giác trong đó. Lưu Văn Cử hít thở sâu, hai tay thay đổi pháp quyết, thấp giọng nói: "Lên." Mặt đất bốn phía rung động một trận ầm một tiếng vòng sáng mang theo mọi người chậm rãi bay lên không khi dừng lại một chút lấy tốc độ cực nhanh giống như một tia chớp mà bay về phương xa tốc độ này còn nhanh hơn phi kiếm gấp nhiều lần gió đập vào mặt lập tức có mấy đệ tử chịu không nổi nếu không phải có người giúp đỡ sợ rằng sẽ lập tức rơi ra rồi tất cả đệ tử đều phải tiếp nhận kinh lực với một loại phương pháp phức tạp chuyển hóa ra phân tán lên ba người thượng quan tống dục và vương lâm vương lâm cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ xông đến cơ thể suýt nữa là đứng không vững kinh hãi vận chuyển dưới thuật dẫn lực lúc này cơ thể mới đứng vững dù vậy hắn vẫn cảm thấy thân thể run rẩy có xu thế muốn bay ra ngoài bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim hắn nhìn lướt qua hai vị trưởng lão là thượng quan và tống dục thấy bộ dạng của hai người bọn họ đều rất ung dung không có nữa phần không thoải mái nào đáy lòng vương lâm thầm than không hổ là trưởng lão trúc cơ kỳ quả nhiên không phải là hắn có thể so sánh được cái này thì tính là gì chẳng bằng một cái không độn thuật mà thôi lão phu năm đó dùng lực thi triển không độn thuật có thể mang theo hơn một vạn người bay lên căn bản không cần người khác phụ trách thăng bằng một mình lão phu cũng đủ rồi tư đồ nam lập tức khinh thường nói vương lâm giờ khóc giờ cười trong lòng nói với hắn không cần lần nào cũng phải so sánh ta biết ngài rất lợi hại rồi được chưa tư đồ nam hừ một tiếng nói thầm lão phu năm đó vẫn còn thân thể cũng sẽ chẳng thèm phản ứng với tên tiểu bối như ngươi nếu không thì ngươi có thể nghe được lời của ta ngươi nghĩ rằng ta bằng lòng nói sao không lâu sau, tốc độ của vòng sáng càng lúc càng nhanh, Vương Lâm cố gắng lắm mới giữ vững được thân thể, thầm than khổ. Đúng lúc này, đột nhiên ở trước mặt cách đó không xa hiện ra một đám mây đen. Đám mây này kỳ lạ và khó lường, từng đợt sấm sét đan xen vào nhau ở bên trong, tốc độ lại cực nhanh, vừa nhìn thấy thì vòng sáng đã va chạm vào nó rồi. Lưu Văn Cử sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: "Thượng quan, Tống Dục Vương Lâm ba người các ngươi đứng cho vững vào." Nói xong, hắn thở sâu một hơi, hai tay đổi pháp quyết nhất thời vòng sáng run lên sau khi dừng lại một chút lại lấy tốc độ còn nhanh hơn nhanh chóng vẽ ra một cái đường cong vòng qua đám mây đen trong nháy mắt khi vòng sáng tăng tốc sinh ra lực trùng kích khó có thể tưởng tượng nổi mọi người ở trong vòng sáng lập tức ngã sấp xuống có một vài đệ tử thân thể bị đánh văng ra trong đó có một người bay về phía vương lâm vương lâm vốn miễn cưỡng ổn định thân thể thì lúc này vòng sáng đột nhiên tăng tốc lực trùng kích cực đại kết hợp lại ở bên trong bị phân tán ra hắn trượt chân xoay tròn cơ thể nhanh chóng bị trượt về phía sau một cổ khí tức âm mát từ hạt trực thần bí được đeo sát vào ngực hắn tuôn ra khí âm hẳn này ở bên trong cơ thể của vương lâm cuộn lại thành một vòng nhất thời làm cho thân thể hắn ổn định lại lúc này thì người đệ tử bị đánh văng ra đã bay đến trước mặt vương lâm hắn thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đối phương vương lâm không nhiều lời tay phải nhanh chóng tạo thành trào túm lấy cánh tay của đối phương rồi vung lên ném vào trong vòng sáng làm xong tất cả vương lâm thở ra một hơi sâu hắn biết vừa rồi yên ổn là nhờ sự giúp đỡ của tư đồ nam đang muốn cảm ơn, đột nhiên ở bên trong đám mây đen trên không truyền ra một câu nói. "Đạo hữu phái Hàng Nhạc, ta là thủy tổ của Huyền Đạo Nam Phác Nam Tử, các ngươi mở mang một chút kiến thức đi." Vương Lâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở trong mây đen ẩn hiện một con rết cực lớn. Trưởng lão Âu Dương của Huyền Đạo Tông đột nhiên đứng ở bên trên, ở bên cạnh hắn còn đứng bảy tám người, trên mặt đều mang theo một nụ cười lạnh. Trong đó có ba người, toàn thân phát ra khí tức mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Cử và lão phu nhân. Người vừa nói ra câu lúc nãy chính là một tên đại hán mặt đen ở giữa ba người kia lưu văn cử sắc mặt xanh mét không nói được một lời thúc đẩy vòng sáng di chuyển trong nháy mắt đã bỏ xa một khoảng cũng không quay đầu lại mà cấp bách chạy đi trong nháy mắt đám mây đen khổng lồ kia đã trở thành một điểm đen qua hồi lâu cảnh vật ở trên mặt đất biến đổi một vùng hoang mạc bằng phẳng dần hiện ra trước mắt vòng sáng ở bốn phía trần trừ một lúc dường như đang tìm phương hướng sau đó tốc độ lại tăng lên hướng về phía bắc mà phóng đi ở trên một ngọn núi chọc vòng sáng dừng lại chậm rãi hạ xuống đất mới rơi xuống đất phần lớn đám đệ tử ở bên trong đã quỳ dạp ở trên mặt đất mà nôn mửa mặt trắng xanh không còn chút máu vương lâm cũng đầu chóng mắt hoa nhộn nhạo trong ngực lưu văn cử đan tay tạo ra một cái pháp quyết một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra nhất thời ngọn núi chọc này chấn động mặt đất lập tức nứt ra một cái khe lưu văn cử không nói nhiều lời liền nhảy xuống lão phu nhân họ vương quét ánh mắt sang bốn phía một cái sau đó liền nhảy vào những người còn lại đều nhao nhao được các trưởng lão và trưởng bối đỡ đi vào đi vào bên trong khe hở khi tất cả bọn họ đã vào khe hở chậm Giải khép lại vừa vào bên trong thần thức của vương lâm lập tức đảo qua thấy ngoài mấy gian mật thất ở đây thì không còn vật gì khác rất đơn sơ lưu văn cử đợi đến lúc mọi người tập trung đông đủ mới nghiêm túc nói đại bộ phận người trong các người tu vi đã đến mức ích cốc không cần ăn cơm còn những người tu vi thấp ở thạch thất bên cạnh có một chút lương thực dự trữ cũng đủ cho các người ăn vài năm ta và vương sư tổ của các người sẽ bế quan ngay lập tức không hỏi đến thế sự tất cả mọi việc của các ngươi cần phải nghe theo sự an bài của các trưởng lão lão phu nhân họ vương ở bên cạnh trầm giọng nói phái hàng nhạc ta từ hôm nay trở đi tất cả bế quan một trăm năm trăm năm sau đem những mối xỉ nhục trước đây một lần rửa sạch tất cả tu luyện công pháp khẩu quyết bất luận đệ tử nào đến cảnh giới tương ứng cũng có thể trở thành trưởng lão trong vòng một trăm năm nếu không ra sức bất kể người đệ tử nào cũng không được đi ra ngoài ba người hoàng long các ngươi cũng lập tức bế quan tranh thủ khoảng thời gian này mà lên trúc cơ kỳ ba người hoàng long gật đầu nghe lệnh bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim ánh mắt của lưu văn cử đào qua nhìn các đệ tử một chút nói lữ Tùng phụ trách việc tu luyện của các đệ tử và những chuyện bình thường vương lâm ngươi đi theo ta ta sắp xếp cho ngươi một chỗ tu luyện riêng lão phụ nhân họ vương gật đầu nói đúng thế vương lâm nếu trong quá trình tu luyện ngươi gặp phải điều gì khúc mắc thì cứ tới tìm hai chúng ta vương lâm do dự một chút nói đệ tử có một chuyện mong sư tổ đồng ý lão phụ nhân họ vương nhớ mày nói chuyện gì vương lâm ngẩng đầu nói đệ tử muốn ra ngoài một chuyến lão phụ nhân lập tức từ chối nói không được nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của ngươi là tu luyện không thể ra ngoài vương lâm nhíu mày nói đệ tử phải ra ngoài một chuyến sau khi giải quyết xong mọi việc sẽ trở về an tâm tu luyện lão phụ nhân chừng mắt đang định mở miệng thì lưu văn giơ tay kéo nhẹ một cái rồi ôn hòa nói với vương lâm vương lâm vương sư tổ lo lắng cho người ra ngoài gặp nguy hiểm người có thể nói cho ta biết muốn ra ngoài làm chuyện gì hay không vương lâm thản nhiên nói đệ tử đã nhiều năm không gặp cha mẹ lần này bế quan thời gian dài rất có thể không còn được gặp cha mẹ nữa vì vậy muốn về nhà thăm lưu văn Trầm ngâm một chút sau đó liếc nhìn lão phụ nhân họ vương rồi lấy ra một cái ngọc phù nói được rồi người đi nhanh rồi trở về người cầm lấy ngọc phù này bên trong nó có chứa một kích của cao thủ kết đan kỳ người giữ lấy để bảo vệ tính mạng vương lâm cảm thấy rất vui mừng vội vàng nhận lấy, cẩn thận cho vào trong túi chữ vật. Bây giờ, pháp bảo của hắn có quá ít, tính đi tính lại thì cũng chỉ có hai thứ. Một thứ là cái tiên phù lấy được từ trương hổ. Cái khác chính là cái ngọc phù này. Đây là pháp quyết mở cửa, người nhớ lấy. Lưu Văn lại lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Vương Lâm, sau đó cùng với lão phụ nhân họ Vương đi về nơi bế quan. Sau khi từ biệt những người khác, Vương Lâm đánh một cái pháp quyết lên ngọc giản, nhất thời một luồng ánh sáng xuất hiện trên vách đá. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, bước vào đó sau khi ra khỏi phủ vương lâm cũng không dừng lại thân thể hắn thoáng động một cái liền bay lên không trung dẫn lực thuật bao lấy xung quanh cơ thể hóa thành một đạo cầu vồng biến mất về phía chân trời cuối cùng thì cũng đi ra vương lâm người thực sự định đi về nhà tiếng của tư đồ nam vang lên trong đầu vương lâm suy nghĩ một chút vương lâm nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại đợi xử lý xong hết chuyện nhà ta tự có tính toán theo suy đoán của ta thì một khi mộc thuộc tính đạt tới cảnh giới viên mãn thời gian bên trong nghịch châu chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ mới đang gấp 10 lần, đến lúc đó không chừng sẽ tăng lên gấp trăm lần, khi đó, tốc độ tư luyện của người sẽ tăng lên không ít. Từ Đồ nam phân tích, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, tốc độ của vương lâm cực nhanh, đạo cầu vòng cấp tốc lao về phía trước. Một ngày sau đã tiến vào phạm vi của hàng nhạc phái khi xưa, vương lâm sợ gây sự chú ý cho người khác nên giảm tốc độ xuống. Đến sáng sớm hôm sau, hắn đã về tới thôn nhỏ dưới núi. Từ xa nhìn lại, sơn thôn vẫn như trước không thay đổi gì nhiều lắm chỉ có cạn đại viện của gia đình từ một căn phòng nhỏ đã biến thành một cái tam hợp viện trước cửa có dán một cái chữ phúc thật to mặc dù trời lúc này đang tờ mờ sáng nhưng vẫn có thể nghe thấy một vài tiếng chó sủa và tiếng gà gáy sáng sớm từ mỗi căn nhà nhỏ trong thôn xóm đều có một làn khỏi mong bốc lên tất cả mọi người đều dậy sớm ra khỏi giường chuẩn bị vương lâm đứng ở cửa thôn nhìn về phía đại viện của gia đình trong lòng có chút hồi hộp thời gian thoáng cái đã trôi qua 5 năm cho đến lúc này những ký ức cũ vẫn như đang còn hiện ra trước mắt hắn trần trừ một lúc vẫn chưa trở về ngay mà tìm một cây đại thụ bên ngoài thôn ẩn mình vào trong tàn lá hắn cũng không biết huyền đạo tông có như mình đoán đến tìm cha mẹ trả thù hay không vì lo lắng cho cha mẹ hắn định xử lý hết mọi chuyện trước khi về nhà thời gian một ngày thoáng cái đã hết trong nháy mắt vương lâm đã ở ngoài thôn được một tháng trong một tháng đó thần thức của hắn luôn tản ra xung quanh cho đến hôm nay nét mặt hắn thoáng động hàn quang trong mắt lóe lên thầm nghĩ quả nhiên là đã tới hai đạo kiếm quang từ xa nhanh chóng ai tới đáp xuống đất liền hiện ra hai bóng người một trong hai người đó mặc hắc bào rộng thùng thình bao lấy toàn thân không thể nhìn rõ khuôn mắt nhưng từ trên người của kẻ đó lại tỏa ra mùi thối khiến cho người khác có cảm giác buồn nôn hắc bào mở miệng thanh âm đầy sự căm hận nói trương cuồng cha mẹ của vương lâm ở ngay trong thôn này phải không người bên cạnh hắn mặt trắng như ngọc hết sức anh tuấn tuy nhiên hai mắt lại có vẻ gian tà trộn thêm một chút tham lam thấp giọng nói đại sư huynh tên vương chắc quả là quá sức ghê tởm ta vẫn tưởng rằng trước kia hắn tìm mọi cách châm chọc vương lâm nên sẽ nói cho ta biết vị trí chính xác của gia đình vương lâm nhưng không ngờ hắn không lộ ra đến một từ cũng may là ta thông minh tìm trong danh sách đệ tử của hàng nhạc phái mới biết được gia đình vương lâm đúng là ở đây chỉ không biết là ở chỗ nào thôi nói xong hắn thầm nghĩ vương lâm trước kia chúng ta là đồng môn với nhau nên ta đối với ngươi vẫn còn có sự anh e ngại nhưng bây giờ ta là đệ tử của huyền đạo tông hư bảo bối trong tay người ta phải đoạt cho bằng hết nghe bọn họ nói chuyện cũng có thể xác định được người mặc hắc bảo màu đen chính là đại đệ tử của huyền đạo tông chu bằng hắn hận vương lâm đến tối mắt tối mũi không thể rút xương lột xa đối phương một đời danh tiếng của hắn bị hủy toàn bộ trong tay vương lâm đám bụi bẩn trên người hắn về tẩy thế nào cũng không sạch chỉ còn cách mặc một bộ hắc bảo thật rộng nhưng bụi bẩn đó vẫn có thể che giấu còn cái mùi thối kia đến hắn người thấy cũng còn phải nôn mửa chứ chưa phải nói tới người ngoài lúc này hắn hử lạnh một tiếng nói bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim trương quang người nói sở dĩ vương lâm có thể tiến nhanh từ một phế vật trở thành cao thủ chính là nhờ loại dịch thể này trương Cuồng cố nhịn mùi thối bởi hai người đứng quá gần nhau nên lúc này trong bụng hắn đang muốn trào lên đến tận cổ nhưng hắn không dám nôn ra vội nói đại sư huynh làm sao mà ta dám lừa huynh dịch thể này cũng là ta đưa cho ngươi chẳng phải ngươi cũng thấy đó chính là thứ mà vương lâm đã dùng để trao đổi pháp quyết ngưng khí kỳ hay sao trương cuồng ta xin thề nếu có một câu nào nói dối thì đời này không thể chúc cơ thành công chu bằng tháo khăn che đầu xuống để lộ khuôn mặt đen thui ánh mắt hắn lóe lên sự độc ác nhẹ răng cười nói được trương cuồng nếu những điều ngươi nói đều là thật thì sau này huyền đạo tông có ta ở đây không người nào dám chọc tới ngươi trương cuồng lộ vẻ vui mừng liên tục gật đầu vâng dạ nhưng khi cúi đầu xuống hàn quang trong mắt hắn trượt lóe lên thầm nghĩ trương cuồng ta há phải cần cái loại người như ngươi hay sao hư chỉ cần để ta đứng vững tại huyền đạo tông cho thêm vài chục năm ta chắc chắn sẽ chúc cơ thành công khi trường cuồng cúi đầu khóe mắt chu bằng có chút châm chọc nói chuyện có liên quan đến loại dịch thể này ngươi có nói với người khác không trương cuồng lắc đầu nói đại sư huynh việc này ở huyền đạo tông chỉ có hai người chúng ta biết ta vẫn chưa nói với người nào khác chu bằng chớp chớp mắt một cái tay phải chợt đưa ra nắm lấy cổ trương cuồng quát trương cuồng ngươi nói dối trương cuồng không dám chống cự mặt đỏ như gấc nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương liền cắn răng một cái, lo lắng nói. Đại sư Huynh, nếu Huynh không tin, thì cứ thi triển sư hồn thuật, lời nói của ta hoàn toàn chính xác, thật sự không có nói cho bất kỳ kẻ nào. Hai mắt chu bằng chớp chớp, hử lạnh một tiếng, buông tay ra, nói. Tạm thời ta tin người, người đi bắt cha mẹ Vương Lâm giết đi, ta sẽ thu lấy hồn phách của họ luyện chế một cây hồn kỳ. Sau này, khi chúng ta tìm được vị trí của Vương Lâm, đến lúc đó, dùng cây cờ này dụ hắn tới. Chỉ cần hắn chưa đạt tới trúc cơ kỳ, nhất định có thể thu được hồn phách của hắn. Thân thể Trương Cuồng hơi run lên một chút, pháp thuật độc ác như vậy hắn chưa bao giờ nghe nói tới, nên không khỏi có chút do dự. Chu bằng nhíu mày, âm trầm nói: "Đi." Trương Cuồng cắn răng một cái, nhanh chóng lao về phía sân thôn. Trong mắt Vương Lâm nổi lên sát khí, đây là lần đầu tiên hắn nảy ý định giết người. Thế là đủ rồi, tất cả bọn chúng phải giết sạch, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, nếu mạnh hơn một chút thì đem cả Huyền Đạo tông giết hết, khiến cho bọn chúng diệt môn. Lúc đầu lão tử thích nhất là làm những việc như vậy tư đồ nam lập tức la hét lần đầu tiên vương lâm không có phản đối lại thân thể hắn khẽ động lặng yên bám theo trương cuồng tốc độ của trương cuồng bắt đầu có phần thong thả lúc dừng lúc đi nhưng cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu kiên định chạy nhanh hơn thoáng cái đã thấy cổng đi vào thôn đúng lúc này nét mặt hắn chợt thay đổi quay đầu lại nhất thời biến xác bởi khi quay đầu lị hắn đã thấy vương lâm giống hệt như một bóng ma đang đứng trên không lạnh lùng nhìn hắn Trương Cuồng lùi lại vài bước, cố gắng cười, nói: "Đại sư huynh, huynh huynh." Vương Lâm không nói tiếng nào, khoái miệng chỉ cười lạnh. "Đại sư huynh, ta." Trương Cuồng nhìn thấy biểu hiện của Vương Lâm mớn lạnh, hắn lại lui thêm vài bước, nắm lấy cái túi chữ vật. "Trương Cuồng, chẳng phải ngươi đang tìm nhà ta hay sao?" Vương Lâm chỉ thẳng vào nhà của mình, bình thản nói. Trong lòng Trương Cuồng đang hết sức sợ hãi, vội quỳ xuống trên mặt đất, xấu hổ nói: "Đại sư huynh, ta sai rồi, đều là do Chu Bằng bắt buộc ta." ta nói tới đây hắn chợt ném từ trong túi chữ vật ra một cái ngọc phù ngón tay hắn điểm một cái trên mặt hiện lên vẻ hung dữ ngọc phù liền biến thành một thanh phi kiếm nhằm thẳng về phía vương lâm đồng thời trương cuồng lầm bầm trong miệng vội vã lấy ra từ trong túi chữ vật mấy đoạn gỗ màu đen chúng được nối với nhau tạo thành một cái roi dài cái roi vừa xuất hiện liền phát ra một làn khí nguy hiểm trương cuồng không nói tiếng nào quay người về sau bỏ chạy ánh mắt vương lâm lộ vẻ châm chọc dẫn lực thuật bao lấy toàn bộ cơ thể hắn thoáng động một cái vương lâm vọt sang một bên nhất tâm nhị dụng điều khiển dẫn lực thuật nắm lấy phi kiếm đồng thời tay hắn chụp một cái nhất thời trương cuồng chỉ cảm thấy cổ mình ứng nghẹn giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy khuôn mặt hắn đỏ dần lên bàn tay đang bắt quyết không tự chủ được đưa lên ôm cổ sát khí trong mắt vương lâm nói lên rắc đầu trương cuồng lệch sang một bên hai mắt lộ vẻ tuyệt vọng máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng khi vương lâm thả lòng hắn liền ngã xuống đất rẫy vài cái rồi tuyệt khí trương cuồng vừa mới chết phi kiếm trong không trung khẽ run lên một cái lại trở thành ngọc giản bị vương lâm nắm lái còn thanh trưởng tiên màu đen của hắn mất đi sự điều khiển liền hóa thành mấy đoạn gỗ đen bị vương lâm thu lấy sau đó hắn thu lấy túi chữ vật của trương cuồng rồi phóng xuất một cái hỏa cầu thiêu cháy cái xác làm xong hắn nhanh chóng quay lại nhằm hướng chu bằng bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim chu bằng đợi một lúc trong lòng thầm mắt trương cuồng làm việc quá chậm đang định đi xem thế nào thì nét mặt hắn trở thay đổi chu bằng có thể cảm nhận thấy từ phía sơn thôn truyền đến một luồng linh lực dao động đang định xem kỹ chợt hắn phát giác có một luồng sát khí đang vọt về phía mình chu bằng cả kinh trong lòng thầm nghĩ là ai giết chết trương cuồng hơi thở của trương cuồng biến mất tất nhiên là đã chết không cần phải suy đoán thêm vương lâm đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn chu bằng biến sắc không nói tiếng nào thân thể nhanh chóng lao về phía sau bỏ chạy như điện trong lòng hắn thầm mắng trương cuồng ơi là trương cuồng người hại chết ta rồi làm sao mà vương lâm lại đột nhiên trở về như vậy ánh mắt vương lâm lạnh như băng quyết đuổi cho được chu bằng dẫn lực thuật bao lấy toàn thân cấp tốc đuổi theo chu bằng không dám quay đầu lại xuất phi kiếm phóng thẳng về hướng hàng nhạc phong người chạy không thoát đâu thanh âm của vương lâm như từ dưới địa ngục vọng tới khiến cho chu bằng dùng mình hắn quay người nhìn lại kinh hãi khi thấy vương lâm đang tới gần hắn sợ hãi la lớn vương lâm ta với ngươi không thủ không oán ngươi muốn làm gì vương lâm cười lạnh trầm giọng nói không cửu không oán trong lòng ngươi tự biết rõ hôm nay ngươi chắc chắn phải chết chu bằng thầm kêu khổ hắn cắn ra một cái thúc giục kiếm quang đến cực hạn trong lòng hắn thầm nghĩ chỉ cần tới được môn phái cho dù vương lâm có lợi hại đến mấy cũng không thể giết được ta ánh mắt vương lâm trượt lóe lên dẫn lực thuật hóa thành một chảo chụp tới chu bằng vẫn đề phòng cầm long thủ của đối phương nên phi kiếm hơi hạ xuống một chút liền tránh được nhưng phi kiếm vẫn bị dẫn lực thuật của vương lâm quét trúng lảo đảo vài cái mới đứng vững nét mặt chu bằng âm trầm tiếp tục điều khiển phi kiếm bỏ chạy vương lâm cảm thấy lo lắng dẫn lực thuật của hắn có phạm vi nhất định nếu ra ngoài phạm vi đó tác dụng của nó sẽ giảm xuống rất nhiều mắt thấy cơ bản không thể đuổi theo chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến vào môn phái đến lúc đó không chỉ có hắn bị nguy hiểm mà cha mẹ cũng bị liên lụy lập tức hắn hỏi tư đồ nam tư đồ tiền bối có phương pháp giúp ta đuổi kịp hắn hay không tư đồ nam chậm rãi nói có nhưng vương lâm nhíu mày nói ngay tư đồ tiền bối một khi để chu bằng chạy thoát ra cùng lắm thì mang cha mẹ tới chỗ khác không tu tiên nữa là được tư đồ nam liền mở miệng nói tiểu tử ngươi vội cái gì nói chuyện thì phải thong thả chút chứ nếu là trước kia với tính lão phu chắc chắn sẽ giết chết cái loại đệ tử như ngươi rồi đệ tử cái gì ngươi nói nhanh lên vương lâm cảm thấy lo lắng giọng nói không còn cung kính nữa tư đồ nam lẩm bẩm vài câu lão biết vương lâm đang sốt ruột vì vậy nói luôn tinh hoa nguyên anh của ta còn lại một chút nhưng chỉ có thể giúp ngươi thuấn di được một lần nếu để cho tinh hoa của lão phu lãng phí nhiều quá chỉ sợ ngươi chưa đạt tới anh biến kỳ đã tiêu biến mất rồi từ đồ năm nói xong vương lâm liền cảm thấy một luồng hơi lạnh từ viên nghịch châu dâng lên chui vào trong cơ thể sau khi vào trong nó liền lưu chuyển toàn thân nơi nó đi qua tất cả lập tức bị đóng băng khiến cho trong nháy mắt vương lâm đã bị biến thành một bức tượng mặt hắn phủ đầy một làn xương lạnh khiến cho dẫn lực thuật trở nên hỗn loạn chu bằng vẫn luôn chú ý tới vương lâm nhất thời thấy đối phương dừng lại khiến cho hắn có chút do dự mặc dù phát hiện thấy đối phương có vấn đề nhưng cũng không dám trở lại quan sát mà còn tăng tốc độ lên nữa ngay khi toàn cơ thể vương lâm bị đóng băng toàn bộ từ đồ nam quát khẽ nói tập trung tinh thần ta thuấn gì đấy nháy mắt một vòng tròn màu đen chờ xuất hiện lượn một vòng quanh thân thể vương lâm tiếp theo đó nó chợt thu nhỏ lại một cái thân hình vương lâm chợt biến mất không còn thấy bóng dáng thần thức của chu bằng vẫn tập trung quan sát vương lâm chợt phát hiện hắn hoàn toàn biến mất chưa để cho gã kịp định thần trước mặt hắn khoảng năm thước không gian có chút thay đổi chợt xuất hiện một điểm sáng màu đen điểm sáng đó càng lúc càng to sau đó hóa thành vô số tia sáng khoách tán ra chung quanh cùng lúc đó thân thể vương lâm trở xuất hiện tầng băng bao phủ quanh người hắn trong nháy mắt biến mất một thanh ngâm lạnh lùng từ miệng vương lâm phát ả người chạy đâu cho thoát chu bằng hãi hùng khiếp vía nét mặt tái nhợt hắn cắn răng một cái há mồm phun ra một luồng sáng nhỏ luồng sáng đó gặp gió nhanh chóng bành trướng trong nháy mắt biến thành một con đại mãng màu xanh nét mặt chu bằng dữ tợn cắn lưỡi một cái phun ra một tia máu đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cái chuông màu đen nhất thời một tiếng chuông thanh thúy vang lên thân thể con đại mãng trượt phóng to cái đuôi của nó quất thẳng về phía vương lâm tiểu tử trong cơ thể của ngươi còn sót một chút tinh hoa nguyên anh của lão phu nếu để lãng phí thì tiếc lắm ngươi cứ để cho lão phu mượn thân thể ngươi thi triển tuyệt kỹ thành danh của ta ngày đó thanh âm lười biếng của tư đồ nam từ từ vang lên tư đồ nam vừa nói xong trượt một đống sáng màu lam từ trong cơ thể vương lâm xuất hiện trong nháy mắt nó ngưng tụ thành một quang cầu màu làm trước người vương lâm ngay khi quang cầu hình thành nhất thời bầu trời đột nhiên tối sầm lại một luồng hơi thở hủy thiên diệt địa chợt phát ra sau đó quang cầu trời phát nổ khoách tán một làn sóng trong không khí về bốn phương tám hướng bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim cái đuôi cự mãng vừa mới chạm vào làn sóng một cái liền ngay lập tức một lớp băng mỏng bám theo đuôi nó lan nhanh về phía đầu trong chốc lát con cự mãng đã biến thành một bức tượng băng rơi xuống đất chu bằng phun ra một ngụm máu tươi than thể hắn lắc lư liên tục tâm thần hoàn toàn bị trọng thương nhưng ngay cả ngụm máu tươi mà hắn vừa phun ra cũng bị biến thành băng đồng thời trong nháy mắt thân thể của hắn lẫn phi kiếm dưới chân cũng bị băng hóa toàn bộ đáng tiếc là có mỗi một người chiêu này của lão phu thích hợp nhất trong quần chiến hắc hắc đấy là do tu luyện linh lực âm hàn mà tạo ra người thấy uy lực của nó thế nào tư đồ nam đắc ý nói thân thể vương lâm thoáng động đón lấy chu bằng đang từ trên không rơi xuống hắn nhanh chóng xoay người lại rời xa hàng nhạc phong sau khi tìm được một chỗ vắng vẻ vương lâm liền đáp xuống thả chu bằng xuống đất hỏi tư đồ nam chu bằng có chết hay không tư đồ nam bình thản nói tiểu oa nhi này vẫn còn chưa chết nhưng cũng nhanh thôi nếu ngươi muốn cho hắn chết nhanh hơn thì cứ đập nát chỗ băng đó ra là xong ngay vương lâm chớp mắt trầm ngâm một chút nói lúc trước ngươi đã nói tới khôi lỗi thuật cho ta biết làm thế nào có thể luyện chế được khôi lỗi tư đồ nam cười ha hả đắc ý lão cũng không nói cho vương lâm biết rõ về khôi lỗi thuật cũng như lai lịch của nó nhưng trên thực tế khôi lỗi thuật thuộc về công pháp ma đạo lão vốn biết tính cách của vương lâm thiếu đi sự độc ác nếu cứ giữ tính cách đó mà tu tiên thì có mười mạng cũng không đủ vì vậy mà lão cứ từ từ từng chút một tiêm nhiễm làm thay đổi tính cách của vương lâm đến bây giờ coi như đã có một chút thành công vì thế tư đồ nam mỉm cười nói hồi lỗi thuật cần phải do ngươi tự tay làm ta sẽ dạy cho ngươi các bước của nó trước tiên ngươi phải tìm một cái động nào yên tĩnh đã vương lâm sách chu bằng nhanh chóng tìm xung quanh cuối cùng cũng tìm được một cái động rồi chui vào bây giờ ta sẽ giải khí âm hẳn bám trên cơ thể hắn lúc này chu băng đã gần chết trước tiên người phải mổ bụng hắn lấy ngũ tạng ra để tế luyện từ đồ nam lo lắng nói vương lâm ngẩn người do so dự một chút nói lấy ngũ tạng để tế luyện đây từ đồ nam cười thầm nói đây là phương pháp để chế tạo khôi lỗi nếu ngươi không dùng thì ta cũng không còn biện pháp nào khác lão thầm nghĩ tiểu tử người chưa từng nhìn thấy máu tanh làm sao mà có thể tàn nhẫn được thực ra khôi lỗi thuật cũng không phức tạp như vậy có điều phải nhân cơ hội cho ngươi mở mắt để sau này ngươi sẽ trở thành người của ma môn chúng ta nghĩ tới đây tư đồ nam nói nhanh ta bắt đầu giải trừ đây người chỉ có thời gian nửa khắc không được trần trừ cứ nghĩ tới việc vừa rồi hắn định làm gì với cha mẹ ngươi ấy tư đồ nam nói xong lớp băng trên người chu bằng nhanh chóng tan ra thành nước hóa thành một luồng sáng màu xanh chui vào trong hạt nghịch châu vương lâm hơi trần trừ những nghĩ đến việc nếu không giải quyết vấn đề này ngày sau sẽ gặp rất nhiều rắc rồi hắn liền cắn răng lấy tay phân ngực chu bằng ra làm hai tuy nhiên lúc này không hề có chút máu tươi nào chảy ra cố nén trong lòng hắn căn cứ theo phương pháp mà tư đồ nam chỉ dạy đánh ra vài đạo pháp quyết rồi dùng thần thức quan sát nửa khắc trôi qua mà vương lâm cứ cảm giác như đã cả ngàn năm mãi cho đến khi tư đồ nam đắc ý mở miệng ra nói hắn không nhịn được nữa nôn mửa liên tục tư đồ nam cười nói được rồi bước đầu tiên coi như đã xong bây giờ tới bước thứ hai cũng là bước quan trọng nhất nhưng dùng thần thức phủ lấy chu bằng tế luyện ba ngày ba đêm sau đó hồi lỗi coi như đã hoàn thành trong bước này cần sử dụng một số pháp quyết ngươi chú ý nghe ta giảng giải nét mặt vương lâm tái nhợt gật đầu hít một hơi thật sâu tập trung tinh thần ba ngày sau toàn thân vương lâm ướt đẫm mồ hôi ánh mắt thần thờ đi ra khỏi động phía sau hắn chu bằng ngơ ngác đi theo chu bằng ngươi trở lại huyền đạo tông theo những lời ta nói mà làm nhớ âm thầm giết tất cả những người bất lợi đối với ta và bảo vệ cha mẹ ta thật tốt thanh âm vương lâm lạnh lẽo ẩn chứa một chút tanh máu chu bằng cũng kín gật đầu thân thể hắn vụt lên phi về hướng hàng nhạc phong vương lâm nhìn theo bóng lưng chu bằng một lúc sau chợt nói từ đồ tiền bối thực ra khôi lỗi thuật không cần bước đầu tiên phải không từ đồ nam ngần người vội nói ai nói không cần nếu không có bước đầu tiền thì làm sao có thể tiến hành bước thứ hai sau khi vương lâm tự mình động thủ chế tạo khôi lỗi cảm giác được có chút gì đó không bình thường tuy nhiên hắn cũng chẳng nói nhiều mà hỏi bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim phát nam tử có thể phát hiện ra sự khác thường của chu băng hay không từ đồ nam do dự một chút nói theo lý mà nói thì khi người chế tạo khôi lỗi lại có thêm một chút tinh hoa nguyên anh của ta mặc dù không nhiều lắm nhưng nếu cao thủ nguyên anh kỳ không quan sát cẩn thận thì cũng khó mà phát hiện được mà phát nam tử bế quan nhiều năm có thể biết được cũng không nhiều lắm vương lâm trầm ngâm một chút thân thể thoáng động hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt đã biến mất không mất bao nhiêu thời gian đã xuất hiện ở sơn thôn hắn đi thẳng về nhà của mình chưa tới cửa vương lâm liền nghe thấy thanh âm quen thuộc vọng ra tên danh con thợ mộc như ngươi đúng là phí phạm người nhìn mà xem đã làm ra cái gì thế này đúng là không bằng được một nửa tiểu tử nhà ta sư phụ thiết trụ ca là tiên nhân làm sao con có thể so được có thể bằng được một nửa là đã thỏa mãn lắm rồi vương lâm nghe đến đó ngẩn người thần thức đảo qua một cái liền nở nụ cười giọng nói quen thuộc với hắn đúng là của một người bạn vẫn chơi đùa trong thôn người đó vẫn thường xuyên quấn quýt với vương lâm muốn cha hắn dạy cho nghề thợ mộc nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn bóng lưng già nua trước mắt vương lâm nhỏ giọng nói cha thiết trụ đã về bờ vai già nua khẽ run lên cái đồ làm mộc trong tay khẽ rơi xuống đất quay người lại sững sờ nhìn người thanh niên 21 tuổi trước mắt còn vương lại một chút nét thơ ngây vẫn in sâu trong lòng thiết trụ cha vương lâm dùng hai tay dụi dụi đôi mắt những giọt lệ long lanh khẽ tràn xuống khuôn mặt vương lâm bước lên ôm cổ phụ thân lao đi những giọt nước mắt nhìn những vết nhăn trên trán hắn lui lại vài bước quỳ xuống nói cha thiết trụ bất hiếu năm năm không về là thiết trụ bà nó ơi con của chúng ta đã về phụ thân thiết trụ mừng rỡ nâng vương lâm đứng lên ngắm bên phải bên trái hắn rồi mở miệng mỉm cười thiết trụ con cao lên bằng cha rồi đấy nhìn cũng khỏe mạnh lắm được rồi đó mới chính là con ta phụ thân thiết trụ vui vẻ nói lúc này một phụ nhân có nét mặt già nua từ trong phòng bước ra ngơ ngác nhìn vương lâm mà chảy nước mắt vương lâm tiến đến quỷ gối trước mặt phụ nhân thấp giọng nói mẹ thiết trụ về thăm mẹ đây. Người ngươi làm sao lại nhẫn tâm, 5 năm không trở về nhà lấy một lần, trong lòng ngươi rốt cuộc là có cha mẹ hay không? Năm năm nay, lúc nào ta và cha ngươi cũng nhắc đến ngươi. Vừa nói, mẹ hắn vừa ôm lấy thiết trụ mà khóc. Đúng là đàn bà, con nó là tiên nhân hiển nhiên phải lấy đại sự làm trọng, bà xem bà như vậy còn ra cái thể thống gì nữa, để cho người ta thấy người ta cười cho. Tiểu lục, ngươi về đi, mấy ngày nữa không phải đến đây, chờ bao giờ thiết trụ đi ta sẽ gọi ngươi cha thiết trụ chừng mắt nhìn vợ mình một cái rồi xoay người nói với gã họ đồ tiểu lục mặt mày hớn hở vội vàng đồng ý ánh mắt hắn hâm mộ nhìn vương lâm hôm đó mẹ vương lâm chuẩn bị một bàn đầy thức ăn tất cả đều là thứ mà trước đây hắn thích cả nhà quây quần bên mâm cơm nói về những chuyện xảy ra trong năm năm mấy năm nay vương lâm đã không ăn đồ ăn của nhân gian nhưng vẫn cảm thấy ngon miệng với những thứ mà mẹ tự tay làm trong lúc nói chuyện cha mẹ hắn hỏi thời gian qua hàng nhạc phái có chuyện gì xảy ra hay không Vương Lâm do dự một chút rồi nói dối hàng nhạc phái chuyển diện điểm, sau này mình cũng không thể thường xuyên về nhà. Cha mẹ hắn thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn hắn chú ý sức khỏe. Năm năm vừa qua, trong nhà có rất nhiều thay đổi, nhờ có tứ thúc giúp đỡ, cha hắn đã lấy lại được phần gia sản thuộc về mình, từ đó mà cuộc sống cũng đỡ vất vả. Bây giờ, cha hắn cũng không còn điều khắc gỗ nữa mà thu mấy tên đệ tử để dạy kỹ thuật của mình. Tiểu Lục chính là một trong những tên đệ tử thông minh nhất, cơ bản hắn đã học được khoảng chừng 6 phần kiến thức. Vương Lâm nghe thấy vậy, cười nói: Cha, vừa rồi con nhìn tiểu lục điều khác rất đẹp mà, sao cha lại nói là không được? Cha Vương Lâm hừ một tiếng, nói. Kém xa lắc, những người này không có một người nào có thể so được với ngươi. Lúc ngươi mới 8 tuổi, ta đã dạy ngươi điều khắc gỗ, khi đó còn tốt hơn bọn chúng rất nhiều. Mẹ thiết trụ chỉ mến nhìn con trai mình, nói tiếp. Đúng thế, thiết trụ của chúng ta từ nhỏ đã thông minh hơn người. Mẹ nói con nghe, mấy năm nay có không ít bà mối tới đây. Mẹ nghe nói tiên nhân cũng có thể lập ra thất. Nếu con đã về thì đừng di vội, tốt nhất là cưới cho mẹ một đứa con dâu. Vương Lâm ngẩn người, cười khổ, nói: "Mẹ, con mới có bằng này tuổi, mẹ đừng bận tâm tới việc đó. Danh con, bằng tuổi người trong thôn, con người ta đã chạy khắp nơi rồi đây." Mẹ Thiết Trụ tức giận, trừng mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm sờ mũi, nói: "Mẹ, đây là một việc quan trọng, chờ mấy năm nữa, con sẽ dẫn về cho mẹ một người có được không?" Cha Thiết Trụ thấy bà vợ con định nói tiếp, vội ho một tiếng, nói: "Mẹ nó kìa, con chúng ta là tiên nhân làm sao có thể tìm một người vợ là người bình thường được ý của thiết trụ là tìm một người con dâu là tiên nhân về hiểu chưa mẹ thiết trụ im lặng thầm nghĩ tiên nhân thì có gì tốt là tiên nhân thì năm năm chẳng thấy về nhà một lần nếu ta có một đứa con dâu là tiên nhân thì có khi mười năm cũng chẳng thấy mặt chúng vương lâm cười khổ vừa định mở miệng nói chuyện mẹ hắn liền trừng mắt nói được rồi nghe lời cha ngươi tiểu tử ngươi có lẽ không thích thiếu nữ trong thôn để mẹ xem cuối cùng con có thể đem được cái dạng gì về vương lâm thấy mẹ tức giận vội cười nói bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim mẹ mẹ cứ yên tâm con nhất định sẽ dẫn về cho mẹ một cô vợ thật tốt cơm nước xong cha mẹ vương lâm tiếp tục hỏi chuyện hắn mãi tới tận khuya mới đi ngủ nằm trên giường trong căn phòng nhỏ của chính mình với tu vi bây giờ vương lâm chẳng hề thấy buồn ngủ hắn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ tay phải lấy ra một cái hồ lô uống một hớp to muốn đột phá ngưng khí kỳ đạt tới chút cơ đòi hỏi linh khí quá nhiều có lẽ phải bắt tay và chuẩn bị sớm một chút. Vương Lâm thì thào nói. Đúng thế, tiểu tử, lúc nào thì ngươi định đi tìm tài liệu mang mộc thuộc tính để hoàn thiện nghịch thiên châu. Tư đồ Nam hỏi. Trước tiên cần tìm một nơi gần đây để bế quan, tranh thủ tu luyện tới chút cơ kỳ, đồng thời theo dõi xem chu bằng thế nào, nếu tất cả mọi chuyện bình thường thì chúng ta rời khỏi đây. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói. Một đêm trôi qua, mấy ngày tiếp theo, Vương Lâm vẫn làm bạn bên cạnh cha mẹ, sau khi ở nhà được nửa tháng. Vương Lâm cáo biệt cha mẹ, hóa thành đạo cầu vòng biến mất nơi chân trời lần này ra đi trong lòng vương lâm có chút buồn bã hắn cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể trở về có khi cả đời vốn chỗ thường dùng để bế quan là những cái động nơi vách núi nhưng vương lâm nghĩ kỹ rồi bỏ qua những chỗ như vậy hắn tu luyện khác với mọi người nên phải có nguồn nước nếu không cho dù là nơi có động thiên phúc địa hắn cũng không lựa chọn quan trọng nhất là nơi này quá gần hàng nhạc phong nên rất nguy hiểm vương lâm tìm kiếm khắp xung quanh cuối cùng đến một ngọn núi chọc tìm được một cái động bên trong có nước xung quanh lại có nhiều phân thú chứng tỏ dã thú thường xuyên tới đây sau khi kiểm tra bên trong động một cách kỹ càng xác định không có gì khác hắn liền lập tức dùng dẫn lực thuật điều khiển một số hòn đá phá hỏng cờ động từ đó trong động hoàn toàn bị phong bế vương lâm bắt đầu bế quan tu luyện lần thứ hai thời gian trôi qua cực nhanh trong nháy mắt đã trải qua 4 năm những người trong hàng nhạc phái trên tượng xà sơn từ từ lãng quên vương lâm tất cả đều nghĩ hắn đã chết ở bên ngoài ngay cả lưu văn và lão phụ nhân họ vương cũng cảm thấy có chút tiếc nuối cao hứng nhất chính là lữ tung hắn gần như trở thành đại sư huynh của đám đệ tử nội môn trong môn phái còn về đám người hoàng long chân nhân do không tiếp xúc với vương lâm nhiều lắm chỉ sau khi hắn hiển lộ thực lực mới để ý tới vì vậy sau 4 năm không thấy hắn quay trở lại bọn họ cũng dần quên lãng một năm đầu tiên khi bế quan vương lâm vẫn thường xuyên liên lạc với chu bằng biết được đám cao thủ từ trúc cơ kỳ của huyền đạo tông bế quan sau núi không đi ra ngoài vì vậy mà sự khác lạ của chu bằng cũng không có người nào phát hiện hơn nữa hắn có thân phận là đại đệ tử nên trong đám đệ tử của huyền đạo tông không có người nào dám chọc điều này càng khiến cho hắn dễ dàng dò xét sau khi chu bằng âm thầm giải quyết mấy tên đệ tử có liên quan tới hàng nhạc phái chuyện liên quan đến vương lâm cũng dần bị mọi người lãng quên bên ngoài cái động mà vương lâm bế quan vốn ban đầu chỉ có vài hòn đá nhưng lúc này đã mọc đầy cây cối cho dù lại gần cũng khó có thể phát hiện ra được bốn năm qua nơi này đã trở thành vị trí cho dã thú tụ tập cũng có một số loại dị thú quý hiếm thường xuyên quanh quẩn ở đây mà hấp nạp đúng vào hôm nay trên bầu trời chờ xuất hiện hai đạo cầu vòng chỉ thấy hai nam một nữ điều khiển kiếm quang bay tới nơi này người đi đầu là một trung niên mặc hắc y ánh mắt hắn sắc lóe lên như điện thân thể đứng giữa không trung phát tán hơi thở ra xung quanh giống hệt như một vị tiên dưới chân hắn có một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc trên mũi kiếm lóe ra hàn quang lạnh người tam sư huynh lần này ngươi phải giúp ta chọn một ít tinh thú có linh tính đấy tháng sau là bắt đầu tranh đoạt một suất tiến vào sau núi tỷ thí rồi nếu ta có tinh thú làm kiếm linh thì nhất định sẽ chiến thắng bên cạnh người trung niên có một nữ tử dung mạo xinh xắn hai hàm răng trắng thanh âm giống như tiếng chim hót vô cùng êm tai nếu vương lâm nhìn thấy người con gái đó chắc chắn sẽ cảm thấy quen mắt nàng đúng là cô gái họ từ hơn 4 năm trước đã thẩm mến vương trác 4 năm trôi qua từ một thiếu nữ ngây thơ đã trở thành một người con gái xinh xắn đôi mắt đẹp lại càng thêm mê người ánh mắt trung niên nhân có chút hoảng hốt một lúc sau mới định thần lại vội gật đầu nói sư muội người cố gắng có thể vào được sau núi lần này ta giúp người bắt tình thú xong cũng phải bế quan tiềm tu một thời gian đứng bên cạnh nữ tử là một thiếu niên khoảng chừng tám chín tuổi đang ôm chặt lấy nữ tử khuôn mặt trắng bệch la lớn bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim sư huynh sư tỷ các người bay nhanh quá hai mắt ta không mở ra được đây này nếu tới rồi thì xuống nhanh lên nữ tử họ từ nhoẻn miệng cười nói tiểu sư đệ đáng nhẽ người không nên đi theo đã nói tu vi của người chưa đủ mà ngươi không tin mới có tốc độ như vậy mà ngươi đã không chịu được trung niên nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người một cái rồi trầm giọng nói tiểu sư đệ mặc dù ngươi có tư chất tuyệt hảo nhưng một chút như thế đã không chịu được thì làm thế nào có thể tu tiên được đây thiếu niên hiển nhiên rất sợ người trung niên ngoan ngoãn nói tam sư huynh ta biết mình sai rồi nữ tử họ từ điểm vào chán thiếu niên một cái cười nói tiểu sư đệ người chờ một lát là xong chúng ta bắt tinh thú xong liền trở về môn phái thiếu niên vội vàng gật đầu nhỏ giọng nói sư tỷ ngươi là nhân vật thiên tài của huyền đạo tông chúng ta mới chỉ bốn năm đã từ tầng thứ tư đạt tới tầng thứ bảy của ngưng khí kỳ lần này bắt được tinh thú làm kiếm linh chắc chắn sẽ trở thành cao thủ trong môn phái sau này lý sơn đến bắt nạt ta người giúp ta đấy nhé nữ tử lắc đầu cười khổ nói nếu nói thiên tài thì phải nhắc tới phong sư huynh tu vi của hắn rồi sẽ vượt qua đại sư huynh sắp đột phá tầng 13 rồi còn có liễu mi sư tỷ nghe nói cũng đạt tới tầng thứ 12 bọn họ đều là những đệ tử nòng cốt của huyền đạo tông nên có được tư cách tiến vào sau núi còn ta thì khác ta xuất thân từ hàng nhạc phái vì vậy phải tham gia tranh đoạt một suất mới có hy vọng trung niên nhân đứng bên hưu một tiếng bất mãn nói liễu phong tiểu tử, tử nếu không nhờ tiến vào sau núi thì làm gì mà tu luyện nhanh như vậy năm đó lão tổ phát hiện được phía sau núi của hàng nhạc phái nên mới muốn tới đây nếu không có lão tổ liễu phong làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy mặc dù thiên tư của hắn rất tốt nhưng nếu không có một lượng lớn linh khí thì làm sao mới có mấy năm đã có thể đột phá được nữ tử họ từ thản nhiên cười chuyển đề tài hỏi tam sư huynh ta nhớ bốn năm trước nơi đây không giống như thế này tại sao mới có bốn năm lại có nhiều dị thú trong núi tới đây hít thở như vậy trung niên nhân cúi đầu nhìn một chút trầm ngâm nói nơi này có chút khác lạ hai năm trước đột nhiên xuất hiện linh khí nên mới thu hút không ít dị thú từ sau đó thì thoảng lại phát ra một chút linh khí khiến cho đám dị thú vẫn quanh quần không bỏ đi hai mắt thiếu niên trượt lóe lên một chút nói sư huynh nơi này chẳng lẽ có bảo bối gì đó trung niên nhân khẽ cười nói cũng có một số trưởng lão cảm nhận được nơi đây có bảo vật ra đời nên đến đây dò xét nhưng cuối dùng cho rằng đó là do linh huyệt dưới đất phát tán hoàn toàn bình thường chẳng phải bảo vật nào hết thiếu niên có chút thất vọng thì thảo nói đáng tiếc nếu dưới đó có bảo bối thì tốt biết bao trung niên nhân không cười nổi nói được rồi thời gian không còn sớm ta bắt một con tinh thú có linh tính cao một chút rồi chúng ta trở về nói xong thần thức của hắn lướt qua đám quái thú đông đảo trên mặt đất đã tìm thấy bảy tám con tinh thú đúng lúc này đám dã thú đang hít thở trên mặt đất như bị thứ gì đó kinh động cả đám lập tức đứng dậy thậm chí có con còn phát ra tiếng gầm nhẹ dần dần tiếng gầm càng lúc càng to cuối cùng toàn bộ đám dã thú cùng quay mặt về phía vách đá giống lên trung niên nhân giật mình đang định nói với hai người bên cạnh rời khỏi đây thì đột nhiên một luồng thần thức khổng lồ chợt xuất hiện quét qua một vòng trung niên nhân biến sắc với tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 12 của hắn mà vẫn bị thần thức của người đo nhìn thấu, không hề có chút phản ứng. Nữ tử họ từ đứng bên cạnh hắn cũng tái mặt, kiếm quang dưới chân thoáng cái mất đi linh khí, rơi xuống đất, nàng sợ hãi hô lên một tiếng, ông thiếu niên rơi từ trên không trung xuống. Trung niên nhân cũng suýt nữa thì không thể khống chế được kiếm quang dưới chân, hắn xuất toàn bộ khí lực, nhanh chóng lao tới, nắm hai người đang rơi xuống đất, do phải cố gắng quá sức nên toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Sau khi đáp xuống đất, hắn lập tức ôm quyền, cung kính nói: vãn bối là lịch hải đệ tử của huyền đạo tông không biết tiền bối ở đây tiềm tu mạo muội đến quấy giày xin thứ tội nữ tử họ từ cũng tỉnh táo lại vừa rồi luồng thần thức khiến cho nàng chấn động tâm thần vội vàng cung kính nói vãn bối tử phi đệ tử của huyền đạo tông lúc này thiếu niên tái mét mặt đứng sau nữ tử bám chặt lấy gấu áo không dám nói tiếng nào đám dã thú trên mặt đất cảm nhận được có thần thức quét qua ánh mắt liền lộ vẻ sợ hãi quỳ dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích huyền đạo tông một âm thanh tang thương trầm chậm, chậm vang lên. Trung niên nhân thầm kêu khổ, nếu hắn chỉ có một mình thì khi thấy chuyện không hay đã nhanh chóng thoát đi, nhưng bây giờ còn có sư muội và tiểu sư đệ ở đây, nếu mình bỏ chạy thì sau này chắc chắn sẽ bị sư phụ truy cứu. Bây giờ chỉ hy vọng đối phương e ngại Huyền đạo tông ở gần đây, hơn nữa ba người bọn họ cũng chưa làm gì quá mức. Đối phương nói một câu, xong lại im lặng, trái tim trung niên nhân đập thình thịch, liền cắn răng một cái, thầm nghĩ tính mạng là quan trọng. Nếu đối phương hạ sát thủ, hắn chẳng quản đến người khác bảo vệ mình trước mồ hôi chảy đầy trán nữ tử họ từ trong lòng vô cùng lo lắng mắt thấy khuôn mặt luôn bình tĩnh của tam sư huynh cũng không còn chút máu nàng lại càng thêm sợ hãi do dự một lúc liền cố gắng mở miệng nói tiền bối vãn bối thấy vẫn chưa gây ra chuyện gì với ngài ngài chưa đợi nàng nói dứt thanh âm tang thương đó chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc sau đó ngập ngừng hỏi vừa rồi ngươi nói mình họ từ nữ tử họ từ ngần người cung kính nói đệ tử họ từ thanh âm đó lại trầm mặc một lúc sau đó phát ra một tiếng thở dài, nói Bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim? Người đi đi! Nói xong, trên bầu trời chờ xuất hiện dị tượng, giống như có một bàn tay vô hình phải một cái, nhất thời ba người không tự chủ được bị cuốn ra thật xa. Trung niên nhân tái nhợt mặt mày, trong lòng kinh hãi, vừa rồi, trong nháy mắt, toàn thân hán như bị một thứ gì đó giam cầm, không thể phản khác. Nếu đối phương thực sự có sát tâm thì hắn chết chắc. Quá sợ hãi, hắn không nói lời nào, nắm lấy sư đệ và sư muội, nhanh chóng chạy đi hắn lo đối phương lật lọng vội dùng hết sức hóa thành một đạo cầu vồng biến mất nơi chân trời sau khi ba người bỏ đi trên vách đá chợt phát ra một âm thanh nhỏ sau đó một tảng đá lớn bị đẩy lệch sang một bên lộ ra một cái động tối om một nam tử có mái tóc dài đến lưng chậm rãi bước ra khuôn mặt hắn trắng bóc hai mắt lấp lánh có thần sau khi hắn đi ra khỏi động tất cả đám quái thú đang quỳ trên mặt đất vội rên rỉ ánh mắt cầu xin tha thứ nam tử tóc dài ước chừng hai mươi tuổi ánh mắt lạnh như băng Đỏ mắt liếc đám dã thú một cái cũng không nói gì sau đó hắn lại đưa mắt nhìn hàng nhạc phong xa xa trong lòng có chút cảm khái hắn đúng là vương lâm đã bế quan suốt 4 năm ngưng khí kỳ đã viên mãn từ lâu nhưng muốn đạt tới chúc cơ kỳ quả thật quá gian nan thử vô số lần mà vẫn không được tư đồ người nói phương pháp đó thực sự có thể chúc cơ thành công ánh mắt vương lâm chớp chớp lẩm bẩm đúng thế người quyết định sử dụng phương pháp của ta từ đồ nam đắc ý cười tiếp tục nói ta đã khuyên ngươi từ trước là chúc cơ tuy khó khăn nhưng chỉ cần theo phương pháp của ta là có thể thành công hàn quang trong mắt vương lâm trượt lóe lên nói nhưng với tu vi của ta không thể đánh bại được cao thủ trúc cơ kỳ chứ chưa nói tới bắt sống từ đồ nam cười ha hả nói việc này thì ngươi yên tâm có ta ở đây để cho người trúc cơ thành công thì cùng lắm ta tái hợp một lần chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội ta sẽ giúp ngươi bắt đối phương có diều ngươi nên tìm một người vừa mới trúc cơ thành công mà xuống tay thì ta mới không lãng phí quá nhiều tinh hoa nguyên anh Vương Lâm trầm ngâm một chút, thở dài, cười khổ nói. Tư đồ, pháp thuật đoạt cơ này quá ác độc, nó thần túy là hại người lợi mình, người bị đoạt cơ chắc chắn phải chết. Người đó, ta đã khuyên ngươi bao nhiêu lần rằng tu chân giới quan trọng nhất là thực lực, cái chuyện hại người lợi mình đó ngươi cứ để ý tới thì làm sao mà có thể đạt tới anh biến kỳ. Hừ, nếu ngươi không muốn sử dụng phương pháp của ta cũng được, nếu ngươi có thể tìm được tài liệu mộc thuộc tính để thăng cấp cho nghịch thiên châu, đến lúc đó dùng linh khí mộc thuộc tính tu luyện cũng đủ để trúc cơ hoặc là có một cao thủ viên anh kỳ giúp ngươi nếu không đừng có hy vọng nữa tư đồ nam bất mãn nói vương lâm trầm mặc một lúc rồi nói không biết người khác làm thế nào thì trúc cơ thành công đơn giản nếu trong một môn phái thì chỉ cần có một cao thủ nguyên anh kỳ cũng có thể dùng tu vi của mình trợ giúp đệ tử trúc cơ nếu lão phu còn thân thể thì cũng có thể giúp ngươi ở đất nước chúng ta người có tu vi viên anh kỳ mặc dù không có nhiều lắm nhưng cũng đủ giúp đệ tử môn phái hoàn thành quá trình trúc cơ tư đồ nam hư một tiếng nói Vương Lâm hít một hơi thật sâu, 4 năm qua, vào năm thứ hai hắn đã đạt tới viên mãn tầng thứ 15 của ngưng khí kỳ. Hai năm sau, dốc toàn lực vào để đột phá lên trúc cơ những đáng tiếc vẫn không thành công. Tuy nhiên, thân thể hắn do nhiều lần đột phá trúc cơ nên tu vi do tu luyện trong mộng cảnh không gian không thể hiện ra bên ngoài cũng dần dần thay đổi. Bây giờ nhìn hắn không còn là tầng thứ ba của ngưng khí kỳ nữa mà là tầng thứ 8. Trúc cơ. Vương Lâm thì thảo nói, ánh mắt hắn lóe lên một cái, hạ quyết tâm vương lâm vỗ túi chữ vật một cái liền xuất hiện một thành phi kiếm rất to phi kiếm như có linh tính bay quanh vương lâm một vòng rồi dừng lại trước người hắn vương lâm đạp chân lên phi kiếm thân thể khẽ động liền hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà đi trong nháy mắt đã biến mất đám dã thú đang nằm sấp trên mặt đầu liền nhanh chóng giản tái đảo qua hàng nhạc phong vương lâm chân đạp phi kiếm đón gió vội vã phi hành núi non cây cối thôn trang dần tụt lại phía sau lưng hắn trong nháy mắt sơn thôn bé nhỏ đã hiện ra trong mắt Vương Lâm chỉ liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng vượt qua. Hàng Nhạc Phong nằm ở phía tây bắc của Triệu Quốc, hết sức hẻo lánh, nơi đây, mọi người tụ tập chủ yếu sinh sống trong các thôn trang, mục tiêu của Vương Lâm chính là thành thị lớn nhất phương bắc của Triệu Quốc cách đây cả ngàn dặm, Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành, Vương Lâm nghe mọi người nói qua về nó, nghe nói diện tích của nó rộng vô cùng, là nơi mười vạn quân của Triệu Quốc đồn trú, từ nhỏ, Vương Lâm đã luôn mơ ước được tới Thiên Thủy Thành, muốn được vào đó xem một lần. Trước khi hắn chưa bước chân vào tu chân giới, lý tưởng lớn nhất của vương lâm chính là có thể vượt qua cuộc thi ở huyện sau đó đi tới kinh thành làm quan vương lâm nhớ tới những suy nghĩ ngày trước mỉm cười tốc độ bay vẫn không giảm nhằm hướng tây nam mà đi mười ngày sau vương lâm có phần ngơ ngác hắn cao màu đứng một bên trên quan đạo trong tay hắn vọng lên tiếng cười nhạo của tư đồ nam ta thấy ngươi bay trên trời còn tưởng ngươi biết đường thì ra là cũng không biết vương lâm hử nhẹ một tiếng nói nếu không phải người bắt ta nửa đường đi vào rừng cây thì ta nhất định có thể tìm thấy thiên thủy thành Tư đồ nam cười nói. Dọc đường đi cây cối rất nhiều, không chừng lại có một số thực vật mang mộc thuộc tính sinh trưởng. Ta cũng vì tốt cho ngươi thôi. Vương Lâm đang định nói chuyện chợt ngậm miệng lại, trên quan đạo chờ xuất hiện một đoàn xe ngựa thật dài. Liễu Tam là đại tiêu đầu của Y Vũ Tiêu cục thuộc Thiên Thủy Thành có vóc người mặc dù không khôi ngô cho lắm, nhưng mang lại cảm giác rất mạnh mẽ. Hắn tu luyện khai sơn trường đã đến mức lô hỏa thuần thanh, mặc dù tại Thiên Thủy Thành cũng là một cao thủ hiếm thấy, thậm chí, đông ra đến tận nơi nhờ, hắn cũng không dễ dàng đi theo hộ tống nhưng lần này vận chuyển hàng hóa có điểm đặc biệt hơn nữa khoảng cách quá xa nên đông gia mới nhờ hắn ra tay liệu tam là một người hào sảng kết giao được rất nhiều bằng hữu hệ hắn hộ tống áp tiêu thì cơ bản đám lục lâm đều phải nề mặt một chút lúc này hắn đang ngồi trên lưng ngựa hiếp mắt trong lòng có phần đắc ý chuyến này tất cả hàng hóa đã giao xong mặc dù gặp phải một số kẻ đuôi mù nhưng cũng không có gì nguy hiểm chỉ có duy nhất một lần gặp phải đám lục lâm bằng hữu hai bên đã tuốt kiếm ra nhưng khi nhìn thấy hắn lại thu tay lại điều đó cũng khiến cho hắn có chút tự hào hắn nhằm hờ hai mắt trong lòng hoàn toàn thả lòng bây giờ chỉ cần trở về đến thiên thủy thành là nhiệm vụ đông gia cũng coi như thành công đại tiêu đầu lần này chúng ta áp tiêu thành công ngài nói sau khi trở về đông gia có thể cho chúng ta vài phần hay không một người có khuôn mặt còn trẻ đi bên cạnh liễu tam cười hì hì hỏi đại tiêu đầu lần này hàng hóa quan trọng như thế chắc chắn cũng phải chia cho chúng ta ít nhất một phần một hắn từ mặt đen đi bên cạnh cũng lại cười nói liễu tam trừng mắt nói đông gia có bao giờ dám bớt của chúng ta có gì mà phải lo lắng người có khuôn mặt trẻ cũng không sợ hãi vỗ vỗ yên ngựa cười nói được rồi có những lời này của đại tiêu đầu dương sâm ta hoàn toàn yên tâm hắn tử mặt đen đang cười ha hả định mở miệng chợt biến sắc trầm giọng nói đại tiêu đầu ngươi xem phía trước có phải có người hay không liễu tam chăm chú nhìn chỉ thấy đằng xa như có một bóng người đang đứng giữa quan đạo nét mặt hắn trầm xuống nói dương sâm người đi tới hỏi xem có chuyện gì nếu thiếu tiền thì cho hắn một ít ai ra ngoài cũng đều có lúc khó khăn dương sâm nhếch mép lên tiếng hai chân hắn kẹp mạnh một cái con ngựa lập tức hí lên chạy nhan về phía trước mắt thấy cách đối phương không xa dương sâm chẳng những không chậm lại mà còn giục ngựa lao nhanh hơn liễu tam nhìn đến đây nhíu mày thầm nghĩ dương sâm làm việc gì cũng tốt nhưng chỉ có điều thích phô trương hắn tử mặt đen cười hắc hắc nói dương sâm định hù dọa người ta hay sao có điều thuật cưỡi ngựa của tiểu tử này đúng là rất cao người đứng trên quan đạo chính là vương lâm đang bị lạc đường hắn thấy từ đội xe chợt có một con ngựa lao ra với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã gần tới trước mặt hắn dương sâm đã có thể nhìn rõ diện mạo của đối phương nhìn kỹ thì người đó tuổi vẫn còn trẻ nhưng thần sắc chấn định thấy mình vọt tới vẫn không hề bối rối hắn không khỏi than thầm giật cương ngựa một cái nhất thời con ngựa hí lên một tiếng nhảy sang bên cạnh vương lâm dương sâm liền ôm quyền cao giọng nói tại hạ là dương sâm thuộc uy vũ tiêu cục ở thiên thủy thành bằng hữu có chuyện gì cần giúp đỡ hay sao vương lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái ôm quyền nói tại hạ muốn hỏi phương hướng tới thiên thủy thành nếu có gì quấy dày mong thứ lỗi dương sâm ngẩn người nhìn vương lâm một chút thậm chí hắn còn chú ý cả huyệt thái dương và hai tay đối phương cười nói bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim không có gì chỗ này cách thiên thủy thành không xa không biết huynh đệ đi thiên thủy thành có việc gì dương sâm lại nhìn vương lâm mấy lần lúc này đội xe đã tới gần liệu tam cao giọng hỏi dương sâm có chuyện gì dương sâm quay đầu ngựa lớn tiếng nói đại tiêu đầu có một tiểu tử không biết võ công hỏi đường đi thiên thủy thành liễu tam túm cương ngựa nhanh chóng đi lại tinh quang trong mắt trượt lóe lên nhìn vương lâm một cách chăm chú trầm giọng hỏi không biết quý tính đại danh của bằng hữu là gì vương lâm ôm quyền nói vị tiêu đầu này tại hạ là vương lâm lần đầu tiên xuất môn nên bị lạc đường không biết hướng tới thiên thủy thành mong tiêu đầu chỉ cho một chút liễu tam cẩn thận nhìn vương lâm vài lần đột nhiên hỏi ngươi là học trò theo đuổi khảo thí sao thần sắc vương lâm vẫn bình thường hắn lắc đầu nói tại hạ không có ý định theo đuổi khảo thí mà có chút tay nghề cho nên có ý định tới thiên thủy thành mưu sinh ánh mắt liễu tam hòa hoãn lại hắn hỏi những lời này là vì gần đây có cuộc đại khảo thí thí sinh từ các thôn trấn nhỏ xung quanh đây bắt đầu tụ tập về thiên thủy thành nhưng trên lưu những thí sinh đó đều mang theo những gùi sách còn người trước mặt này tuy thoạt nhìn thì không phải là người có võ công thế nhưng nếu đối phương thừa nhận là thí sinh thì phải chú ý bất quá liễu tam cũng không để việc này ở trong lòng vì vậy cười nói thật là khéo chúng ta cũng muốn tới thiên thủy thành nếu đã gặp thì coi như có duyên bằng hữu chúng ta cùng đi với nhau chứ ánh mắt vương lâm lộ vẻ cảm kích ôm quyền nói đa tạ đại tiêu đầu hắn tử mặt đen quét mắt nhìn vương lâm một cái cười nói tiểu tử ngựa của ngươi đâu vương lâm cười khổ lắc đầu liễu tam đưa ngón tay chỉ về phía xe ngựa phía sau cười nói cảm ơn cái gì đi ra bên ngoài đều gặp khó khăn tiểu tử đi tới đó phải mất ba bốn ngày đường cơ vương lâm ôm quyền không nói hai lời đi tới bên xe ngựa hắn nhìn về phía sau chỉ thấy phía sau còn có hơn 10 chiếc xe ngựa thần thức hơi đào qua phát hiện những xe ngựa này đều trống trơn hắn cũng không tiếp tục để ý mà khoanh chân ngồi xuống dương sâm túm lấy cương ngựa đi tới bên cạnh vương lâm hỏi bằng hữu sao rời nhà mà lại không mang theo hành lý vương lâm lắc đầu thở dài nói gặp phải cướp một lời khó nói hết dương sâm ngẩn người ra nhìn vương lâm một hồi lâu rồi an ủi nói bảo toàn được tính mạng là tốt rồi đầu năm nay không ai yên ổn à trò chuyện một lúc đột nhiên thần sắc vương lâm hơi động ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây phía trước không xa thần thức hơi đào qua nhất thời phát hiện trong đó ẩn giấu hai người bọn họ đang chằm chằm nhìn về phía đội xe mãi cho tới khi đội xe đi qua dạng cây đó cũng không thấy hai người đấy có hành động gì vương lâm trầm ngâm một chút rồi cũng không chú ý tới nữa một ngày lộ trình nhanh chóng trôi qua mắt nhìn thấy mặt trời chuẩn bị khuất núi màn đêm đang dần bao phủ đất trời liễu tam ở phía trước cao giọng nói các tiểu tử ngày mai chúng ta sẽ tiến vào phạm vi thiên thủy thành đến lúc đó đông gia sẽ phái người tới tiếp ứng hôm nay không tìm được chỗ nghỉ chân chúng ta tạm thời nghỉ lại giữa đường sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường chờ đến khi đặt chân tới thiên thủy thành lão tử sẽ mang các người tới tân hồng lâu tìm mấy con bé ở đó chơi đùa đám hán tử lập tức cười to tháo từng con ngựa ra khỏi xe đem chúng buộc lại một chỗ còn những chiếc xe không quay lại thành một vòng tròn làm xong hết những thứ này mọi người bắt đầu trăng lều vải đốt lửa ăn uống rất là náo nhiệt ở xung quanh luôn có 3 đến 5 người luôn đi tuần tra vương lâm xuống xe ngựa liền bị dương sâm kéo tới bên cạnh đống lửa hôm nay gặp gỡ dương sâm đối với vương lâm cảm thấy rất hứng thú thường xuyên khoe khoang những cuộc phiêu lưu của mình vương lâm tỏ vẻ chăm chú lắng nghe một chút hắn càng như thế dương sâm lại càng khoe khoang hơn chờ tới khi đội xe tạm nghỉ mới kéo vương lâm tới chỗ mọi người bên cạnh đống lửa có ba người ngồi ngoại chỉ liễu tam đại tiêu đầu và hắn tử mặt đen ra thì còn có một trung niên thư sinh mặc trường sam sắc mặt người này trắng trẻo ánh mắt lũ thần lộ ra vẻ một con người trí tuệ nhìn thấy vương lâm đến liễu tam cười nói tiên sinh đây là tiểu ta mà ta đã nói với tiên sinh hắn đi tới thiên thủy thành mưu sinh nói xong hắn quay sang vương lâm nói tiểu huynh đệ vị này chính là vương tiên sinh của uy vũ tiêu cục chúng ta ngươi cũng là họ vương xem như cùng một nhà các người hảo hảo tâm sự vương tiên sinh có học thức uyên bác kiến thức rất sâu rộng a à trung niên thư sinh ôn hòa cười nói lão liễu ngưng cũng đừng rát vàng lên mặt ta một chút bổn sự của ta không tính là gì cặp mắt liễu tam đảo quanh một vòng nói ai nói như thế bản lãnh của vương tiên sinh sao có thể coi là nhỏ được tiểu huynh đệ vương tiên sinh giống như thần tiên vậy trên thông thiên văn dưới tường địa lý nhất là về mặt xem tướng lại càng quỷ dị tới mức khó lường bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim Truy cập kênh YouTube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Vương Lâm đưa mắt nhìn trung niên thư sinh một chút, sau đó ôm quyền nói. Tiên sinh chán rộng, hai mắt thông tuệ, hiển nhiên là người rất thông minh. Trung niên thư sinh kinh ngạc nhìn Vương Lâm, cười nói. Tiểu huynh đệ cũng là người đồng đạo sao? Ta xem tiểu huynh đệ dáng vẻ thư sinh, nhưng bên trong lại ẩm hàm long hình chi thế, tiền đồ thật không thể đoán trước được. Vương Lâm cười cười nói giáo thư tiên sinh ở quê có chút nghiên cứu về thuật này ta nhìn qua một thời gian dài cho nên cũng hiểu một chút trung niên thư sinh cười ha hả hán tử mặt đen bên cạnh đột nhiên nói vương tiên sinh người cũng xem cho ta đi ta so với lão đại cũng không nhỏ nữa xem sắp tới có nhân duyên gì không a à? liễu tam cười mắng ngươi dọc đường đi đã hỏi nhiều ít bao nhiêu lần rồi vương tiên sinh mỗi lần xem mặt cho người ta đều hao tổn rất nhiều tinh lực tiểu tử ngươi chớ có làm phiền người hán tử mặt đen cũng không quản tới lời liễu tam mà hắn cứ dựng đôi mắt lên nhìn trung niên thư sinh trung niên thư sinh trầm ngâm một chút mỉm cười gật đầu nói bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim thôi được hôm nay xem cho ngươi một lần dương sâm ngươi cũng không cần phải yêu cần lần này ta sẽ xem hết một lượt cho mọi người dứt lời hắn khép hở hai mắt khi mở ra lập tức trong mắt bắn ra tinh quang sắc mặt vương lâm vẫn bình thường nhưng nội tâm lại hơi động đảo thần thức qua một lượt chỉ thấy từ trên ngực của trung niên thư sinh đột nhiên có xuất hiện một tia linh lực tia linh lực này có chút cổ quái cuối cùng tập trung vào hai mắt của trung niên thư sinh trung niên thư sinh nhìn chằm chằm vào hắn tử mặt đen trong miệng thì thào như đang thầm tính toán cái gì đó một lúc lâu sau, sắc mặt lão hơi hồng nhuận cao mày nói lưu lão ngũ ngươi ở giữa trán có mấy đen gần đây sẽ gặp phải tai họa máu tanh nếu vượt qua thì ba tháng sau ắt sẽ có nhân duyên hắn tử mặt đen sửng sốt một chút rồi lập tức cười to nói tai họa không có việc gì chúng ta là những người sống trên đầu gươm mũi giáo có gặp tai nạn máu tanh cũng không thể tránh được trung niên xoay chuyển ánh mắt nhìn sang dương sâm hồi lâu sắc mặt khẽ biến nói quái lạ như thế nào mà ngươi cũng gặp phải tai ương nói xong lão lại nhìn về phía liễu tam sắc mặt lập tức âm trầm nói không thích hợp thuật xem tướng nhà ta chưa bao giờ phạm phải sai lầm lão liễu ngươi cũng gặp phải tai ương đó nói xong sắc mặt lão nghiêm túc đứng thẳng dậy đánh giá sắc mặt mọi người xung quanh ánh mắt càng trở nên trầm trọng nói lão liễu xem ra tình hình không ổn rồi ta nhìn thấy trên mặt mọi người ai cũng có áng mấy đen trên trán đây tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp ánh mắt liễu tam lập tức nghiêm nghị lại nhìn khắp nơi một chút trầm giọng nói tiên sinh ý tứ của người là tất cả chúng ta ở đây ai cũng sắp gặp phải kiếp nạn sao trung niên thư sinh gật đầu ánh mắt quát qua mặt vương lâm đột nhiên gần người ra dùng sức hơi day day mắt cẩn thận ngưng thần nhìn sắc mặt nhất thời đại biến gương mặt đỏ ửng lên hắn lập tức nghiêng người sang bên cạnh phun ra một ngụm máu tươi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi chỉ vào vương lâm kiều thất thanh ngươi đám người liễu tam ngần người ra bọn họ từ trước tới nay chưa từng thấy vẻ mặt của trung niên thư sinh giống như thế này ánh mắt liễu tam chớp động trả sát hai bàn tay vào nhau hướng về vị trí của vương lâm bước tới trầm giọng nói tiên sinh tiểu huynh đệ hắn làm sao vậy có phải bị chúng ta liên lụy tới nên cũng chịu huyết quang tai ương thần sắc vương lâm vẫn như thường hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn trung niên thư sinh một cái không nói gì một bên tai được ti đồ nam truyền âm tới không nhanh không chậm tiểu oa nhi này có chút ý tứ thuật xem tướng cũng có chút thủ đoạn nhưng đấy là đối với người bình thường thôi còn đối với những người tu tiên chúng ta thì đúng là mua búa trước cửa lỗ ban lão phu đem cảnh giết người diệt môn trước kia chuyển vào trong trí nhớ hắn một lần hắc hắc cũng nên làm cho hắn không tiêu thụ được một chút chỉ trong chốc lát trung niên thư sinh lập tức xuất hạt mồ hôi đầm đìa ánh mắt nhìn về phía vương lâm không còn bình thản như lúc đầu nữa lúc này đã lộ ra vẻ kính sợ hắn nghe được lời liễu tam nói vội vàng khoát tay tiểu huynh đệ này không có quan hệ tiểu huynh đệ ngày sau tiền đồ vô lượng Vương Mỗ đối với thuật xem tướng không tinh thông, không thể nhìn thấu không thể nhìn thấu. Nói xong, hắn cuống quyết chắp tay thi lễ, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Mới rồi hắn chứng kiến một màn, khiến cho tâm thần rung động, quả thực là giống như địa ngục tu la vậy, toàn một biển máu, hơn nữa tất cả mọi người đều như không phải là người, bay lên trời, chui xuống đất không gì không làm được. Trung niên thư sinh từ nhỏ học tập thuật xem tướng gia truyền, kiến thức rộng rãi biết rõ trên đời có tiên nhân tồn tại, rất nhiều chuyện một khi dính vào là gặp họa sát thân. Liễu Tam cao mày, đang muốn nói tiếp thì đột nhiên từ xa truyền tới tiếng hét thảm một chiếc đầu người từ trên không trung vẽ thành một đường cong rơi xuống đất ngay trước đống lửa sắc mặt liễu tam thay đổi hắn nhận ra người này chính là tên hộ vệ phụ trách tuần tra của tiêu cục hắn lập tức đứng bật dậy dương sâm ôm lấy chiếc đầu người trên mặt đất nắm chặt bàn tay lại hét lên nhị cầu cả thể sẽ báo thủ cho ngươi lúc này tất cả các hộ vệ của tiêu cục đều rút binh khí ra ai cũng đằng đằng sát khí nhìn về tứ phía đại hán mặt đen đứng bên cạnh liễu tam ánh mắt lấp lánh thần quang trầm giọng quát vị hào hán nào tới đây không phải không biết quy củ chứ kiệt kiệt một tiếng cường man rợ truyền tới sau đó liên tiếp có những tiếng động vang lên hơn mười hắc y nhân từ dưới nền đất bốn phía đứng lên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trong tiêu cục khai sơn trưởng liễu tam đem đồ vật đó giao ra đây chúng ta sẽ lập tức rời đi nếu không đừng mong có ai còn sống rời khỏi một lão giả có thân hình khô gầy như que củi chậm rãi từ trong đám hắc y nhân đi ra bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim gương mặt liễu tam hơi trầm xuống hắn quát lên ta tưởng ai nguyên lai like là ngốc thiếu tống hành lão già cười khẳng khọc mấy tiếng âm u nói họ liễu kia trước mặt chân nhân không được nói láo uy vũ tiêu cục các ngươi lần này hộ tống hàng hóa vụng trộm mang về một cây nhân sâm 500 năm thứ này các ngươi giao ra thì có thể đảm bảo an toàn không nên để vật ngoại thân liên lụy tới tính mạng của mọi người liễu tam nhíu mày liếc mắt nhìn phía mọi người bên mình nội tâm thầm nghĩ ngốc ưng tống hành này làm sao biết ta cất dấu nhân sâm xem ra trong đám người đồng hành này có gian tế nghĩ tới đây hắn đột nhiên đảo mắt qua nhìn về phía vương lâm cười lạnh một tiếng hắn đánh mắt với hắn tử mặt đen bên cạnh một chút rồi bước lên trước nắm chặt tay lại trầm giọng nói đừng nói là lão phu không có nhân sâm cho dù là có thì với võ công của tống hành người làm sao có thể cướp được nó từ trong tay của ta hắn tử mặt đen ngầm hiểu yên lặng đi tới phía sau vương lâm vương lâm nhướng mày đột nhiên trung niên thư sinh tiến lên phía trước hán tử mặt đen quát ngươi định làm gì tiểu huynh đệ này không phải là gian tế hán tử mặt đen ngẩn người ra đang muốn nói chuyện đúng lúc này ngốc ưng tống hành cười ha hả lớn tiếng nói họ liễu đúng là ta không đánh lại ngươi nhưng hôm đại đương nhiên tự mình xuất thủ người chết chắc rồi nói xong hắn lui lại sau mấy bước cao giọng hô cung nghênh đại đương nhiên giá lâm vừa nói đến đây hắn lập tức thủ phục người trên mặt đất thần thái cực kỳ cung kính hắc ghi nhân bốn phía ai ai cũng cuồng nhiệt thủ phục người trên mặt đất làm theo hành động của tống hành tung hô cung nghênh đại đương niên giá lâm một thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển tới Giao nhân xâm ra nếu không chết lời vừa dứt một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối mang theo nhiệt độ cực cao trong nháy mắt lao về phía một tiêu cục hộ vệ tên hộ vệ này ngay lập tức trúng đòn đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra lập tức thân hình và vũ khí đều trái thành một đống than trong nháy mắt toàn bộ người của tiêu cục đều ngây ra có người chưa kịp nắm chắc vũ khi lập tức bị dọa cho hoảng sợ làm rơi xuống mặt đất ánh mắt dương sâm lộ ra vẻ kinh hãi thất thanh kêu đây đây là loại ám khí gì sóng nhiệt từ trong đống than lan tỏa ra bốn phía làm cho đám hộ vệ sợ hãi bị thiêu chát liền lui về phía sau vẻ mặt liễu tam cũng cực kỳ kinh sợ hắn theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước kinh ngạc nhìn đống than trên mặt đất hồi lâu không nói nên lời ánh mắt hắn từ mặt đen lộ ra vẻ sợ hãi hắn rung rẩy nói tiên tiên nhân thuật pháp hắn tử mặt đen khi còn bé đã từng đến môn phái tu tiên tiến hành thi kiểm tra nhưng do bị loại ra cho nên mới bước chân vào giang hồ thời gian đó đối với hắn đã được ghi vào tận sâu trong tâm khảm cho nên khi thấy hỏa cầu thuật lập tức nhận ra vẻ mặt tống hành vô cùng đắc ý lớn tương nói không sai đại đương nhiên của chúng ta chính là tiên nhân các ngươi còn không mau giao nhân xâm ra tất cả mọi người trong tiêu cục đều đưa mắt nhìn liễu tam ánh mắt họ lộ ra vẻ cầu khẩn nếu là con người bọn họ còn có dũng khí liều mạng chém giết một trận còn gặp phải tiên nhân thì những hán tử này trong nháy mắt lập tức mất đi đấu trí vẻ mặt liệu tam vô cùng đau khổ đang muốn nói gì đó thì đột nhiên thấy hỏa cầu lại vô thanh vô tức xuất hiện nó lơ lửng ở giữa không trung không hề nhúc nhích ánh mắt vương lâm trượt lóe lên hứng thú của hắn đột nhiên nổi lên xem uy lực của hỏa cầu này người làm thuật tuyệt đối không vượt qua tầng thứ 13 ngưng khí kỳ hắn sờ sờ cầm thần thức đảo qua một lần nhất thời đã nhận ra người làm phép đang ở trên một cây đại thụ ở cách đó không xa ý vương lâm ngẩn người ra người làm phép này ước chừng 20 tuổi tu vi đã đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ hai đỉnh phong tùy thời có thể tiến vào tầng thứ ba thanh niên này có sắc mặt âm trầm trên mặt có vết sẹo dài thoạt nhìn trông rất dữ tợn nhưng vương lâm càng nhìn càng thấy quen mắt trung niên thư sinh thở dài nói lão liễu sao ra đi mặc dù là đông gia đã biết nhưng cũng không thể trách cứ chúng ta đối phương chính là tiên nhân chúng ta không cách nào ngăn cản đâu liễu tam do dự một chút bất đắc dĩ từ trong lòng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ đặt ở trên mặt đất hộp gấm vừa mới chạm đất đột nhiên bay lên nó không hề bay về phía trước như tưởng tượng mà lại bay về phía sau rơi vào trong tay vương lâm liễu tam quay đầu lại phía sau nghiến răng nghiến lợi nói người quả nhiên là gian tế sắc mặt dương sâm lộ ra vẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm vương lâm nắm chặt tay về phần hán từ mặt đen thì thu hồi lại ánh mắt của mình hán vừa rồi đã nhìn ra thủ đoạn cầm lấy hộp gấm của vương lâm nó không giống như hành động của con người trung niên thư sinh ngẩn người ra đưa ánh mắt phức tạp nhìn vương lâm thở dài một tiếng lớn mật tống hành biến sắc hắn quát to một tiếng ngay sau đó thân thể nhảy lên tay phải hóa thành trào trộp về phía đầu của vương lâm cử động của tống hành nhất thời làm cho đám người liễu tam không hiểu vì sao liễu tam do dự một chút vẫn không ngăn trở về phần đám người dương sâm thì lui lại phía sau vài bước làm lộ ra thân ảnh của vương lâm ánh mắt vương lâm cũng không hề chú ý tới hành động của đối phương hắn mở hộp gầm ra nhìn chỉ thấy bên trong là một cây nhân sâm nhỏ con cây nhân sâm này tuy nhỏ bé nhưng những sợi dâu xung quanh của nó thì tinh mịn dị thường trên thân cây bị một tấm giấy vàng dán lên nó che đi linh khí của cây nhân sâm lúc này tống hành đã tới gần hắn cười âm hiểm muốn vạn gãy cổ vương lâm đột nhiên thân thể hắn run lên phảng phất như bị một bàn tay vô hình túm được thân thể bị vứt về phía sau nằm sõng xoài trên mặt đất một hồi lâu vẫn không thể dứng dậy một màn quỷ dị trước mắt làm cho mọi người đều ngây người ra vương lâm khẽ tách những tua của nhân sâm ra nhìn kỹ một lúc mới thở dài nói bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nhìn thấy lão bằng hữu sao còn không ra gặp mặt một trận tiếng vang sàn sạt vang lên từ trên cây cổ thụ cách đó không xa người thanh niên lạnh lùng chậm rãi xuất hiện thân thể hắn giống như có một cỗ khí lưu vô hình đỡ lấy đám hắc y nhân trên đường đi tới đều bị đẩy ra xa trừ những thứ đó thì ba hỏa cầu bay trên không trung cũng quay trở lại bên người thanh niên hắc y nhan vừa thấy thanh niên này đều cung kính nói tham kiến đại đương gia thanh niên lạnh lùng cũng không thèm nhìn tống hành miệng đang phun máu ở bên mà nhìn chằm chằm vương lâm trầm giọng nói ta biết ngươi sao không mất thời gian 10 năm thì dung mạo không có nửa điểm biến hóa người rốt cục là ai vương lâm nhìn thanh niên cũng không nói gì mà từ trong túi chữ vật hé ra một chút tấm giấy vàng thanh niên nhân nhìn hoàng chỉ thần sắc hơi biến ảo cẩn thận nhìn vương lâm một chút rồi cao mày nói đây là cái gì ta không nhận ra bằng hữu xin đưa cho ta củ nhân sâm thứ này đối với ta có tác dụng rất lớn vương lâm ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc trong lòng tràn ngập vẻ nghi hoặc thần thức hắn hơi đảo qua một chút lập tức phát hiện trên không có chút khác thường hắn cười lạnh một tiếng cầm nhân châm trong tay ném ra nói thôi vương mũ nhận lầm người trong mắt thanh niên lóe lên quang mang phức tạp đón lấy nhân xâm, trầm giọng nói cảm ơn cáo tử nói xong hắn xoay người định rời đi thì lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen khi những áng mây đen này xuất hiện khiến cho gió bắt đầu nổi lên làm cho đám người uy vũ tiêu cục nhanh chóng lui về phía sau mây đen vừa động rất nhanh đã xuống gần mạnh đất gió ở bên dưới cũng càng trở nên mãnh liệt một bạch y trung niên từ trên đám mây đen xuất hiện đáp xuống mặt đất hắn vừa xuất hiện nhất thời đám hộ vệ tiêu cục đều kêu thảm một tiếng thân thể nhanh chóng bạo phát hóa thành từng đạo huyết vụ huyết vụ sau khi bắn ra tung toái khắp nơi lập tức ngừng kết lại một chỗ hình thành một viên huyết trâu trung niên nhân há mồm hút một hơi huyết trâu bắn vào trong miệng của hắn sắc mặt hắn hơi hồng lên khẽ vút miệng ánh mắt lóe lên quang mang kỳ lạ nói trương hổ nếu đã gặp người quen vì sao lại không dám nhận gương mặt trương hổ hơi thay đổi chút nhưng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường cung kính nói sư tôn đệ tử không nhận ra người này thần sắc vương lâm như thường thần thức hơi đảo qua một chút nội tâm thầm giật mình trung niên nhân này có tu vi đã đạt tới tầng thứ 15 đại viên mãn của ngưng khí kỳ trung niên nhân mỉm cười quay sang vương lâm này nói vị đạo hữu này ngươi nhận thức đồ nhi của ta sao vương lâm bình tĩnh nói nhận thức thì sao mà không nhận thức thì thế nào trung niên nhân hơi ngẩn ngơi ra cẩn thận đánh giá vương lâm một lần đột nhiên hắn nghe răng cười không có gì khác nhau người tuy tu vi mới chỉ đạt tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ nhưng nếu uống được máu của ngươi cũng sẽ làm cho tu vi của ta tăng thêm một chút trương hổ biến sắc đứng ra trước mặt trung niên nhân ngăn cản lại nói sư tôn người này là bạn tốt của đồ nhi mong người hãy buông tha cho hắn ánh mắt trung niên nhân lóe lên hàn quang âm u nói biến đem huyết tinh mà ngươi lấy của con người giao cho ta nơi này đối với ngươi không còn chuyện gì nữa trương Hồ đang muốn mở miệng nói chuyện trung niên nhân đã cười lạnh một tiếng trong miệng lập tức phát ra những từ ngữ khó hiểu gương mặt trương Hồ lập tức không còn chút máu toàn thân co quắp lại thất hiếu trả máu mồ hôi từ trên trán hắn hào ào tuôn ra vương lâm khẽ nhăn mặt dẫn lực thuật tùy ý động hóa thành một bàn tay vô hình to lớn chụp về phía trung niên nhân thần sắc trung niên nhân hơi biến hừ lạnh một tiếng há miệng phung ra một đạo lục quang đạo lục quang này sau khi thoát ra thì hóa thành một thanh tiểu kiếm chém về phía vương lâm dẫn lực thuật của vương lâm đã đạt tới tình trạng lô hòa thuần thanh nó lập tức chia ra làm hai trong đó một cái lao về phía trương hổ một thì đón đỡ thanh phi kiếm thanh tiểu kiếm lập tức rung động quang mang trên nó lóe lên lúc sáng lúc tối sắc mặt trung niên nhân hơi thay đổi hắn nhanh chóng từ trong túi chữ vật lấy ra một vỏ kiếm màu đen không nói hai lời đã tung lên hai tay đánh ra hóa thành vài đạo hồng quang nó vừa mới bay ra lập tức khiến cho dẫn lực thuật đang đón đỡ thanh tiểu kiếm chấn động trong nháy mắt tiêu biến sau khi thoát khỏi khống chế của dẫn lực thuật thanh tiểu kiếm bay ngược lại phía sau hợp với vỏ kiếm tạo thành một bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim bề ngoài thì vương lâm không có biểu hiện gì nhưng trong nội tâm lại cảm thấy chấn động dẫn lực thuật lần đầu tiên mất đi hiệu lực hàn quang trong mắt hắn lóe lên vỗ nhẹ vào túi chữ vật bên người nhất thời từ trong đó liên tiếp bay ra hắc mục điều mục điều vừa xuất hiện lập tức ở giữa không trung ghép lại với nhau tạo thành chiếc roi rắn nhanh như chớp đánh về phía trước vương lâm thanh phi kiếm này có chút cổ quái thanh âm của ti đồ nam vang lên bên tai vương lâm chỉ thấy thanh phi kiếm nọ sau khi ghép với vỏ kiếm lập tức phát ra thanh âm ong ong phảng phất như tạo thành lực cản rất lớn ngay sau đấy màu sắc xanh biết tên thanh phi kiếm đổi thành màu lam thanh phi kiếm bay ra ở trên không trung chém lên chiếc roi rắn chiếc roi rắn là được vương lâm chế luyện mà thành trong lúc hắn bế quan đường ti đồ nam chỉ đạo luyện chế thành vật tùy thân vương lâm điều khiển roi rắn thoát khỏi công kích của thanh phi kiếm đánh về phía trung niên nhân trung niên nhân cười lạnh một tiếng cũng không thèm để ý tới chiếc roi đang đánh tới cánh tay hơi vẫy lên vài cái hắn lầm bầm vài tiếng sau đó thanh phi kiếm hơi rung lên rồi biến mất quỷ dị chỉ trong nháy mắt nó xuất hiện ở bên cạnh trung niên nhân một kiếm chặt xuống đón đỡ chiếc roi rắn trung niên nhân cười lạnh hắn há mồm phun ra một quả huyết trâu màu vàng hạt trâu này vừa xuất hiện lập tức hóa thành kim tuyến chui vào bên trong phi kiếm vương lâm nhíu mày đang định thu lại roi rắn đột nhiên một đạo hư ảnh màu đỏ từ trong phi kiếm thoát ra lấy tốc độ nhanh hơn bản thể chém xuống roi rắn lập tức bị phân làm hai hóa thành hai khối mộc điều màu đen rơi xuống mặt đất ánh mắt trung niên nhân lộ ra một tia sát khí tay phải hơi lộn đánh ra một đạo hồng quang sau đó hai ngón tay chập lại với nhau điểm về phía vương lâm phi kiếm như nhận được lệnh ngưng lại giữa không trung chỉnh mũi kiếm hướng về phía vương lâm phát ra hàn khí âm u lao nhanh tới vương lâm nhướng mày điều khiển bàn tay vô hình đưa trương hổ về phía sau cùng lúc đó thân hình hắn cũng nhanh chóng lui về phi kiếm lúc này bỗng nhiên phát ra hồng quang lóng lánh hư ảnh một lần nữa xuất hiện phi kiếm hơi rung lên nó lập tức thoát ra khỏi mũi kiếm vương lâm chỉ cảm thấy một đạo điện quang trượt xuất hiện hư ảnh của phi kiếm đã nhanh chóng tới trước người hắn vương lâm biến sắc tay phải hơi đào một cái từ trong túi chữ vật tung ra một khối ngọc giản ngọc giản này xuất hiện lập tức hóa thành một tấm chắn màu lam nửa trong suốt tấm chắn này vừa xuất hiện lập tức hư ảnh của phi kiếm chém xuống sau đó tấm chắn rung lên bên trên đó ẩn hiện vết rách hiển nhiên không chịu nổi vương lâm hít sâu một hơi khí lạnh há mồm phun ra linh khí tấm chắn ánh sáng màu lam dần dần bị linh khí bao phủ lấy vết sách ra hư ảnh phi kiếm tạo ra cũng nhanh chóng khôi phục nó khó khăn lắm mới ngăn chặn được công kích của phi kiếm nhưng ngọc giản lại vang lên một tiếng ca trên đó xuất hiện vết sách rất nhỏ ý trung niên nhân mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm vương lâm dùng giọng âm dương quái khí nói xem ra tu vi của ngươi cũng không phải là ngưng khí kỷ tầng thứ tám bất quá cho dù là ngươi có tiến vào trúc cơ kỳ thì cũng đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi thanh phi kiếm này nói xong trung niên nhân nắm chặt bàn tay lại lộ ra một ngón tay nét mặt tỏ vẻ ngưng trọng phi kiếm rung nhẹ lên vài lần và phát ra tiếng kêu ong ong nó nhanh chóng bay ngược lại phía sau một lần nữa chui lại vào bên trong vỏ kiếm lần này so với lần trước thì nó chui vào sâu hơn màu sắc cũng từ lam chuyển thành đen bỗng nhiên trung niên nhân quát to một tiếng phi kiếm lập tức rời vỏ hàn quang trong mắt vương lâm trượt lóe lên đây là trận chiến gian nan nhất kể từ khi hắn bắt đầu tu tiên tu vi của hai bên tranh lệch không nhiều nhưng pháp bảo của đối phương lại có chút quỷ dị thời gian giao chiến tuy không dài nhưng hắn đã liên tiếp rơi vào thế hạ phong tùy thời có thể nguy hiểm tới tính mạng lúc này chứng kiếm lam sắc vi kiếm chuyển sang màu đen hiển nhiên uy lực của nó lại tăng thêm mấy phần nếu chỉ dựa vào ngọc giản để phòng ngự thì không có khả năng chống đỡ hắn không hề do dự vỗ nhẹ lên túi chữ vật ngọc phù cổ xưa từ bên trong bay ra nó lơ lửng ở trước người vương lâm khi ngọc phù này xuất hiện đã tản mát ra hơi thở mát lạnh ngọc phù này chính là do lưu văn cử đưa cho vương lâm để làm pháp bảo bảo vệ tính mạng ánh mắt vương lâm không hề chớp lấy một cái hắn háo mồm phun ra một ngum linh khí hai tay bắt quyết từ trên một ngón tay xuất hiện phủ văn màu vàng sau đó ngọc phủ bay lên cao thần sắc vương lâm không hề thay đổi ánh mắt lạnh như bằng nhìn chằm chằm vào trung niên nhân bên trong ánh mắt còn bao hàm cả sát khí đồng tử của trung niên nhân co rút lại hắn do so dự một chút cuối cùng hung hăng cắn chặt răng há mồm phun ra hai quả kim châu kim châu này trong nháy mắt biến thành những sợi nhỏ chui vào trong phi kiếm lúc này thanh phi kiếm màu đen hơi pha một chút vàng vào bên trong ở giữa không trung nó xoay quanh một vòng rồi thanh phi kiếm mang theo tiếng rít gió chói tai phá không bay về phía vương lâm hàn quang trong mắt vương lâm càng thêm đậm hơn hắn không để ý tới thanh phi kiếm màu đen đang vọt tới ngọc phủ ở trước người không ngừng phát sáng ra những phủ văn màu vàng những phủ văn này vừa xuất hiện lập tức sắp thành một hàng tổng cộng có 9 cái phủ văn phi kiếm màu đen lúc này đã phá không bay tới vương lâm tay bắt pháp quyết chỉ thấy ba phủ văn nhanh chóng lóe lên ánh sáng chói mắt sau đó nó xuất hiện ở bốn phía của phi kiếm ngăn cản thế công của nó. Bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Thanh phi kiếm giống như dã thú bị vây lấy, phát ra những tiếng ong ong, ở bên trong không ngừng lao tới phía trước, mỗi một lần va chạm vào một phủ văn thì ba phủ văn còn lại đều lóe lên kim quang. Sắc mặt trung niên nhân rốt cục thay đổi, hắn kêu lên thất thanh. Đây đây là đan bảo. Đan bảo, Vương Lâm đã từ ti đầu nam nghe nói qua, thế là các thủ kết đàn kỳ chế tạo ra pháp bảo thì thống nhất gọi là đan bảo, hiển nhiên, nếu do nguyên anh kỳ cao thủ chế tạo ra pháp bảo gọi là nguyên bảo ánh mắt trung niên nhân lập tức lộ ra vẻ sợ hãi bàn tay hóa thành trào cách không hút vỏ kiếm quay trở về sau đó thân hình nhanh chóng thối lui lại phía sau vương lâm cười lạnh một tiếng pháp quyết trên tay lập tức thay đổi nhất thời sáu cái phù văn còn lại từng phù văn một bắt đầu triển khai nhằm về phía đối phương lao tới ánh mắt trung niên nhân vô cùng sợ hãi một mặt nhanh chóng lui lại phía sau một mặt từ trong túi liên tục lấy ra ngọc phù muốn tranh thủ cho mình cơ hội thoát thân những đạo ngọc phù đó vừa xuất hiện còn chưa kịp phát huy công hiệu đã bị phù văn màu vàng triệt tiêu không có mấy điểm tác dụng gương mặt trung niên nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng hét lên một tiếng đạo hữu tại hạ là đệ tử của tức mặc lão nhân không đợi hắn kịp nói xong phủ văn thứ nhất đã nhanh chóng tới gần khảm lên trên ngực hắn sắc mặt trung niên nhân ngay sau đó đó bừng lên trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi phủ văn thứ hai vẫn tiếp tục lao tới đánh lên người trung niên nhân làm cho thất khiếu của hắn chảy máu lồng ngực vô thanh vô tức bị xuyên thủng đến khi Phù văn thứ ba lao tới thì thân thể trung niên nhân lập tức vỡ vụn kể các túi chữ vật của hắn cũng theo đó mà biến thành cho bụi chỉ có thanh phi kiếm không hề hao tổn một chút nào nó đang ở giữa không trung lập tức rơi xuống đất vương lâm hít sâu một hơi ngọc phù ở trước mặt chỉ còn lại ba cái phủ văn chúng nó lập tức lui lại phía sau rồi tan biến vào trong ngọc phù mặt khác ba phủ văn đang vây lấy thanh phi kiếm màu đen sau khi trung niên nhân bỏ mình thanh phi kiếm không có người dùng linh lực tác động tới rơi xuống đất chúng cũng chậm rãi ngừng lại vương lâm đưa tay ra ba chiếc phủ văn run rẩy vài cái hai trong ba cái lập tức tiêu tán đi chỉ có một cái phủ văn được vương lâm gọi về trên ngọc phù vương lâm trân trọng đem ngọc phù cất vào trong túi chữ vật ngọc phù này vốn chỉ có tác dụng một lần công kích nhưng hắn bế quan bốn năm lại có ti đồ nam chỉ đạo đã đem công kích ngọc phù chia làm chín lần mặc dù uy lực của nó không còn như trước nữa nhưng lại có thể đem ra sử dụng nhiều lần làm xong hết thảy mọi việc hắn mới thở dài một hơi hồ môi trên trán vẫn chảy dài xuống trận chiến ác đấu này lần đầu tiên từ khi vương lâm tu tiên tới nay có tâm ý hơi động dẫn lực thuật hóa thành một bàn tay to cầm lấy thanh phi kiếm lên cầm nó trong tay cẩn thận xem xét vương lâm không phải là vừa rồi lão phu không muốn ra tay mà là nguyên anh của lão phu có hạn không thể tùy tiện lãng phí hơn nữa ngươi dù sao ngày sau cũng phải trưởng thành cho nên phải trải qua một số trận chiến sinh tử như thế đối với người mới có ích thanh âm của ti đồ nam hiếm khi thấy nghiêm túc vang lên vương lâm gật đầu không nói gì lúc này hứng thú của hắn đang đặt lên thanh phi kiếm ở trên tay thanh phi kiếm này có chút cổ quái tiểu oa nhi vừa rồi không thể phát huy ra uy lực chính thức của nó bất quá bảo bối chính thức lại là vỏ kiếm của nó chứ không phải thanh phi kiếm vì đồ nam giải thích vương lâm đang định nghiên cứu một chút đột nhiên từ phía sau truyền tới một tiếng than nhẹ tay phải hắn lập tức bắt quyết bắn một đạo kim quang lên thanh phi kiếm sau đó mới xoay người lại nhìn thấy trương hổ đang mở to hai mắt sau khi hắn chứng kiến thấy vương lâm thì hơi ngẩn ngơ một chút rồi cũng đứng dậy đánh ra bốn phía cuối cùng ánh mắt dừng lên thanh phi kiếm và vào kiếm ở trong tay vương lâm trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng nói hắn đã chết vương lâm khẽ cười gật đầu nói đúng trương hồ ngươi mới nãy không nhận ta chính vì cố kỵ hắn sao trương hồ đưa tay sờ lên ngực mình nhắm mắt ngưng thần một chút mới hưng phấn nói hắn quả nhiên đã chết vương lâm nơi này không phải là chỗ nói chuyện để ta giải quyết những người này sau đó mới ôn lại chuyện cũ nói xong hắn nhấc tay lên nhất thời ở giữa không trung xuất hiện hòa cầu đám người liễu tam ở xung quanh nhất thời chấn động một màn vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy hết thảy cả đời này cũng nằm mơ cũng không nghĩ sẽ gặp phải lúc này vừa nhìn thấy hóa cầu trên mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi về phần hắc y nhân ở bốn phía đám người này cẩn thận đưa mắt nhìn trương hổ trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim vương lâm nhớ mày đang muốn lên tiếng ngăn cản trương hổ đã tiến lên từng bước ba chiếc hỏa cầu nhanh chóng tản ra mục tiêu cũng không phải đám người liễu tam và uy vũ tiêu cục mà là hắc y nhân ở bốn phía dưới lực lượng tuyệt đối, sinh mạng con người giống như một con kiến hôi vậy, căn bản không có chút năng lực nào phản kích, kể cả tống hành ngã trên mặt đất trong nháy mắt cũng không còn gì. Sóng nhiệt tỏa ra bốn phương tám hướng, kim sắc huyết châu quỷ dị cũng không hề bị tiêu tán theo thi thể, mà nhẹ nhàng bị Trương Hổ hút vào trong người. Đám người Liễu Tam bị sóng nhiệt làm cho cháy hết lông tay, da rẻ hơi nứt ra, nhưng không ai dám cử động. Mắt thấy Trương Hổ tiếp tục tế xuất ba hòa cầu, Vương Lâm trầm giọng nói: "Trương Hổ, không nên tiếp tục giết người." Trương Hổ quay đầu lại nhìn Vương Lâm, nói. Những người này, nếu không giết, sợ rằng bọn họ quay về sẽ nói lung tung. Người vừa rồi giết chết sư tôn ta, hắn là đệ tử thứ sáu của tức mặc lão nhân. Nếu bị truy hỏi, ngươi và ta khó thoát khỏi cái chết. Trung niên thư sinh và mấy người xung quanh nãy giờ vẫn bảo trì tỉnh táo, hắn vội vàng cắn trả răng nói. Hai vị tiên trường, chúng ta nhất định sẽ không nói lung tung, ta. Không đợi hắn nói xong, Trương Hổ nhướng mày cười lạnh nói. Không nói, đến lúc đó không phải là chuyện ngươi muốn hay không? chỉ cần đem hồn phách các người tế luyện một chút mọi chuyện đều có thể biết rõ hắn tuy nói với trung niên thư sinh nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía vương lâm vương lâm trầm mặt một chút song thủ khẽ động nhất thời thanh niên thư sinh và sáu người còn lại đều bị khống chế thân thể đưa tới trước mặt vương lâm trương hổ thu hỏa cầu của mình xuống đứng một bên không nói lời nào vương lâm từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản ngọc giản này chính là khi hắn còn ở hàng nhạc phái cùng với vương hạo tham gia hội giao dịch bản thân phải liều lĩnh sử dụng mấy đoạn khẩu quyết ngưng khí kỳ để trao đổi lúc đầu hắn từng lật qua xem một lần mơ hồ nhớ rằng bên trong đó ghi lại thuật pháp là hóa thần pháp nó có tác dụng xóa đi trí nhớ của đối phương ngưng thần kiểm tra lại một chút cuối cùng kìm được ngọc giản ghi lại hóa thần thuật vương lâm nhìn thoáng qua thu hồi lại ngọc giản ánh mắt lóe lên quang mang đám người trước mặt lập tức rơi vào mê mang chỉ lát sau cả đám đều thường người ngã xuống mặt đất trương hồ thầm than một tiếng há miệng định nói gì nhưng cuối cùng cũng im lặng vương lâm sau khi thi triển hóa thần thuật liếc mắt nhìn trương hồ một cái sau đó thân thể nhanh chóng động hướng lên trên không bay đi trương hổ hít sâu một hơi trong miệng phun ra một viên kim châu hắn đạp lên trên kim châu rồi đuổi theo hai đạo hồng quang ở không trung bay đi một hồi lâu tới khi trương hổ thở hổn hển không còn tiếp tục được nữa mới hạ xuống một đỉnh núi lúc này thần sắc vương lâm vẫn như thường nhẹ nhàng hạ xuống theo trương hổ điều hòa lại hô hấp một chút mới tìm nơi ngồi xuống từ trong túi chữ vật xuất ra hai củ khoai đưa cho vương lâm một củ nói đây là do ta nương người nếm thử xem thế nào vương lâm tiếp nhận củ khoai giờ phút này hắn phảng phất như nhớ lại thời gian 10 năm về trước hai thanh niên đều ở trong một căn phòng của ký danh đệ tử làm quen với nhau năm đó sau khi ta rời khỏi hàng nhạc phái cũng không lập tức quay về mà lưu lãng ở chung quanh một đoạn thời gian định tìm môn phái tu tiên khác để xin vào cuối cùng nhờ cơ duyên xảo hợp ăn vào một loại cây linh thảo làm cho bản thân đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất sau đó ta gặp bạch triền sư phụ của ta hắn thấy ta mới tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất cho nên không ghi ta mà nhận ta làm đệ tử bắt ta giúp hắn sưu tầm máu huyết của con người cùng lúc đó bạch triển đã hạ độc dược vào trong cơ thể ta sinh tử do hắn điều khiển hắn dừng lại một chút sau đó nói tiếp vừa rồi ta sở dĩ coi như không nhận ra ngươi chính là bởi vì hắn ở bốn phía may mắn là ngươi đã giết hắn hắn vừa chết thì độc vật trong cơ thể của ta cũng theo đó mà được tiêu trừ ta cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi trương hổ cắn một miếng khoai đem kinh nghiệm 10 năm qua kể lại một lần vương lâm có chút cảm khái trương hổ nói giản lược nhìn qua rất hời hợt nhưng ánh mắt của hắn mang chút phiền muộn lộ ra mười năm lận đận ánh mắt trương hồ lập tức đổi thành vẻ hâm mộ nói vương lâm mười năm không gặp ngươi có thể giết chết sư tôn ta vậy là đã đạt tới trúc cơ kỳ phi kiếm của sư tôn ra hết sức lợi hại hắn nói qua bản thây mới chỉ phát huy được năm thành uy lực của phi kiếm nhưng dù có như thế thì dưới trúc cơ kỳ cũng không ai có thể thoát nổi vương lâm lắc đầu nói còn chưa tới trúc cơ kỳ thanh phi kiếm này có lai lịch gì ngươi biết không trương hổ kinh dị liếc mắt nhìn vương lâm một cái vẫn chưa hỏi tiếp mà cẩn thận suy nghĩ một chút nói hình như đã đề cập qua một lần ở bên trong một sơn động nhờ vào cơ duyên mà có được hắn luôn rất coi trọng nó được rồi còn thanh kiếm kia sao nó là một bảo bối sư tôn ta đối với vỏ kiếm còn coi trọng hơn thanh phi kiếm mấy lần hai đồ vật này ta nghe sư tôn nói qua ngoại trừ hắn ra trừ phi là cao thủ kết đan kỳ nếu không đừng người nào mong có thể một lần nữa tế luyện vương lâm tìm một hòn đá ngồi xuống trầm ngâm một chút nói nói cho ta chuyện có liên quan tới tức mặc lão nhân kia để chúng ta đề phòng một chút trương hổ há miệng ra nuốt miếng khoai xuống cổ nói tức mặc lão nhân là một tán tu giả nghe nói đã đạt tới kết đan kỳ lần này bạch triển chết hắn nhất định sẽ điều tra người tốt nhất nên lập tức quay về hàng nhạc phái đi ta thì không sao cả cùng lắm thì trốn trong đằng gia thành tức mặc lão nhân mặc dù là kẻ kiêu ngạo nhưng cũng không dám ở trong đằng gia thành làm loạn chỉ cần ta ở trong đó không ra thì hẳn là không có gì nguy hiểm bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh YouTube Di các Phim. Bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh YouTube các Phim. Truy cập kênh YouTube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Vương Lâm cười nói. Hàng nhạc phái bây giờ chỉ là danh tồn thật vong mà thôi. Trương Hổ ngẩn người ra, cười nói. Ta nghe nói, 4 năm trước huyền đạo tông đoạt sơn môn của hàng nhạc phái, bất quá đệ tử hàng nhạc phái không phải đều đã di rời sao? Tại sao ngươi lại không ở trong nhóm di rời? Vương Lâm không muốn tiếp tục đàm luận vấn đề này, hỏi: Đằng gia thành là nơi nào? Trương Hổ vừa cầm củ khoai tây vừa đút vào trong miệng, nói: Đằng gia thành là trọng địa tu chân của một gia tộc phương Bắc, nghe nói có cả nguyên anh kỳ cao thủ, người tu chân nếu muốn vào trong thành đều phải nộp một khối hạ phẩm linh thạch, nếu ở lại thì thì một tháng phải nộp một khối trung phẩm linh thạch. Mấy năm nay ta tích chữ linh thạch cũng được một ít, hẳn là đủ sống ở đó nửa năm. Vương Lâm sờ sờ cầm nói: Trương Hổ, Đằng gia thành này có hội giao dịch không? Trương Hổ gật đầu nói. Có à, mỗi mỗi tháng đều có hội giao dịch rất lớn, lúc đó các tu chân giả ở phụ cận đều đến, người muốn tới đó đổi đồ vật sao? Vương Lâm gật đầu, cười nói. Sao, không chào đón ta đi cùng ngươi à? Linh thạch của ta cũng không nhiều, chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Đằng Gia Thành mà một địa phương ở phía Bắc Triệu Quốc, ở đó có gia tộc tu chân danh tiếng, gia tộc này mới, chỉ được thành lập trong 500 năm gần đây, cho nên vẫn chưa được tham dự cuộc chiến với các tu chân ngoại quốc đồng thời bọn họ còn là khách khanh của vô phong cốc địa vị vô cùng cao quý đằng gia thành bởi vì có một gia tộc như thế cho nên mặc dù không phải đại môn phái tu chân nhưng không phải ai cũng nguyện ý chiêu vào hội giao dịch của đằng gia thành lại càng được các tu chân giả coi trọng hàng tháng đằng gia thành đều vô cùng náo nhiệt vào các ngày trăng tròn nhiều người tới đây hiển nhiên sẽ phát sinh ra một số xung đột thậm chí những người có ân oán từ trước vừa mới gặp mà là lập tức động thủ vì chuyện này làm ảnh hưởng tới trận tự trong thành cho nên đằng gia lão tổ đằng hình sâm mới đưa ra một lệnh cấm phàm là những người ở trong thành nghiêm cấm đánh nhau lệnh cấm này vừa được đưa ra đằng gia thành áp dụng rất nghiêm túc hơn nữa đằng hình sâm đã mấy lần ra tay tiêu diệt hai cao thủ kết đan kỳ hễ là người của đằng gia thành thì ai cũng đều tuân thủ lệnh cấm này rất nghiêm khắc một ngày nọ trên bầu trời bên ngoài đằng gia thành bay tới hai đạo trường hồng hai đạo trường hồng này hạ xuống trước đằng gia thành một người trong đó nói vương lâm bên trong đằng gia thành nghiêm cấm phi hành cùng đánh nhau cho nên chúng ta từ đây đi bộ vào hai người này chính là vương lâm và trương hổ vương lâm đảo mắt qua đánh giá một lần đằng gia thành trước mặt đằng gia thành này kỳ thật không phải là một tòa thành lớn còn xa mấy bằng được quy mô của một thành thị nói nó là một cái thôn trấn cũng không có gì sai ngoài cửa thành có hai người đệ tử của đằng gia đang tươi cười đánh bọn họ phụ trách tiếp đón phát cho người ta thông hành lệnh bài thần thức hơi đảo qua một chút tu vi của hai người này trong mắt vương lâm không hề có chút gì bí mật đều là ngưng khí kỳ tầng thứ ba cùng trương hổ giống nhau nhìn một đoàn thật dài đang xếp hàng đi vào trong thành trong lòng vương lâm cũng không có chút nóng nảy hai người cùng nhau xếp hàng đứng ở cuối hàng vương lâm nhàn hạ dùng thán thức đảo qua dò xét những người đứng trước mọi người đều là ngưng khí kỳ cao nhất cũng chỉ mới tầng thứ 13. đợi một hồi lâu mắt thấy sắp đến phiên hai người vương lâm vào thành đúng lúc này từ phía chân trời đằng xa có một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới từ trên nhân ảnh này tản mát ra hơi thở cường đại thần thức vương lâm hơi đảo qua lập tức trong lòng giật mình người này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn vẻ mặt âm trầm ước chừng 30 tuổi thế nhưng hắn đã đạt tới chúc cơ kỳ trong nháy mắt người này đã tới trước cửa thành tay áo hơi phất lên một luồng gió xuất hiện đại bộ phận mọi người bị luồng gió thổi chúng đều không tự chủ được mà tàn ra xung quanh những tu luyện giả có tu vi thấp lập tức ngã ngồi trên mặt đất thân hình của trương hổ cũng như thế nếu không phải do vương lâm đỡ lấy thì hắn cũng đã bị đẩy bắn đi thật xa rồi vương lâm bị luồng gió thổi chúng cũng chỉ lui lại phía sau vài bước thần sắc vẫn như thường ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn đối phương người nọ hừ nhẹ một tiếng chân vừa đạp vào cửa thành liền đưa ra một cái lệnh bài hai tên đệ tử đằng ra nhìn thấy lập tức tỏ vẻ cực kỳ cung kính một người trong đó lập tức cùng người này đi vào bên trong thành bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim người này có tu vi như thế nào mà chỉ cần vung tay áo lên đã có uy lực như thế trương hổ lộ ánh mắt hâm mộ hỏi chúc cơ kỳ vương lâm lạnh nhạt nói lúc này tới phiên hai người bọn hắn tiến vào trong thành trương hổ đi lên trước nộp ra hai khối hạ phẩm linh thạch cùng với vương lâm tiến vào trong thành trương hổ hiển nhiên đã tới nơi này nhiều lần cho nên dẫn theo vương lâm tìm một khách điếm nộp ra hai khối trung phẩm linh thạch hai người lập tức được an bài hai gian phòng linh thạch cũng không có nhiều lắm chỉ hy vọng vào căn nhân sâm 500 năm này nếu có thể bán với giá tốt đến lúc đó hai ta mỗi người một nửa trương hổ quay sang vương lâm cười nói hai người hàn huyên với nhau vài câu rồi ai tự về phòng của người đó vương lâm khoanh chân ngồi ở trong phòng lấy ra phi kiếm và vỏ kiếm của sư phụ trương hổ nhìn một hồi lâu ánh mắt hắn hợi động ném thanh phi kiếm ra ngoài tay phải bắt quyết một đạo kim quang từ trong phi kiếm lao ra tiêu tán không còn thanh phi kiếm lập tức như được khôi phục lại sức sống lập tức phát ra âm thanh ong ong phi kiếm vừa lao đi như đánh vào một vác tường vô hình sau đó nhanh chóng lộn trở lại phương hướng khác liên tục mấy lần bị bức tường vô hình ngăn trở phi kiếm lập tức phát ra tiếng kêu ong ong liên tục mũi kiếm lập tức hướng về phía vương lâm lao tới thần sắc vương lâm giống như không có chuyện gì xảy ra không chút hoang mang từ trong túi chữ vật lấy ra ngọc phù bảo vệ tính mạng tế xuất lên hai tay hắn bắt quyết Ngọc phù nhất thời lóe lên quang mang, vừa gặp phải quang mang từ ngọc phù phát ra, phi kiếm giống như cực kỳ sợ luồng quang mang đó, nó nhanh chóng lui trở về phía sau. Vương Lâm đưa tay phải lên vẫy, kim quang không tiếp tục truy kích phi kiếm nữa, nó quay trở lại lơ lửng xung quanh thân hình hắn, lại đưa mắt nhìn thanh phi kiếm, nó không dám tiến lên mà quay về bốn phương tám hướng tấn công, tần suất càng lúc càng nhanh. Ánh mắt Vương Lâm không một chút lo sợ, hắn há miệng phun ra linh lực, nó nhanh chóng lao tới vây lấy thanh phi kiếm, thanh phi kiếm lóe lên lập tức biến mất tại chỗ xuất hiện ở cửa phòng đang muốn lao ra ngoài màu sắc của nó nhanh chóng từ đen chuyển thành lam quang mang ảm đạm hơn trước rất nhiều thậm chí ngay cả tiếng kêu ong ong cũng kém đi không ít vương lâm không nói hai lời chỉ tay về phía trước kim quang ở bên người lập tức lao đi trong nháy mắt đuổi tới chỗ thanh phi kiếm phi kiếm kịch liệt sao động bị kim quang áp bức nó chậm rãi lui lại phía sau nhưng rất nhanh lập tức lại lóe lên biến mất tại chỗ xuất hiện ở bên cửa sổ màu sắc của nó lúc này cũng từ lam biến thành lục giống như lúc trước khi vương lâm giao thủ với bạch triển khi chưa tiến vào trong vỏ kiếm ánh mắt vương lâm trượt lóe lên hình như hơi hiểu một chút mỗi lần phi kiếm tiến hành thuấn di hiển nhiên có liên quan tới màu sắc của nó nếu không có linh lực của chủ nhân điều khiển mỗi lần thuấn di làm cho nó tiêu hao rất nhiều linh lực càng là pháp bảo có linh tính lại càng khó tế luyện mặc dù ngươi đã giết chết chủ nhân của nó nhưng phải hao phí rất lớn khí lực mới có thể tế luyện được món pháp bảo đó à thành âm ti đồ nam vang lên đầy vẻ lo âu vương lâm híp hai mắt lại phi kiếm có linh tính hơn nữa còn có năng lực thuấn di chỉ bằng những điều này càng làm cho hắn có quyết tâm muốn tế luyện nó mắt thấy phi kiếm định bay ra khỏi cửa sổ vương lâm không nói tiếng nào đưa tẩy phải lên đỉnh đầu chỉ vào ngọc phù lập tức một đạo kim quang từ trong đó bắn ra hai đạo kim quang một trước một sau nhanh chóng ngăn chặn phi kiếm mặc cho thanh phi kiếm có thể thuấn di một lần nữa thì cũng không thể thoát khỏi kim quang sau ba lần thuấn di màu sắc của thanh phi kiếm đã trở thành xanh nhạt vô luận quang mang tỏa ra từ nó hay tiếng kêu do nó phát ra cũng rõ ràng có thể nhìn ra nó đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu. Không qua bao lâu, phi kiếm không thể tiếp tục ti hành thuấn gì, nó bị hai đạo quang mang bức lui lại phía sau. Vương Lâm chăm chú nhìn thanh phi kiếm, một lần nữa há miệng phun ra một ngụm linh khí, phi kiếm do đã suy yếu nên không có khả năng tránh khỏi bị linh khí bao phủ lấy. Hai đạo kim quang giống như hai con dao lòng xoay quanh ở bên ngoài linh khí, một khi nó phát hiện phi kiếm muốn thoát ra ngoài là lập tức áp sát lại gần, uy hiếp cho phi kiếm, không thể thoát ly. Theo thời gian, phi kiếm tuy dãy ruộng không có tác dụng nhưng nó cũng không có ý định ngừng lại mà ngược lại càng ngày càng kịch liệt linh khí bao quanh nó chậm rãi tiêu tán vương lâm cắn răng một lần nữa phun ra linh khí tài bắt quyết tiếp tục quá trình tế luyện thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua phi kiếm rốt cuộc cũng có dấu hiệu an tĩnh lúc này sắc mặt vương lâm đã tái nhợt đi thời gian một đêm hắn đã không ngừng thổ ra mời đạo linh khí mặc dù với tu vi của hắn đã là ngưng khí kỳ tầng thứ 15 thì rất khó có thể duy trì nhưng bản thân còn có chất lòng linh khí trợ giúp có thể khiến cho tinh thần và thể xác có thể miễn cưỡng duy trì. Ánh sáng ban mai rực rỡ từ cửa sổ truyền vào, Vương Lâm vẫn đang tiếp tục tế luyện, phi kiếm lúc này không tiếp tục dãy ruộng nữa. Nó lơ lửng ở giữa không trung, một tia linh khí mang theo thần thức của Vương Lâm chậm rãi tiến vào trong thanh phi kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên thần sắc Vương Lâm hơi thay đổi, không mất bao nhiêu thời gian ngoài cửa truyền tới thanh âm đập cửa. Vương Lâm, người có muốn cùng ta đi tới khí cụ điếm của đằng gia thành không? Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cao giọng nói. Trương Hổ, ta luyện công đã tới giai đoạn mấu chốt mình ngươi đi đi trương hổ đứng ở bên ngoài phòng hơi ngần người ra hắn trầm ngâm một chút không nói lời nào mà khoanh chân ngồi xuống bên ngoài phòng vương lâm bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim vương lâm cũng không để ý tới trương hổ nữa hắn tiếp tục tế luyện thời gian chậm rãi trôi qua màn đêm một lần nữa phủ xuống hắn đã uống hết ba hồ lô chất lòng linh khí nhưng vẫn không thể tế luyện phi kiếm bất đắc dĩ vương lâm chỉ có thể thỉnh giáo ti đồ nam tiểu tử cuối cùng ngươi cũng phải tìm ta rồi sao hừ ta vẫn chờ mi phi kiếm này nếu ngươi đồng ý bế quan mười năm lại sử dụng số lượng lớn chất lỏng linh khí có lẽ có thể thành công tế luyện ta nói đấy là thuận buồn sôi gió mà trong hiện thức ti đồ nam nói không nhanh không chậm lâu như vậy sao vương lâm nhướng mỏ hỏi đương nhiên đây chính là một kiện đan bảo hơn nữa lại là một kiện thượng phẩm đan bảo hẳn là do một tên kết đan hậu kỳ bị điên trong lúc chuẩn bị hóa anh đã không để ý tới an nguy của bản thân thậm chí đánh cược với quá trình kết anh lợi dụng khoảnh khắc kết anh thiên địa dung hợp trong nháy mắt hao phí đại lượng linh khí bản thân mà chế tạo ra kiện vũ khí này đây thực sự là một tên điên năm đó lão phu cũng muốn làm như thế nhưng cuối cùng do dự và không đủ dũng khí phải biết rằng nếu kết anh thất bại thì đã đành nhưng nếu sai lầm sẽ dẫn tới thần thức tiêu tán chết không có chỗ chôn thây bạch triển nhất định là do được người chế tác phi kiếm trợ giúp cho nên mới thành công tế luyện thành vật phòng thân nếu lão phu còn có thân thể tự nhiên có thể dễ dàng tế luyện chỉ là bây giờ không có cách nào khác bất quá Ti đồ Nam chậm rãi nói, "Vương Lâm bây giờ đã rõ ràng tính tình của Ti đồ Nam, lão gia hỏa này đặc biệt thích khơi gợi tò mò của người khác, hắn cũng không nóng nảy, bình tĩnh chờ đối phương nói nốt. Một lát sau, Ti đồ Nam thở dài, nhẹ giọng nói, "Quên đi, ta nói cho ngươi biết, nếu sử dụng phương pháp bình thường để tế luyện thanh phi kiếm này sẽ hao tốn thời gian rất lớn, ta dạy ngươi một phương pháp khác, gọi là huyết luyện thuật, chỗ tốt chính là nó làm cho thanh phi kiếm ngay lập tức trở thành vật của mình, khuyết điểm chính là nếu thanh phi kiếm bị hao tổn" như vậy sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của ngươi loại phương pháp tế luyện này so với các phương pháp khác thì nghiêm trọng hơn mấy lần vương lâm hơi trầm ngâm một chút nói nói đi phương pháp huyết luyện thuật này thi triển như thế nào ti đồ nam vừa định thu hút hứng thú của vương lâm nhưng tiểu tử này lại không chút chú ý tới hắn vì vật hắn dứt khoát nói ra phương pháp nhưng cuối cùng lại đưa ra một điều kiện kèm theo lão tử đã rất nhiều năm chưa được chạm vào nữ nhân người kiếm cách nào đó làm cho ta đã nghiền một chút dù là nhìn thôi cũng được vương lâm từ chối cho ý kiến hắn dựa theo phương pháp của ti đồ nam để thực hiện hai tay lần lượt bắt quyết theo một phương pháp quỷ dị sau đó cắn lưỡi phun ra một chút máu tươi rồi dùng linh lực bao lấy pháp quyết trên tay lại được hắn thay đổi lập tức ở trên không xuất hiện một loại phù văn kỳ quái loại phù văn này vừa mới hiện ra lập tức gặp tới đám máu đang lơ lửng ở trên không trung huyết vụ ở giữa không trung không ngừng xoay chuyển nó bị những phù văn hút vào bên trong dần dần phù văn đã có màu đỏ như máu càng lúc càng đậm ánh mắt vương lâm hơi lóe lên quang mang tay trái cách không vỗ một trường phù văn màu đỏ nhất thời án lên phi kiếm phi kiếm bị phù văn chạm phải lập tức rung lên từ trên thân kiếm thoát ra bạch khí nhẹ nhẹ vương lâm lại tiếp tục phun ra một búng máu tươi ánh mắt hắn lô vẻ uể oải nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định tay phải tiếp tục bắt quyết phù văn kỳ dị không ngừng xuất hiện hút lấy máu tươi rồi dung nhập vào thanh phi kiếm quá trình này liên tục xảy ra trong mấy canh giờ mãi cho tới sáng sớm ngày thứ ba một tiếng kiếm minh từ phòng vương lâm chuyển ra ngay sau đó nó liền tiêu tán trương hổ đang khoanh chân ngồi ở ngoài cửa đứng bật lên vương lâm mở cánh cửa phòng ra mỉm cười nhìn trương hổ tâm tình hắn cực kỳ vui sướng nói trương hổ đa tạ trương hổ đưa ánh mắt kỳ quái nhìn vương lâm nói người tu luyện công pháp gì là ta lại có thể nghe thấy cả tiếng kiếm minh vương lâm há miệng ra một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc từ bên trong miệng hắn bay ra từ trên đó tỏa ra hàn ý kinh người kiếm này vừa xuất hiện cũng lập tức khiến cho bốn phía tràn ngập một cỗ hơi thở như máu tanh trương hổ ngẩn người ra hắn thất thanh nói đây đây thật sự là thanh phi kiếm của sư phó ta sao người đã thành công tế luyện ý như thế nào mà từ trên nó lại xuất ra mùi máu tươi nồng nặc như vậy bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim vương lâm hơi gật đầu tay phải vẫy lên một cái thanh phi kiếm một lần nữa trở lại bên người bị hắn nuốt vào trong miệng đối với cỗ khí tức tăng máu này vương lâm cũng cảm giác hơi tức giận sau khi quá trình huyết luyện thành công ty đồ nam nói cho hắn biết bất kỳ pháp bảo này trải qua quá trình huyết luyện đều nồng nặc mùi máu hơn nữa ngày sau nếu nó giết người càng nhiều thì mùi đó sẽ càng trở nên nồng đậm trương hổ ngơ ngác nhìn thanh phi kiếm biến mất một lúc lâu sau mới nói vương lâm ta xe như phục ngươi rồi có thanh phi kiếm này thì rất ít người có thể thương tổn được ngươi năng lực hay nhất của thanh phi kiếm này là nó có thể thuấn di tùy theo năng lực của chủ nhân khoảng cách thuấn di sẽ càng lúc càng gia tăng hơn nữa dưới tình huống xuất kỳ bất ý tuyệt đối là vũ khí giết người trong nháy mắt hai người hàn huyên vài câu trương hồ liền cáo từ trước khi đi hắn nói cho vương lâm biết ba ngày sau chính là ngày bắt đầu hội giao dịch để cho hắn kịp thời chuẩn bị Trương Hổ đi rồi, Vương Lâm từ trong túi chữ vật lấy ra chiếc vỏ kiếm, chiếc vỏ kiếm này ngay cả Ti Đồ Nam cũng thấy làm kỳ lạ, không biết làm pháp bảo thuộc dạng gì. Vương Lâm trước đây vốn tưởng vỏ kiếm và phi kiếm là một thể, nhưng sau khi tế luyện xong thanh phi kiếm mới phát hiện ra nó là hai loại bất đồng. Vỏ kiếm này trông cổ kính, từ bên trong nó lộ ra sát khí, càng nhìn kỹ, luồng sát ý đó càng lớn hơn, dần dần Vương Lâm rơi vào trong một thế giới kỳ lạ, ở trong đầu hắn ngoại trừ vỏ kiếm ra là một khoảng không trống rỗng đây là một thanh cổ kiếm rất khó có thể tưởng tượng đến được một cỗ hơi thở yêu dị tràn ngập thanh kiếm này làm cho người ta không thể chìm đắm vào trong đó một lúc lâu sau vương lâm mới dần thức tỉnh ánh mắt chấp động như vẻ đã hiểu ra điều gì đó ba ngày sau đằng ra thành phồn hoa có rất nhiều người tu tiên đến đây khung cảnh rất là náo nhiệt trương hổ và vương lâm đã sớm ra khỏi nhà trọ đi dạo xung quanh thành bởi vì muốn bán nhân sâm cùng vương lâm thương lượng một lát sau đó một mình rời đi vương lâm tản bộ trong thành nhìn ngắm hết quầy hàng này đến quầy hàng khác cũng có một số pháp bảo làm hắn thèm muốn nhưng đối phương ra giá quá cao trong túi vương lâm lại không có nhiều đành ngượng ngùng rời đi đang đi tới đột nhiên hắn dừng lại phía trước có một quầy hàng của một tu chân giả mặt trước bày rất nhiều ngọc phù và phi kiếm còn có một cuộn sách trên quyển sách này viết mấy chữ những nghiên cứu tâm đắc về trận pháp trận pháp vương lâm xoa xoa cầm cầm quyển sách lên thấy nó khá dày tầm khoảng năm sáu trang trong chứa đầy chữ viết chủ yếu là chữ nhỏ và còn có các đồ án giải thích. 10 khối trung phẩm linh thạch, không mua thì đừng có lộn xộn. Chủ nhân quầy hàng là một thanh niên tầm 30 tuổi, hắn nhướng mày, chậm rãi nói. Toàn bộ tài sản của hắn bây giờ cũng chỉ có 10 khối trung phẩm linh thạch. Vương Lâm trầm ngâm một lát, lật đi lật lại mấy lần, thấy đôi phương có chút không kiên nhẫn, lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch để trên mặt đất, cầm lấy quyển trận pháp, xoay người rời đi. Lại giao quanh các quầy hàng thêm một vòng, Vương Lâm gặp được khá nhiều tài liệu có mộc thuộc tính, nhưng đều có giá rất cao, ngoài ra còn có một khối thiết mộc có giá đắt vô cùng một ngày nhanh chóng qua đi màn đêm buông xuống vương lâm trở lại nhà trọ hắn đang định đi vào đột nhiên lông mày nhướng lên vội dừng chân bình thường nhà trọ đều rất đông đúc nhưng hôm nay lại yên lặng một cách lạ thường vương lâm vội buông thần thức ra lập tức sắc mặt khẽ biến cả nhà trọ đã bị một cỗ thần bí hơi thở bao trùm như là sương mù ngăn cản thần thức của vương lâm vương lâm lập tức bạo lui dẫn lực thuật bao lấy toàn thân như tên rời cung nháy mắt bay ra xa hơn mười thước a à, phản ứng rất nhanh một thanh âm kinh ngạc thản nhiên vang lên sau đó một người từ nhà trọ bước ra người này khoảng 25-26 tuổi mắt tinh mày kiếm đi phục trắng như tuyết ở tay áo còn thêu một cành cây màu đen hắn nhìn vương lâm đang nhanh chóng lùi ra xa cười lạnh nói đằng giáp hai người các ngươi chờ trương hồ trở về phế tu vị của hắn rồi đưa đến đại lao ta sẽ bắt tên tiểu tử thông minh này trở về dứt lời hai thân ảnh hư ảo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn dần ngưng thật hóa thành hai lão già một người trầm giọng nói thiếu chủ hai người này dù sao cũng đang ở trong đằng gia thành làm như thế sẽ phá hủy quy củ do lão thái gia lập nên nếu lão thái gia hỏi tới bạch kỳ thanh niên nhướng mày nhìn chằm chằm về hướng vương lâm đang bỏ chạy nói nếu là thái gia ra hỏi liền nói rằng trương hồ câu kết với ngoại nhân hại chết chính ân sư của mình ta làm sao có thể buông tha cho hai kẻ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế cơ chứ nói xong thân hình hắn nhanh chóng bay lên vội theo phương hương vương lâm bỏ chạy đuổi theo hai lão giả thấy hắn ta rời khỏi liến hóa thành hai đạo hư anh biến mất ngay tại chỗ bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Vương Lâm phát huy cực hạn tốc độ của bản thân, nhanh chóng bay đi. Nháy mắt, hắn đã gần ra ngoài đằng gia thành. Khi sắp ra khỏi cổng thành thì đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh trên đầu tường, cao giọng quát. Bên trong đằng gia thành nghiêm cấm phi hành, đạo hữu xin dừng lại. Lúc này nguy cơ rình rập, Vương Lâm cũng bất chấp việc bại lộ linh khí tuyển thủy, tay phải vừa lật, xuất ra một hồ lô chứa linh khí tuyển thủy, uống lấy một hớp, linh lực trong cơ thể lập tức gia tăng. Hắn hít một hơi thật sâu, thân thể ngay lập tức lao đi với tốc độ gấp đôi lúc trước mấy đệ tử của đằng gia ngăn trở phía trước đều biến sắc nhưng vương lâm vung tay lên khoách tán dẫn lực thuật mấy tên đệ tử phía trước đều bị hắn ném sang một bên với khí thế như trẻ tre vương lâm thoát ra ngoài thành bởi vì hành động lúc trước của hắn có hơn 100 đệ tử của đằng gia đạp pháp bảo đuổi theo vương lâm cảm giác chua sót đến bây giờ hắn đều thấy mơ hồ không biết trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì mà khi mình về nhà trọ đối phương đã đợi sẵn mình rồi nếu không phải hắn quyết định nhanh thì lúc này chắc đã lành ít dữ nhiều về phần trương hổ hiện tại vương lâm tự thân cũng khó thoát không suy nghĩ quá nhiều hy vọng hắn có thể phúc dày ra khỏi đằng gia thành vương lâm theo hướng nam phóng đi phía sau rất nhiều đệ tử đằng gia đuổi theo không rời đúng lúc đó từ phía đằng gia thành có một đạo cầu vòng quán không mà đến có hơi thở siêu việt những đằng gia đệ tử đang đuổi theo hương vương lâm bổ ra một kiếm một đạo như thực chất phi kiếm được ngưng tụ mà ra mang theo nồng nặc sát khí từ không trung chém xuống nháy mắt thiên địa biến sắc vô số tử sắc lôi cầu ngưng tụ ở trong không trung theo phi kiếm hạ xuống ra đầu vương lâm run lên tư đồ nam quát đây là nguyên bảo vương lâm thu lại tâm thần lão phu mang người thuấn gì liều mạng thôi tinh thể màu lam từ ngực vương lâm cấp tốc khoách tán bao phủ lấy toàn thân lúc này cự kiếm chém xuống mặt đất vang lên từng trận ầm ầm xuất hiện rất nhiều vết rách theo sự xuất hiện từ sắc lôi cầu trong phạm vi khoảng 100 thước hình thành một mảnh lôi quang sóng điện ngay khi cự kiếm chém xuông thân thể của vương lâm đã biến mất xuất hiện ở 300 thước ngoại, vừa xuất hiện trở lại, Vương Lâm lập tức hướng về phía trước bỏ chạy. Thanh âm của Tư Đồ Nam có chút suy yếu, hắn tức giận mắng, tên tiểu, Từ khốn kiếp này tuổi còn trẻ mà không ngờ đã đạt tu vị trúc cơ hậu kỳ. Nếu ngươi đã đạt đến trúc cơ kỳ, lão phu còn có thể mượn thân thể ngươi phát huy một ít đại pháp thuật, nhưng lấy tu vị ngưng khí kỳ của ngươi bây giờ, dù có lão phu hỗ trợ thì nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể phát huy tu vị trúc cơ trung kỳ mà thôi. Đang lệ nhướng mày, nhưng lập tức giãn ra cười nói, tu vị dưới kết đan kỳ, có thể né tránh không tổn hao gì dưới kiếm của đằng lệ ta thì ngươi là kẻ đầu tiên nếu không phải đã đáp ứng mặc sư huynh thì ta cũng không muốn giết ngươi đâu Phương lâm cũng không dám quay đầu nhìn lại nhanh chóng chạy trốn lúc này đây linh lực tiêu hao quá lớn đành xuất ra hồ lô uống một ngụm lớn tốc độ lại nhanh thêm vài lần hàn quang trượt lóe trong ánh mắt của đằng lệ âm trầm nói để xem ngươi có thể thuấn di đến mấy lần nói xong tay phải hắn chỉ ra không trung lại xuất hiện một hắc ám cự kiếm bóng kiếm múa trên không tất cả những quả cầu lửa lập tức chuyển động từng tiếng nổ vang lên rồi bất ngờ chém xuống tư đồ nam không đợi cho vương lâm phân bua mắng vài câu rồi mang theo vương lâm biến mất sau đó xuất hiện ở một nơi rất xa đằng lệ nhíu mày hét một tiếng lạnh lùng tay phải chỉ vào phi kiếm phi kiếm nhanh chóng quay đầu rồi rơi xuống chân hắn hắn nhặt lên rồi lập tức đuổi theo như hai tia chớp lao đi trong không trung hơn một trăm đệ tử của đằng gia lập tức đuổi theo nhưng cũng không thể nào đuổi theo được hai người ở phía trước nên đành dừng lại bất lực nhìn hai người biến mất đằng lệ càng đuổi theo trong lòng càng kinh hãi tuy tốc độ của trúc cơ đã nhanh vô cùng nhưng mỗi lần chuẩn bị đuổi kịp người phía trước thì hắn lập tức thoát đi đối thủ càng như vậy sát khí trong lòng đằng lệ càng nặng dịch chuyển tức thời là chiêu thức độc của nguyên anh kỳ đối thủ liên trúc cơ cho dù có thể dịch chuyển tức thời nhưng vẫn chưa đạt được cảnh giới cao nhất trong ý nghĩ của đằng lệ đối thủ nhất định có pháp bảo gì đó nghĩ đến đây hắn nghiến rằng trong đầu hắn nặng chịu ý nghĩ giết người cướp pháp bảo bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim hắn và trần trung đại đệ tử của tức mặc lão nhân là bạn tri kỷ vài ngày trước hắn nhận được phi kiếm truyền âm của đối thủ muốn hắn giúp đuổi giết hai người trong đó một người tên là trương hổ chính là đệ tử của trần trung tên trương hổ này liên thủ với người ngoài giết sư phụ trong khi ngũ sư đệ của hắn chết tức mặc lão nhân lập tức cảm nhận được nhưng trương hổ không biết cơ thể của ngũ đệ ngoài chúng thúc độc còn có một bí kíp mà tức mặc lão nhân dùng để khống chế các đệ tử chỉ cần thông qua bí kíp này tức mặc lão nhân có thể biết mọi chuyện rõ như trong lòng bàn tay trong cơn giận dữ dùng bí kíp này lần ra hiện giờ đối thủ đang ở đằng gia thành lập tức phá trần trung xuống núi đi bắt tên trương hổ chỗ của trần trung cách khá xa thế là hắn dùng kiếm truyền thư cho đằng lệ nhờ đằng lệ thay mình ngăn chặn việc này khi đằng lệ kiểm tra phát hiện ra trương hổ quả nhiên đang ở đằng gia thành tên đi cùng hắn chắc chắn là đồng bọn thế là hắn liệu tính trước mọi việc hắn vốn chỉ muốn hỗ trợ một chút nhưng bây giờ đằng lệ đã hạ quyết tâm bất kể thế nào cũng phải giết bằng được vương lâm đoạt lấy bảo bội giúp hắn dịch chuyển tức thời nghĩ đến đây hắn tăng tốc đuổi theo vương lâm uống một hớp linh khí mặt hắn như lóe lên há miệng phun ra một dải màu xanh dải màu xanh vừa xuất ra xung quanh nồng nặc mùi tanh của máu ngay sau đó hắn phóng tia màu xanh ra phía sau vương lâm vẫn không dừng lại vẫn bay nhanh về phía trước đằng lệ ở phía sau nhìn được rất rõ hắn không để ý đến giải sáng màu xanh cười nhạt ngón tay trỏ phải vung lên lập tức một quả cầu lửa xuất hiện lao thẳng về phía giải sáng màu xanh trong khoảnh khắc quả cầu lửa và giải sáng màu xanh chạm vào nhau vang lên một tiếng nổ rất lớn đang lệ khinh miệt không thèm nhìn nữa nhưng ngay lúc đó phía trước hắn 10 mét bỗng lóe lên giải sáng màu xanh lập tức đâm vào người hắn quần áo của hắn rách tan không còn một mảnh để lộ ra quần áo giáp bằng vàng ở bên trong Giải sáng màu xanh vừa chạm và bị bộ áo giáp chặn lại liền bật ngược trở lại rồi tan biến mất vương lâm khẽ kêu lên tiếc nuối tay phải vung lên thanh lục kiếm liền xuất hiện giữa hai ngón tay của hắn đầu không thèm ngoảnh lại tiếp tục chạy đằng lệ mồ hôi ra đầm đìa trên trán những cảnh vừa rồi quá ư nguy hiểm cho dù trúc cơ có tu luyện đến mấy nhưng nếu như bị phi kiếm đâm phải chắc chắn sẽ bị trọng thương mà thanh phi kiếm này không phải tầm thường bản thân mình mà bị kiếm đâm phải sẽ chết ngay tại chỗ đằng lệ sờ lên bộ giáp trên người mà ông nội để lại cho hắn hắn thấy thật may mắn nhưng ý đồ truy sát vương lâm càng mạnh mẽ ánh mắt hắn lạnh lùng miệng lầm bẩm ngoài bảo bối giúp dịch chuyển tức thời còn có phi kiếm tuyệt diệu thằng danh này tất cả những thứ trên người ngươi sẽ là của ta ba ngày sau ở một nơi trên sa mạc vương lâm mặt mũi đầy bụi cát hắn ngửa cổ một hơi hết linh khí trong chiếc hồ lô đau lòng lẩm bẩm linh khí thần kỳ đã không còn nhiều nữa cứ như thế này chẳng mấy chốc sẽ hết sạch cần phải bổ sung nhanh chóng tiểu tử lão phu không đi được nữa ba ngày qua đã dịch chuyển tức thời quá nhiều nguyên anh ta bị tổn thương rất nhiều giọng nói của tư đồ nam đã vô cùng suy yếu vương lâm quay đầu lại nhìn xa xăm trong mắt lộ ra sát khí hắn lạnh lùng buông một câu hắn đã đuổi tới nơi rồi nói rồi hắn vỗ vào túi bảo bối một thanh lục kiếm bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng của lục kiếm hơi mờ trên bề mặt có một số vết thương tích ba ngày qua vương lâm nhiều lần rút kiếm ra nhưng đằng lệ đã có sự cảnh giác nên việc đánh lén càng thêm phần khó khăn nhất là áo giáp hộ thân của hắn có lực cản vô cùng lớn cho dù là lục kiếm sắc nhọn đến mấy cũng không thể đâm được vào người hắn sau khi lao phi kiếm hắn nhìn xung quanh bỗng nhiên phát hiện ở phía tây có cánh rừng kéo dài bất tận phía trên cánh rừng là một màn xương khói dày đặc không thể nhìn rõ bên trong hắn có vẻ trầm ngâm không nói một lời liền chuyển hướng bay về phía tây trong nháy mắt đã đến bìa ngoài của cánh rừng hắn hạ mình xuống đất đi thẳng vào trong rừng vương lâm biết rõ chất lỏng thần kỳ của mình đã dùng hết khả năng dịch chuyển tức thời của tư đồ nam hiển nhiên cũng không còn nếu như tiếp tục bay trên không sớm muộn cũng bị đối phương đuổi kịp chi bằng đi bộ trong rừng cho dù không biết vì sao bên trên cánh rừng này lại dày đặc một màn xương khói nhưng lúc trước hắn nhìn màn xương khói này phát hiện khi nhìn vào màn xương này giống như rơi vào vũng bùn khả năng cử động nhỏ dần xuống còn vài chục mét Vương Lâm vào rừng không lâu, một giải cầu vùng lao đến, bay lượn phía trên cánh rừng vài vòng sau đó từ từ hạ xuống đất, lộ ra đằng lệ với bộ giáp bằng vàng sáng chói. Lúc đó trên khuôn mặt của đằng lệ lộ ra vẻ mệt mỏi, ba ngày truy sát không ngừng nghỉ, nguyên khí bị tổn thương rất nhiều. Nếu như trong túi của hắn không có linh dược thì có lẽ đã sớm bỏ quay về rồi, nhưng bảo bối trong tay của đối phương cứ dày vào tâm can hắn, làm hắn hận không thể lập tức đuổi theo giết chết Vương Lâm, cấp bảo bối của hắn khi hắn bắt đầu truy sát vương lâm hắn cũng không tưởng tượng được lại khó khăn như vậy nhất là khi đối phương thi chuyển dịch chuyển tức thời hắn mặc dù giật mình nhưng hắn tự nhủ liên trúc cơ vẫn chưa đến bay lâu như vậy nhất định sẽ tổn hao nguyên khí dựa vào sức lực lúc sau của trúc cơ bây giờ có thể dễ dàng giết được vương lâm bạn đang xem tiên nghịch được thuyết minh tại kênh youtube di các phim thế nên mặc dù liên tục đuổi theo nhưng đằng lệ không hề vội vàng bình tĩnh đợi đến khi nguyên khí và sức lực của đối phương hao tổn sẽ chỉ cần một nhát kiếm giết chết vương lâm nhưng ngày thứ hai khi đuổi giết vương lâm hắn đã phải từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ này tốc độ của đối phương khổng những không hề giảm đi mà càng ngày càng nhanh điều này làm hắn không thể nào giải thích được cùng với sự quan sát của mình hắn cảm thấy kinh ngạc hắn nhiều lần nhìn thấy vương lâm cầm ra một cái hồ lô mỗi lần uống hết chất lỏng trong hồ lô tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều ý nghĩ phải giết chết vương lâm càng lớn hơn đằng lệ đứng ở phía ngoài cánh rừng bắt không ngừng quan sát trong đầu có chút do dự hắn nghĩ thầm trong lòng cánh rừng hoang dã này thật thần bí quanh nam bị sương mù bao phủ ông nội hắn đã từng dặn không nên đi vào khu rừng này bây giờ có nên truy đuổi theo nữa hay không đây trầm ngâm một lát đằng lệ nghiến răng những bảo bối trong tay của vương lâm làm hắn quyết tâm hơn không nói không rằng xông thẳng vào trong rừng trong rừng này cây cổ thụ chen nhau mọc trên mặt đất mọc đầy những đám cỏ cao hơn nửa thước rất nhiều rắn rết độc bò lồm ngồm chỗ nào cũng có thể nhìn thấy cây cổ thụ ngàn năm tuổi rất nhiều loài hoa cỏ lạ thỉnh thoảng lại nhìn thấy những mãnh thú đang đầu với nhau không những vậy mùi hôi thối từ xác lá cây xác động vật bốc lên nồng nặc đến mức có thể giết chết người nơi đây quanh nam bị sương mù bao phủ nhiều cây cổ thụ cũng nhiều mãnh thú có thể so sánh với mãnh thú ở chỗ của nguyên anh kỳ có thể nói nguy hiểm lúc nào cũng rình rập chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là mất mạng vương lâm nhìn xung quanh thân thủ hắn bay nhanh trong rừng đột nhiên tư dồ nam vội vàng gọi dừng lại mau dừng lại vương lâm ngay lập tức dừng lại tư đồ nam thở gấp nói nơi đây là nơi quỷ quái nào vậy tại sao lại có dây mây màu xanh tồn tại lạo này nhỏ thì có thể phá nát cây cỏ đã từng có rất nhiều nước vì nó mà bị diệt vong dây mây màu xanh vương lâm ngây người trước mặt ngươi có một dây mây trên dây mây có một đường màu xanh à không đây không phải là dây mây màu xanh kỳ lạ vương lâm đây là mầm dây mây màu xanh uy lực của nó có thể không lớn như lời đồn đại nhưng người tốt nhất tránh nó ra dây mây xanh trưởng thành chính là cơn ác mộng của những người tu luyện loại cây này rất khát máu Mỗi là nuốt một người đang tu luyện thì sẽ tiến hóa mà theo như truyền thuyết tiến hóa đến mức cao nhất chính là dây mây xanh này cho dù là lúc còn mới biến đổi thì cao thủ cũng không thể nào địch lại không những vậy loài cây này còn rất nhạy cảm với pháp thuật nhất định không được dùng pháp thuật để tấn công nó từ đồ nam như ngưng lại vương lâm nhìn xung quanh hắn như chăm chăm nhìn vào dây mây màu xanh mọc trên một cây đại thụ ở phía xa ánh mắt đầy vẻ cảnh giác thoạt nhìn dây mây này hết sức bình thường ngoài có một đường màu xanh ra không có khác biệt nào với những loại dây mây khác vương lâm trầm ngâm một lúc không nghe hết lời của tư đồ nam liền chậm chậm tiến lên phía trước không dùng một chút công lực nào cẩn thận dùng ngón tay cái và tay trỏ nhẹ nhàng kéo dây mây xanh ra lúc đó hắn dùng hết sức tập trung của mình khi kéo được dây mây ra khoảng ba thước hắn nhẹ nhàng buông tay ra rồi lùi lại vài chục thước nhanh chóng cắt qua đầu ngón tay một giọt máu rơi xuống trên thân dây mô xanh dây mây bị giọt máu đâm phải lập tức bật lên như con rắn trồm đầu lên ngay sau đó từ chỗ rễ của nó liền mọc ra vài dây mây nữa kết lại với nhau rồi mấp máy vài cái sau đó dần dần hạ xuống mặt đất trên trán vương lâm lấm tấm mồ hôi khóe miệng hơi nhếch lập tức rời khỏi chỗ đó vương lâm rời khỏi đó không lâu đằng lệ đuổi đến chỗ đó hắn vì muốn đuổi kịp vương lâm nên vẫn dùng pháp thuật để di chuyển mà không hề để ý đến vài dây mây trên mặt đất mặc dù ở trong rừng sâu bị hạn chế tầm nhìn và cảm giác nhưng hắn cảm nhận rất rõ rằng đã rất gần vương lâm miệng nhếch lên cười lạnh sau đó lại xông lên phía trước nhưng khi hắn băng qua những dây mây trông có vẻ tầm thường này bất ngờ sinh chuyện kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.